Y đạo quan đồ. Chương 226, trọng sắc khinh hữu. Mã Cách Lệ đặc muốn ở Ôn Tuyền làng du lịch dừng vài ngày. Trương Dương Tác và An Ngữ Thần mấy người quay trở về Giang Thành, An Ngữ Thần mấy người lần này tới đắc mục đích đúng là Vi An lão cầu phúc và chọn mộ địa, thời gian hữu hạn rất, Lâm đi trước, ở Trương Dương An bài hạ, Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần tỷ đệ lưỡng thấy. Kiều Mộng Viện đã làm tốt hợp tác khai phá Nam Lâm tự thương nghiệp sân rộng kế hoạch thư, An Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện nói chuyện phiếm thời điểm, An Đạt Phan ở một bên quan khán kế hoạch thư. Kiều Mộng Viện mới bắt đầu thời điểm đối cái này học sinh trung học đệ nhị cấp như nhau đích thanh niên tịnh không có nói ra cũng đủ coi trọng, nàng vạch An ra ở khai phá trung gặp được khốn cảnh. Đây cũng là bởi vì bọn họ đối hiện thực tình hình trong nước không hiểu dẫn dắt khởi, căn cứ An ra sắp xếp đầu tư ngạch, thì là Nam Lâm tự sân rộng thuận lợi khai phá, kỳ quy mô và ảnh hưởng cũng là cực kỳ hữu hạn, nàng có năng lực làm thông thị chính phủ công tác, ở vốn có cơ sở thượng, đem khai phá khu vực mở rộng 1 phần ba. Đem Nam Lâm tự sân rộng chế tạo trở thành văn uyên khu đệ nhất văn hóa trung tâm thương nghiệp, khai phá diện tích tăng lên, thực tế đầu tư ngạch tự nhiên cũng muốn nước lên thì thuyền lên, đa gia tài chính bộ phận do nàng đến phụ trách giải quyết. Ăn ngữ thần ở về buôn bán tịnh không có bao nhiêu kinh nghiệm, tuy rằng gia gia minh xác đem quốc nội giao cho nàng xử lý. Nhưng nàng sợ làm bất hảo, vẫn là đem đệ đệ an đạt văn kêu qua đây. An Đạt Phan nhìn xong kế hoạch thư, đạm nhiên cười nói, kiều tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, phần kế hoạch này thư đối với chúng ta mà nói rất không công bình. Audio điện tử võ tấn bền, kiều mộng viện mỉm cười nói, dùng cái gì thấy rõ? An Đạt Phan nói, người phần kế hoạch này thư bỏ quên một cái rất lớn nhân tố, đó chính là tu sửa Nam Lâm tự bộ phận, người đem khai phá Nam Lâm tự thương nghiệp sân rộng và Nam Lâm tự hoàn toàn phân chia ra. Theo ta nói biết, Nam Lâm tự thuộc về công ích và thương nghiệp không quan hệ ba. An Đạt Phan gật đầu nói, Nam Lâm tự đích xác thuộc về công ích, chúng ta ở thương nói thương, nếu như không có Nam Lâm tự công ích, Giang Thành thị phủ như thế nào sẽ đem thương nghiệp sân rộng khai phá quyền giao cho chúng ta. Sở dĩ chúng ta phải muốn đem tu sửa Nam Lâm tự thành phẩm tính toán ở bên trong, nếu như Kiều tiểu thư cũng đồng ý nói, phần kế hoạch này thư dĩ nhiên là không công bình. Hắn cười đem kế hoạch thư đặt ở trên bàn. Kiều Mộng viện có chút kinh ngạc nhìn trước mắt đích thanh niên, nàng cũng đã được nghe nói An gia hiện tại trưởng môn nhân là cái này Khiếu An Đạt Văn đích thanh niên, bất quá một cái 19 tuổi mao hài tử có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng An Đạt Văn chỉ là thô sơ giản lược xem một chút kế hoạch thư liền đem nắm đến mấu chốt của sự tình chỗ, An Đạt Văn lại nói, như lời ngươi nói mở rộng khai phá khu vực đích xác khiến người tâm động, nhưng là chúng ta An gia cũng không thiếu tiền, Kiều tiểu thư có thể làm được sự tình, chúng ta như nhau có thể làm được. Kiều Mộng Viện nói, An Tiên Sinh đối tình hình trong nước tỉnh không hiểu, An Tiểu Thư, từ Nam Lâm tự khai phá đến bây giờ, các ngươi gặp được phiền phức cũng không ít ba. An Ngữ Thần gật đầu, đích xác, từ Nam Lâm tự khai phá công trình khởi động tới nay, dệt hán sẽ không có yên tĩnh quá, khiến cho An Ngữ Thần kỷ độ đều muốn muốn buông tha. An Đạt Phan nói, điểm này thượng ta cùng Kiều Tiểu Thư cái nhìn nhất trí. Ta tin tưởng nếu như Kiều Tiểu Thư tham gia nói, chúng ta khai phá hội tiến hành càng thêm thuận lợi, ta việc buôn bán thích trực lai trực khứ, kiều tiểu thư kiến nghị ta rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng ngươi nói đưa ra chia làm tỷ lệ, ta sẽ không đồng ý, kiều tiểu thư sở dĩ tìm tới chúng ta, là bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ trong tay ôm một khối ngọc thô chưa mài rũa, ngươi cho là mình là một gia sắc công tượng, cho nên muốn theo chúng ta hợp tác, giúp chúng ta đem đây khối ngọc thô chưa mài rũa biến thành vô giá hàng mỹ nghệ. Hắn hình dung rất chuẩn xác, kiều mộng viện liên tiếp gật đầu, An Đạt Phan nói, ta có thể phó cho ngươi hồi báo, thế nhưng ta không có khả năng bởi vì ngươi giúp ta tạo hình đây khối ngọc thô chưa mài rúa, mà đem trong đó phân nửa phân cho ngươi. Chúng ta có thể hợp tác, điều kiện tiên quyết là phân phối phương án muốn đạt thành nhất trí, lợi ích phân phối phương diện, ta sẽ cấp ra một cái cụ thể chữ số, nếu như Kiều Tiểu Thư cho rằng có thể tiếp thu, chúng ta hẳn là có thể hợp tác. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, mong muốn ngươi không để cho ta chờ đắc lâu lắm. Nàng và An Đạt Phan nắm tay. Trương Dương lái xe đưa Kiều Mộng Viện Ly Khai, trên đường Kiều Mộng Viện tự đáy lòng cảm thán nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nghĩ không ra An Đạt Văn còn tuổi nhỏ đã vậy còn quá lợi hại. Trương Dương cười nói, nếu như hắn không không bản lĩnh, An Lão cũng sẽ không yên tâm đem lớn như vậy tập đoàn tài chính giao cho hắn xử lý. Kiều Mộng Viện hướng Trương Dương cười nói, vô luận lần này hợp tác có thể không thành công, ta đều phải cảm tạ ngươi. Ở ta lý giải Nữ hài tử hướng người khác nói cảm tạ thường thường đều có chữ bất thường ý tứ. Trương đại quan nhân cười híp mắt nói: "Kiều Mộng Viện nở nụ cười, Trương Dương, ta đã sớm nghe nói người rất hội hống nữ hài tử, nhưng ta cũng đã qua phát Mộng Niên Kỳ Linh." Trương Dương cười nhìn một chút Kiều Mộng Viện, ở trước mặt của mình Kiều Mộng Viện biểu hiện ra quá mức cảnh giác, đây chứng minh Kiều Mộng Viện cũng không có đem hắn trở thành bằng hữu, Trương Dương vừa cũng chỉ là cố ý nói như vậy, hắn đối Kiều Mộng Viện cũng từ đáy lòng cảnh giác. Kiều Mộng Viện là hứa gia Dũng vị hôn thê, nàng không thể nghi ngờ là đứng ở hứa gia Dũng lập trường thượng, nếu như Giang Thành phát sinh một loạt sự kiện đều là hứa gia Dũng ở sau lưng phá rối, như vậy Kiều Mộng Viện chính là đồng lõa. Cái này mặt ngoài nhu nhược nữ tử tâm cơ tuyệt không đơn giản. Kiều Mộng Viện nói: "Trương Dương, người và gia Dũng là tại sao biết?" Đi qua tả hiểu tình, Trương Dương đáp án này rất trực tiếp, rất thẳng thắn, lại để cho Kiều Mộng Viện đáy lòng cảm thấy rất khó chịu. Kiều Mộng Viện phản hồi hối quy đồng mẫu số công ty, phát hiện hứa ra Dũng ở công ty chờ nàng, hắn cũng quan tâm Kiều Mộng Viện ngày hôm nay đàm phán kết quả. Kiều Mộng Viện đem ngày hôm nay và An Đạt Văn gặp tình huống nói đơn giản một lần sau khi, lại cảm thán nói, An Đạt Văn không đơn giản, Nam Lâm tự sân rộng sự tình thường, chúng ta chiếm không được nhiều lắm tiện nghi. Hứa ra Dũng nói, Hoàn dự định cùng hắn hợp tác sao? Kiều Mộng Viện nói, vì sao không? Cái này hạng mục có tương lai, có tham gia cơ hội, có thể từ đó phân một chén canh, chỉ cần điều kiện hợp, ta sẽ tham gia. Nàng dừng lại một chút lại nói, vừa trương dương tống ta tới. Hứa ra dũng ử một tiếng, về phía sau tựa ở chủ ghế. Ta hỏi hắn các ngươi là tại sao biết? Hắn nói như thế nào? Kiều mộng viện do dự một chút, vẫn còn nhỏ giọng nói, hắn thuyết phục quá tả hiểu tình. Hứa ra dũng ở sâu trong nội tâm giống bị roi ra mãnh rút một cái, ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, hắn hoàn nói cái gì. Kiều Mộng Viện lắc đầu, ra Dũng, ta biết ngươi rất hận hắn. Hứa Gia Dũng bỗng nhiên dương đôi mắt, hắn có chút phẫn nộ nhìn Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện thở dài, đi tới phía sau hắn, hai tay phù ở đầu vai hắn thược, ra Dũng, có câu, ta để ở trong lòng đã rất lâu rồi, cừu hận vật này, để ở trong lòng càng lâu, đối thương thế của mình hại lại càng lớn, Trương Dương không phải cá người thường, Người muốn đối phó hắn, đến kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cần gì chứ? Hứa ra dũng trong ánh mắt phẫn nộ dần dần phai nhạt xuống, hắn vỗ vỗ kiều mộng viện tay trái, mộng viện, ta cần phải thời gian, hay là quá chút thời gian, ta có thể triệt triệt để để quên chuyện này. Kiều mộng viện một đôi đôi mắt đẹp càng phát ra có vẻ u buồn đứng lên, nàng giải hứa ra dũng tính cách, chỉ cần hắn nhận thức chuẩn sự tình, hắn vô luận như thế nào đô hội đi thẳng rốt cuộc, bây giờ nói những lời này căn bản là ở có lệ chính mình, kiều mộng viện cắn cắn môi, ra dũng, buông cừu hận. Chúng ta sẽ xảy ra sống được rất tốt. Hứa ra dũng khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng lúc này nội tâm của hắn nhưng lại lãnh khốc tới cực điểm, buông cừu hận, trương dương hại chết phụ thân của hắn, đoạt đi rồi người đàn bà hắn yêu mến nhất, như vậy vô cùng nhục nhã lại làm sao có thể nói phóng để lại. Bất quá hứa ra dũng từ trương dương gần nhất làm đã ý thức được, Trương Dương nhất định đối với hắn sinh ra lòng cảnh giác, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hay là tạm thời tính phóng vừa để xuống vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo tuyển chọn, phóng trường tuyến mới có thể điếu cá lớn. Lưu Ngũ mất tích, chuyên án tổ dựa theo ngụy trường đắt cung cấp đầu mối đi bắt bộ Lưu Ngũ. Thế nhưng Lưu Ngũ từ lâu người đi nhà trống, căn cứ lý giải đến tình huống, ở phương hải đào sau khi chết, Lưu Ngũ cũng đã tung tích không rõ. Giang thành trưởng cục công an vinh bằng phi nhíu chặt lông mày rậm, Chuyện án tổ đích xác lấy được nhất định tiến triển, tìm ra giết chết Phương Hải Đào đích thực hung, nhưng căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, phía sau màn nhất định có người sai xử, vụ án này và ám sát Điền Khánh Long án tử có một chút cực kỳ tương tự, đều là phạm tội trực tiếp chấp hành người bị nắm ở, nhưng phía sau bày ra người đều không có đầu mối. Đỗ Phú Phong đang tiến hành vụ án tổng kết thời điểm nói rằng, Lưu Ngũ xui khiến Ngụy Trường đắt giết chết Phương Hải Đào, thế nhưng căn cứ điều tra của chúng ta, Lưu Ngũ quá khứ cùng Phương Văn Nam không có bất kỳ tiếp xúc cũng không có bất kỳ xung đột và mâu thuẫn, hắn rất có thể là cá người trung gian, là người khác ủy thác hắn, hắn lại tìm được rồi Ngụy Trường đắt hạ thủ. Vinh bằng phi nói, nói cách khác vụ án đã lâm vào cục diện bế tắc, chỉ có tìm được Lưu Ngũ tài năng đào ra sau lưng của hắn người kia. Chuyên án tổ phó tổ trưởng Khương Lượng nói, Vinh cục, chúng ta vô pháp bài trừ Lưu Ngũ cũng chỉ là người trung gian khả năng, thì là tìm được hắn cũng chưa chắc có thể đào ra hắc thủ phía sau màn. Vinh bằng phi nói, vô luận thế nào, các người chuyên án tổ công tác thành tích vẫn còn đáng giá khẳng định, chỉ ít đã tìm được rồi giết chết Phương Hải Đào hung thủ. Hắn chuyển hướng Tần Bạch Đạo, Tiểu Tần, cho người điều tra tình huống thế nào. Tần Bạch Đạo, căn cứ kỹ thuật bộ sơ bộ phân tích, này nặc danh điện thoại đều là một người đánh tới. Đỗ Phú Phong chen lời nói, có chuyện rất kỳ quái, đánh nặc danh điện thoại nhân đối cục công an nội bộ tình huống rất rõ ràng, vô luận làm công điện thoại, hay là các người mấy cục trưởng số điện thoại di động, hắn đều thanh thanh sở sở. Đỗ Phú Phong lời còn chưa dứt, Vinh Bằng bay điện thoại thì vang lên. Vinh Bằng phi cười khổ lắc đầu, chuyển được điện thoại, điện thoại nội chuyện tới một khàn giọng thanh âm nói, muốn biết Phương Hải Đào là ai giết sao. Vinh Bằng bay về phía người chung quanh làm cá chớ có lên tiếng thủ thế, người rất thích ngoạn a. À. Có đúng hay không tiền điện thoại không dùng tiền, cũng là người thu người khác rất nhiều tiễn. Đối phương âm chắc chắc nở nụ cười, Phương Hải Đào làm cho người ta khứ ám sát Điền Khánh Long, hận nhất người của hắn là ai. Lần trước ở thẩm vấn thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị người đánh chết, các người có hay không đầu óc, chuyên đơn giản như vậy hoàn nhượng ta nhắc nhở. Nói xong hắn lập tức thì cúp điện thoại. Vinh Bằng Phi chậm rãi khép lại điện thoại di động, hắn hướng Khương Lượng nói, khứ đem Điền Bân hồ sơ điều đi ra, cha cha hắn cùng lưu ngũ trong lúc đó có cái gì. Không quan hệ, mọi người cũng không nghĩ tới chính là... Lưu Ngũ không chỉ và Điền Bân có quan hệ, hơn nữa quan hệ của hai người thập phần mật thiết. Lưu Ngũ đã từng cấp Điền Bân đã làm hai năm tuyến nhân, vụ án phát triển trở nên càng phát ra khó bể phân biệt, chỉ ít từ biểu hiện ra khán, Điền Bân cực kỳ khả nghi, hắn từng có bạo lực ấu đả Phương Hải Đào ghi lại. Hơn nữa hắn thủy chung cho rằng ám sát phụ thân là Phương Hải Đào sai khiến nhân gây nên, đã từng tuyên bố thì là mặc kệ cái này cảnh sát cũng muốn nhượng Phương Hải Đào trả giá thật nhiều khương lượng đem điều tra tới kết quả giao cho vinh bằng phi thời điểm vinh bằng phi trầm mặc đủ lưỡng phút sau đó đi qua hậu môn đi tới phòng làm việc trên ban công khương lượng theo đi ra ngoài thấp giọng nói vinh cục vinh bằng phi nói người thế nào xem chuyện này khương lượng nói ta cho rằng điền bân không có khả năng làm như vậy hắn là cảnh sát hắn so với người bình thường phải hiểu được pháp luật hắn không biết chi pháp phạm pháp ăn hối lộ trái pháp luật cảnh sát cũng không ở số ít Khương Lượng nói, Vinh Cục, ta Thủy chung cảm thấy cái này nặc danh điện thoại rất kỳ quái, hắn phân minh ở đi bước một đêm chúng ta dẫn hướng hắn sở thiết hạ cái trong. Vinh Bằng Phi nở nụ cười, chân chính hẳn là chú ý thì ngược lại những này nặc danh điện thoại, bất quá gọi điện thoại nhân thực sự thái giảo hoạt, dĩ chúng ta hiện hữu kỹ thuật, căn bản không có biện pháp tra được hắn, người này đối với chúng ta cục công an nội bộ tình huống rất quen thuộc. Hắn quen thuộc chúng ta phá án nước chảy, đối với chúng ta mỗi một bước nắm giữ đều thập phần rõ ràng. Khương Lượng thấp giọng nói, ngươi là nói, người này rất khả năng đến từ chúng ta nội bộ. Vinh Bằng Phi gật đầu, nhìn trời u ám bầu trời, biểu tình có vẻ ngưng trọng dị thường, Khương Lượng, ta cuối cùng cảm thấy sau đó còn sẽ có lớn hơn nữa sự tình phát sinh, trận này trượng bất hảo đánh, chúng ta phải lập tức hành động, ở đối phương gây thành lớn hơn nữa bi kịch trước đây đưa hắn ngăn lại. Hắn vỗ vỗ Khương Lượng đầu vai nói, trại tạm giam sự tình làm được rất tuyệt, có thể làm cho ngụy Trường đắt thành thành thật thật nhận tội, đã nhượng nhượng chúng ta công an hệ thống tìm về một điểm bộ mặt. Khương Lượng có chút lúng túng nói, vinh cục, kỳ thực ngụy trường đắt sở dĩ thành thành thật thật thừa nhận là bởi vì chúng ta mời ngoại viện. Ngoại viện, Khương Lượng lúc này mới đem Trương Dương ra tay giúp đỡ sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Vinh Bằng Phi cười nói, Trương Dương quả nhiên có chút bản lĩnh. Trương Dương hai ngày này cũng là cực kỳ bận rộn, chủ yếu là phối hợp dệt hán vấn đề, hắn và Văn uyên khu lãnh đạo liên hợp công tác, cuối cùng cũng đem dệt hán na làm giúp nhân cấp Trần An xuống phía dưới. Nam Lâm tự thương nghiệp sân rộng là văn nguyên khu sau đó trọng điểm công trình, thương nghiệp sân rộng một ngày tu kiến hoàn thành, sẽ sống động văn nguyên khu kinh tế, văn nguyên khu lãnh đạo cũng bày tỏ cao độ coi trọng. Trong lúc cấp bách, Trương Dương cũng chưa quên giáo dục triệu tính, rút ra thời gian cho nàng gọi điện thoại, tận tình khuyên bảo giáo dục triệu tính vừa thông suốt, nghĩ không ra triệu tính lần này thái độ cư nhiên thập phần kiên quyết, trong lời nói đối đinh bân có chút giữ gìn, xem ra đã tha thứ hắn. Điều này làm cho Trương Dương rất không thoải mái, thở phi phi khiển trách triệu tính hai câu thì đã cúp điện thoại. Hồ Nhân Như ở phía sau đi vào phòng làm việc của hắn, thấy Trương Dương hình dạng, nhất thời cảm thấy được hắn tâm tình không tốt, nhẹ giọng nói ai chọc giận ngươi tức giận. Thế nào khí thành cái dạng này? Trương Dương cả giận nói còn có ai? Triệu tính cái kia không tiền đồ nha đầu, hiện tại cư nhiên lại cùng Đinh Bân trộn lẫn ở tại cùng nơi. Hồ nhân như đối triệu tính sự tình cũng là giải, nàng mỉm cười nói, quên đi, thanh niên nhân chuyện tình cảm, người lại can thiệp không được. Rồi nói sau, nhân gia phạm sai lầm, cũng không thể đem nhân gia vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc, dù sao cũng phải khiến người ta ra một cái sửa đổi cơ hội không phải. Trương Dương cắn răng nghiến lợi nói, ma túy, con chó nhỏ này nhật còn dám xin lỗi muội muội ta, ta giết chết hắn. Hồ nhân như cười nói, ngươi xem ngươi, na hoàn tượng quốc gia cán bộ, há mồm ngậm miệng đều là lời thô tục làm cho người ta nghe được ảnh hưởng đa bất hảo trương dương hít mắt nhìn hồ nhân như nói người chê ta thô a à. hồ nhân như xảo nhất cự tuyệt nhất thời cảm thấy thằng nhãi này nhất ngữ hai ý nghĩa đỏ mặt mắng không biết xấu hổ buổi sáng nói bậy bạ gì đó trương dương ha hả nở nụ cười một tiếng nhìn một chút đồng hồ treo trên tường đã đến lúc tan việc đứng lên nói đi ra đi ăn cơm Hồ Nhân như nói, ta gần đây phát hiện nhất quán cơm rất tốt, ta dẫn người đi. Châu A, à. đi thì biết. Hồ Nhân như đái trương dương khứ địa phương là Nam Hồ Nước Kho, ở đập chứa nước Tây Ngạn có một gia dân bản xứ khai đắc Phạn Điếm, đã kinh doanh hơn 10 năm, dĩ tôm cá tươi nông gia thái là việc chính, Phạn Điếm liên cá chiêu bài cũng không có, bên trong trần thiết cũng là cực kỳ giản đơn, bất qua thức ăn thập phần mỹ vị, hai người điểm một cái cá chấm đen, làm nhất ngư tứ ăn. Trương Dương lập tức phát hiện đây điếm lão bản rào hoạt địa phương, cá chấm đen đều là hiện xưng hiện làm, bất quá mỗi điều cũng phải có ngũ cân đã ngoài, hai người bọn họ hiển nhiên ăn không hết nhiều như vậy, bất quá Trương Đại Quan Nhân cũng sẽ không để ý chút tiền lẻ này, huống chi, ăn cũng không cần hắn đài thọ, hồ nhân như căn bản không để cho hắn cơ hội này. Sau trộn cũng có khác đặc sắc, say hà, hỏng bét ngư, bạc hà, khổ thái, bên này rau trộn vừa bưng lên, Trương Dương điện thoại thì vang lên, cũng trưởng cục công an Vinh bằng phi tìm hắn uống rượu, Trương Dương đem địa phương nói, Nhượng Vinh bằng phi chính mình qua đây. Bên này vừa cúp điện thoại, quốc an cục triệu quân điện thoại lại đánh qua đây. Hắn đến Giang Thành, Nhượng Trương Dương khứ chạm xe lửa đón hắn. Trương Dương cái này phiền muộn a, à. thật vất vả qua vài ngày thanh tịnh ngày, đây quốc an lại đã tìm tới cửa. Bất quá ngẫm lại quốc an cho mình cũng giúp không ít mang, sau đó cố gia đồng ai còn phải nhờ quốc an phương diện hỗ trợ chiếu cố triệu quân lại là của mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nhân gia đại lão ở xa tới cũng không thể không để ý tới nhân gia ta trương đại quan nhân cho tới bây giờ đều cũng có bằng từ phương xa tới phi thường cao hứng hắn hẹn địa điểm tốt nhượng triệu quân khứ chờ lập tức lại cấp vinh bằng phi gọi điện thoại nhượng hắn đem triệu quân tiện đường cấp sao qua đây trương dương cúp điện thoại hồ nhân như có chút hít oán trách chừng hắn một cái nói ngươi so với quốc gia chủ tịch hoàn mang nghi muốn cùng ngươi đơn độc ăn bữa cơm đều không được trương dương cười nói không có biện pháp những người này cũng không tốt thôi buổi tối ta hảo hảo bồi thường ngươi chỉ cần ngươi không chê ta thô là được cổn hồ nhân như đỏ mặt mắng vinh bằng phi là đái tài xế tới được đây chứng minh hắn muốn uống rượu vinh bằng phi có một tập quán nếu là chính mình lái xe hắn khẳng định không uống rượu thân là trưởng cục công an muốn làm gương tốt tưởng quản lý nhân gia đầu tiên nội dung chính đang tự mình triệu quân trên đường đã biết vinh bằng bay thân phận nhưng hắn không có đem mình thân phận chân chính nói cho Vinh Bằng Phi, chỉ nói mình từ Bắc Kinh đến, hợp làm cái gì cũng không có cụ thể giới thiệu. Trương Dương nhường hồ nhân như lại bỏ thêm vài đạo đặc sắc thái. Vinh Bằng Phi tuy rằng đến Giang Thành có một đoạn thời gian, nhưng Nam Hồ nước kho nhưng lại là lần đầu tiên qua đây, hắn đối với nơi này phong cảnh khen không dứt miệng, Trương Dương bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Vinh Bằng bay tài xế là không dám tỏa, thành thành thật thật khứ bên ngoài phòng khách sao cá thái, muốn oản cơm tẻ sau khi ăn xong trở về bên trong xe chờ. Triệu quân nhìn một chút Trương Dương, nhìn một chút hồ nhân như, hắn đối thằng nhãi này hóa nữ bằng hữu tốc độ sâu biểu bội phục, đương nhiên nhân ra bên người bạn gái chất lượng cũng là tương đương cao. Trương Dương giúp bọn hắn giới thiệu một chút, Vinh Bằng Phi và Hồ Nhân như là nhận thức, hắn cười nói, mong muốn ta ngày hôm nay không có quấy rầy các ngươi ăn tâm tình. Trương Dương cười nói, ta nói Vinh Cục, người người này thế nào như thế rồi trá, vừa đều nói cho người chúng ta ở cùng nhau ăn cơm, người đây không vẫn phải tới. Vài người đồng thanh nở nụ cười, hồ nhân như đứng dậy cầm lấy mang đến rượu ngũ lương cho bọn hắn rót, bởi vì thuốc hán vừa khôi phục sinh sản, gần nhất của nàng nghiệp vụ cũng rất bận rộn, ô tô đuôi dương nội tùy thời đều chuẩn bị lướng dương rượu ngũ lương, dĩ bị bất cứ tình huống nào. Hồ nhân như mình mở bình nước trái cây, trường dương ba người bọn hắn liền uống tam chén rượu, sau đó mở ra máy hát, Vinh bằng phi nguyên bản tìm Trương Dương mục đích là để cùng hắn đơn độc tâm sự vụ án. Hắn biết Trương Dương bản lĩnh, nếu Khương Lượng có thể thỉnh ngoại viện, hắn có thể thỉnh ngoại viện. Nhượng Trương Dương biết giải vụ án giúp hắn phân tích phân tích, nhưng bây giờ Triệu Quân ở đây, nói cũng không phải là như vậy dễ dàng. Triệu Quân tìm Trương Dương cũng có sự, cũng muốn đơn độc đàm, nhưng quốc an sự tình đều là cao độ cơ mật, không thể để cho ngoại nhân biết. Hai người đều ôm ý nghĩ như vậy, sở dĩ trên bàn rượu đều không bờ bến rất nhàn thoại, thái rất tốt, rượu cũng rất tốt, chính là nói chuyện vô pháp thâm nhập, Trương Dương trong lòng minh bạch. Xuất môn đi nhà cầu thời điểm, triệu quân hướng Trương Dương nói ta tìm ngươi có việc. Trương Dương gật đầu, chỉ chỉ phía trước, hai người đi tới bên hồ, triệu quân nói An Đức Nguyên tới. Trương Dương giờ mới hiểu được triệu quân tới được mục đích thực sự, hắn cười nói không sai. Vì sao không đề cập tới tiền hướng ta hội báo, Triệu quân hạ câu nói đầu tiên nhượng Trương Dương cảm thấy khó chịu. Ta dựa vào cái gì hướng ngươi hội báo? Ngươi, ta nói triệu quân, ngươi có thể hay không biệt động một chút là bãi làm ra một bộ lãnh đạo mặt, có chuyện hảo hảo nói, ta lại không nợ ngươi cái gì. Triệu quân gật đầu, An Đức Huyên là ai ngươi không biết? Ta đương nhiên biết, sở dĩ hắn ở Giang Thành trong lúc, ta một tấc cũng không rời theo dõi hắn, ta chỉ sợ hắn phạm tội, động lòng người ra đến nơi đây làm chuyện gì đều rất cẩn thận, biểu hiện chính là một cái thủ pháp công dân, ta còn có thể dù thế nào. Cũng không thể vận dụng công an cơ quan bắt hắn cho xem ra. Triệu quân ngữ khí hòa hoãn một ít, nhưng vô luận như thế nào dạng, hắn qua đây giang thành, người đều phải cho ta tin tức. Ta không để cho người tin tức người cũng biết, người đã đến rồi có ích lợi gì. Nhân ra không đáng tội, người cũng không thể chảo hắn. Ta nói người thế nào như thế con nhím, ta nói người một câu, người thập cú tại chỗ này đợi chứ. Trương Dương thở dài nói, không hài lòng hơn nửa câu, triệu quân đồng chí, ta phải nói điểm ý kiến, công tác của người thái độ rất có chuyện. Triệu quân trừng Trương Dương liếc mắt, ta lười với người lời vô ích, dù sao cấp trên đối với người lần này cách làm rất không cao hứng, mong muốn người không cần có lần sau. Ta nói người lần này tới Giang Thành chính là vì chuyện này. Thường hạo chết rồi. Trương Dương nội tâm kịch chấn, cái gì? Triệu quân mân khởi môi, hai mắt nhìn phía viễn phương yên ba minh mông mặt hồ, khứ hương cảng chuyện về sau, trước khi chết gặp dần vặt, rất thảm. Tứ chi nhiều chỗ gãy xương, xương cổ bị người bẻ gầy. Trương Dương giận dữ hết, ai làm? Không biết, chúng ta hoài nghi là tần phác, chuyện này khả năng và ngươi giết chết dã lang tần Việt hữu quan, lúc đó xuất nhâm vụ chính là các ngươi hai cá, sở dĩ tổ chức thượng mong muốn ngươi cẩn thận. Trương Dương căm tức triệu quân, hạ giọng nói, đây chính là các ngươi quốc an bảo mật thi thố thân phận của ta bại lộ, nhưng thường hào một mực phía sau màn, hắn làm sao sẽ bại lộ. Các người nội bộ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vì sao không cha? Triệu quân lặng lẽ không nói gì, quốc an nội bộ đích xác tồn tại vấn đề, bọn họ một mực cha, nhưng cho tới bây giờ vẫn đang không có kết quả. Lúc này hồ nhân như từ trong quán ăn đi ra. Hai người không có phương tiện nhiều lời, trò chuyện hoàn then chốt sự tình, lại đi trở về. Triệu quân vẫn chưa ở lâu, hắn muốn đi trước thường hạo ra hương Vân An, xử lý hắn tang sự. Vinh bằng phi nhượng tài xế đem triệu quân cất bước, hắn cũng cảm giác được triệu quân người này có chút thần bí, bất quá cũng không có vạch. Làm trò hồ nhân như mặt, Vinh bằng phi cũng không có kiêng kỳ cái gì, rất huyền chuyển và Trương Dương tự thuật một chút mới nhất vụ án tiến triển. Trương Dương nghe nói nặc danh điện thoại sự tình, không khỏi lại nghĩ tới thường hạo, trong lòng một trận khổ sở, nếu như thường hạo sống, hay là có thể tìm được cái kia đánh nạc danh điện thoại nhân. Vinh Bằng Phi cũng cảm thấy được Trương Dương tâm tình thượng biến hóa, tài xế sau khi trở về, hắn rất nhanh liền cáo từ rời đi. Trương Dương và Hồ Nhân Như sóng vai đi ở ven hồ, bóng đêm thâm trầm, gió mát ôn nhu, Hồ Nhân Như vãn ở Trương Dương cánh tay, chỉ hướng cách đó không xa na phiến địa phương, nơi nào không sai. Trương Dương nao nao, hắn chậm một chút mới vừa rồi kịp phản ứng, Hồ Nhân Như sở nói là khai phá khu quản ủy hội chủ mặc cho Tiếu Minh cấp cho hắn nhóm một mảnh đất ra sự tình trương dương gật đầu nói thành ngày mai ta cấp tiếu minh gọi điện thoại ngươi trực tiếp đi tìm hắn đem đất sự tình xác định xuống tới hồ nhân như y ôi tại đầu vai hắn nhẹ giọng nói trương dương có đúng hay không có tâm sự trương dương gật đầu ta rất khỏe một người bạn chết rồi hắn ở bên hồ liên ghế ngồi xuống hồ nhân như tại bên cạnh hắn ngồi xuống ôm thân thể hắn khinh khẽ vuốt vuốt tim của hắn miệng nhân sống trên cõi đời này có một số việc luôn luôn khó tránh khỏi ta biết, thế nhưng, ta không muốn bi kịch ở bên cạnh ta phát sinh. Trương Dương nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên phát giác, đoạn thời gian gần nhất bên người xảy ra nhiều lắm bi kịch, mà đây một loạt bi kịch có thể đều và hắn hữu quan, hắn không thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục nữa, hắn muốn làm ra cải biến. Hồ Nhân như càng thêm dùng sức ôm sát hắn, Trương Dương, không nên đem tất cả trách nhiệm đều lãm đến trên người của mình, người làm đã rất tốt. Trương Dương khẽ vuốt Hồ Nhân như mái tóc, thấp giọng nói, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ta người bên cạnh. Giang Thành rượu hắn cải cách cũng không thuận lợi, Lưu Kim Thành ở Bắc Kinh và người Hàn. Quốc ký tên đóng gói dây chuyền sản xuất thiết bị xuất hiện rồi vấn đề, thiết bị vận để Giang Thành sách dương sau khi, Giang Thành rượu hắn công trình sư lập tức phát hiện những thiết bị này cùng bọn họ ngẫm lại bất đồng, bọn họ nhà máy lý trước định ra loại là SSI-7, nhưng chờ tới đây thiết bị trên thực tế là CV, tuy rằng chỉ kém một đời nhưng giới cách kém cũng 150 vạn nguyên, người Hàn Quốc ở nhãn và đóng gói thượng động chút tay chân, những này vận tới thiết bị vô pháp thỏa mãn bọn họ sinh sản cần. Lưu Kim Thành bối rối, nhảy ra hợp đồng, hợp đồng không sai, hắn tức giận đến cùng Hàn Quốc Hán Phương can thiệp, có đúng không Phương thái độ rất đông cứng, một mực chắc chắn, đây là CV loại, Lưu Kim Thành sở muốn là CV loại, thế nhưng trên hợp đồng không có ghi rõ, sở dĩ bọn họ tống người nào loại đều hợp lý hợp pháp canh không may chính là lưu kim thành ở nhân gia giao hàng sau khi thì thanh toán toàn khoản hắn thái khuyết thiếu quốc tế mậu dịch kinh nghiệm lưu kim thành cái này căm tức a rượu hắn thật vất vả mới lộng đến nơi này bút cho vay toàn trường công nhân đều muốn mong muốn ký thác vào lần này cải cách được hắn ở mỗi một cá đốt đều rất cẩn thận việc phải tự làm nhưng lại nghĩ không ra tối hậu thua bởi cao lệ bổng tử trong tay trên thương trường đích xác không có vĩnh viễn thắng trận nhưng này lần thực sự thái hoan uổng Cao lệ bổng tử cùng hắn đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, giang thành rượu hán nhưng căn bản đùa giỡn không dậy nổi, bọn họ thâu không dậy nổi một trận. Lần này cải cách là bọn hắn cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất. Trương Dương cũng nghe nói chuyện này, Lưu Kim Thành không không chỉ có đem Trương Dương trở thành thượng cấp lãnh đạo, còn đem hắn trở thành tri tâm bạn tốt, sở dĩ có lời gì cũng không man hắn. Trương Dương đối với chuyện này cũng cảm thấy lòng đầy căm phẫn, Cao lệ bổng tử cư nhiên khi dễ đến chúng ta người Trung Quốc đầu lên đây, bất quá hơn một nghìn năm công phu, bọn họ gì thời gian cũng biến thành kỹ thuật thâu xuất ngoại. Ngẫm lại triều đại tùy lúc ấy, ngoại trừ có thể phát ra điểm nữ nhân, nô lệ gì, những vật khác còn không đều là từ chúng ta bên này học được. Chuyện này không thể nhẫn nhịn. Trương đại quan nhân phản ứng đầu tiên chính là tìm hắn môn trả lại hàng, không để cho thối, phải đi Hàn Quốc triều đây bang tôn tử. Lưu Kim Thành nói, chuyện này cũng là ta, ta lúc trước không ghi rõ cụ thể loại, ai biết bọn họ ở A, B trong lúc đó động thủ chân A, ta cho rằng A di công ty là cá quốc tế đại công ty, chú ý quốc tế hình tượng, không biết kiền loại này đê tiện chuyện xấu xa tình, ai có thể nghĩ đến bọn họ liên loại này treo đầu dê bán thịt chó sự tình cũng có thể làm đi ra. Trương Dương khinh thường nói, loại kém dân tộc, ma túy, chính là loại kém, ta tối không đợi thấy chính là cao lệ bổng tử và Nhật Bản quỷ. Trương Đại Quan Nhân trong mắt thật không có đem đây hai quốc gia đương hồi sự mà, muốn làm sơ đây hai quốc gia cũng là bị phần, nghĩ không ra hiện tại cư nhiên cũng có địa vị, nhất là cái kia Hàn Quốc, tiền 2 năm vẫn còn Nam Triều Tiên, sao đột nhiên thì kiến quốc ni Đây bang đồ chó hoang chính là cấp kiểm không biết xấu hổ. Lưu Kim Thành vẻ mặt đưa đám nói, lần này xong, chúng ta hắn cải cách tất cả đều trông cậy vào bộ này thiết bị ni nếu như can thiệp không thành công, ta chính là đem mình bán cũng vãn hồi không được nhà máy lý tổn thất. Trương Dương không nhịn được nói tiểu của người ủ rũ rạc, bây giờ là bọn họ vi ước, cáo bọn họ bái, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc lại không phải là không có pháp luật, cũng không phải là không có hảo luật sư. Trương chủ nhiệm, nào có dễ dàng như vậy, chỉ cần là sự kiện thượng chúng ta cũng đình lại không dậy nổi a. À. Vậy thì khứ Hàn Quốc tìm hắn môn lý luận. Lưu Kim Thành nói, cuối tuần Đông Giang có một mùa thu kinh mậu hiệp đàm hội, ta nghe nói bọn họ công ty cũng có triển thai, lần này công ty thầy cai phát trí tín sẽ đích thân đến đây, ta quá đi tìm bọn họ nói chuyện. Trương Dương bực tức nói, ta với người cùng đi, ta hắn còn không tin, ở Trung Quốc chúng ta thổ địa thượng, bọn họ hoàn dám khi dễ Trung Quốc chúng ta nhân. Trương Dương nguyên bản đã nghĩ khứ đông giang một chuyến, hắn đối muội muội triệu tính và đinh bân của tình Phục Đốt rất lo lắng, phải muốn đích thân đi xem mới được. Lần này Đông Giang Kim Thu Kinh Mậu Hiệp đàm hội quy khuông rất lớn, Giang thành thị chính phủ cũng khá trọng thị, tổ chức thị nội một ít đại hình xí nghiệp tiến về tham quan học tập giao lưu, phó thị trưởng nghiêm mới xây đảm nhiệm đoàn đại biểu đội trưởng, Trương Dương và nghiêm mới xây quan hệ không tệ, một chiếc điện thoại quá khứ, nghiêm mới xây nên đáp ứng đem hắn hấp thu vi đoàn đại biểu thành viên. Trương Dương và Sở Yên Nhiên liên lạc một chút, mã cách lệ đặc hai ngày này ở Xuân Hy Cốc Ôn Tuyền làng du lịch quá đắc Dương Dương tự đắc, gần nhất chưa có tới Giang Thành dự định, nghe nói Trương Dương muốn đi Đông Giang đi công tác, sở yên nhiên nhường hắn thuận tiện khứ Đông Giang Đại học Nông nghiệp đi xem đi, khứ bái phỏng một chút Đại học Nông nghiệp hiệu phó trang hiểu đường, hiện tại Nông học viện và thức ăn gia súc hán liên hợp nghiên cứu tân phối phương, ở trong chuyện này trang hiểu đường giúp chiếu cố rất lớn. Sở yên nhiên nhường hắn quá khứ, một là hỗ trợ biểu đạt một chút lòng biết ơn, hai là mời trang hiểu đường đến đây xuân hy cốc nghỉ phép. Trương Dương làm không rõ ràng chuyện này vì sao không nên chính mình tự mình quá khứ, bất quá sở yên nhiên đã có khai báo, hắn vẫn còn đáp ứng. Nguyên bản Trương Dương chuẩn bị nhường hồ nhân như cũng gia nhập lần này thương mậu đoàn, nhưng Giang Thành chế thuốc hán vừa khôi phục sinh sản, hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là khôi phục quá khứ lão người sử dụng, cũng không có lực mạnh mở rộng thị trường cần phải, rồi hãy nói cố giai đồng nhân ở Bắc Kinh, hồ nhân như phải ở lại Giang Thành tỏa chấn, tự nhiên vô pháp đi theo. Trương Dương lần này cũng không có lái xe, theo đoàn đại biểu xe buýt, đi Đông Giang, thị chính phủ đứng ra tổ chức thành đoàn thể, tên là chiêu thương, nhưng du lịch tính chất vẫn còn chiêm hơn phân nửa, trên đường đi các thành viên cười cười nói nói, Lưu Kim Thành là tâm sự nặng nhất một cái, tỏa ở phía sau ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nếu như lần này và a di can thiệp phải không, hắn cũng không biết nên như thế nào khứ đối mặt rượu hán toàn thể công nhân viên chức. Trương Dương một người tỏa ở phía sau tĩnh dưỡng, hắn phát hiện mình là một lao lực mệnh, đến chỗ đều không chịu ngồi yên, bất quá hắn rất hưởng thụ trước mắt sinh hoạt, nếu để cho hắn thật yên lặng sống, phỏng chừng dùng không được bao lâu sẽ buồn bực mắc lỗi đến. Nghiêm mới xây đương nhiên là mọi người quan tâm trung tâm, hắn cũng thập phần hay nói, trên đường đi cười cười nói nói, trên đường còn tại thỉnh Bình Hồ ăn bữa cơm. Từ Giang Thành đến Đông Giang đủ dùng đi 7 giờ, Trương Dương không khỏi có chút hối hận, phải biết rằng cái dạng này, nói cái gì cũng không theo xe buýt cùng nhau đã tới. Kinh mậu đoàn đại biểu đã đi xuống tháp ở Đông Giang Quốc tế hội triển trung tâm Lâm Giang Quốc tế Đại Tử Điếm, Trương Dương ở trên đường đã cấp viên ba gọi điện thoại, chờ đến Lâm Giang quốc tế đại tử điếm, liền xem đến viên ba na lượng lam điểu ở bãi đỗ xe cửa chờ, Trương Dương cùng nghiêm mới xây nói một tiếng, thì tự do hoạt động. Nghiêm mới xây cũng không đem hắn trở thành đoàn đại biểu thành viên chính thức, nhượng hắn gia nhập đơn giản là bán một mình hắn tình. Trương Dương muốn làm gì hắn đương nhiên không biết hỏi đến. Trương Dương thượng viên ba ô tô, viên ba cười nói, buổi tối ta hẹn lương tổng trần chủ nhiệm, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Trương Dương nói, đến Đông Giang thì nghe các người an bài, ta cái gì đều chẳng quan tâm. Vọng Giang lâu kinh qua sửa chữa sau khi, đã đối ngoại doanh nghiệp, viên ba cũng không có cải danh, chỉ là tìm người trọng viết chiêu bài, trước cửa lại xiêm áo lưỡng tôn sư tử bằng đá, sinh ý tự khai trương tới nay thần kỳ nóng này, hắn tái chứ Trương Dương đi tới Vọng Giang lâu thời điểm, thời gian vừa mới cương 5 giờ rưỡi, trước cửa bãi đỗ xe đã đầy phân nửa, Bây giờ là công khoản ăn uống phong nhất thịnh hành thời điểm, dừng xe đa số đều là chính phủ cơ quan, xí nghiệp đơn vị xe bus. Trương Dương từ lam điểu bên trong xe bước xuống, một chiếc mới tinh BMW xa ở bên cạnh hắn xa vị dừng lại, Lương Thành Long và Bạch Yến trước sau từ bên trong xe bước xuống. Trương Dương cười nói, Lương tổng, xa thay đổi, thế nào nhân vẫn còn cái kia a. À? Bạch Yến chừng Trương Dương một cái nói, Trương chủ nhiệm há mồm sẽ không có lời hữu ích. Lương Thành Long cười nói, ta nhưng thật ra muốn đổi, nhưng nàng đặc dính ta, đối với ta tốt như vậy, ta còn luyến tiếc. Bạch Hiến ở Lương Thành Long trên cánh tay ninh một cái, hướng Trương Dương đánh trả nói thế nào. Ngày hôm nay Trương chủ nhiệm cô đơn chiếc bóng A, bình thường bên người thế nhưng Mỹ nữ như vân. Trước khác nay khác, hiện tại Mỹ nữ đều ghét bỏ ta, ta gần nhất chính rỗi rãnh đắc hoảng, có hay không hảo tìm muội giới thiệu cho ta A. Trương Dương cợt nhả nói tín ngươi mới là lạ, bất quá người nếu như chân dỗi rãnh đắc hoảng, ta cho ngươi hãm cá bạn gái qua đây cũng được. Bạch Yến nói liền móc ra điện thoại di động. Lương Thành Long cười nói, không phải Lê Khoan thai ba. Không phải nàng còn có ai a? À? Bạch Yến điện thoại còn không có thông qua khứ ni, một chiếc hắc sắc giáp sắc trùng liền mở ra qua đây, lái xe chính là Đông Giang ca vũ đoàn minh tinh diễn viên Lê Khoan Thai. Trương Dương ở trên TV cũng thường thường thấy vị này nữ minh tinh diễn xuất nghĩ không ra bạch yến thực sự hẹn bạn gái lương thành long cười thọ trương dương nói đây không phải đưa cho ngươi trần thiệu bân đau khổ cầu khẩn mấy tháng lại tặng bạch yến hai bộ đồ trang điểm đây mới làm xong ngày hôm nay nhân ra đầu lần gặp mặt ngươi đừng làm dối a à. trương dương cười nói ta là loại người như vậy sao lương thành long nhìn một chút trương dương nói ngươi là trần thiệu bân chuyên môn nhượng ta cho ngươi biết nghìn vạn lần đừng đánh lê khoan thai chủ ý bằng không bằng hữu chưa từng đắc làm trương dương thì buồn bực mình ở trong mắt người khác cứ như vậy háo sắc thành tính lúc này trần thiệu bân từ vọng giang lâu lý ra đón thằng nhãi này thấy trương dương chỉ là cười cười vẫn đang hướng na lượng hắc sắc giáp sắc trùng đi tới nghênh hướng thân mặc quần đỏ phong tư yểu điệu lê khoan thai đưa tay ra lê tiểu thư người thật là nan thỉnh a Trương Dương có chút buồn bực nhìn Lương Thành Long, hôm nay không phải cho ta đón gió sao. chương 227, ký ức xưa. Lương Thành Long nói, vốn là tạo cơ hội cho hắn và Lê San San, ai ngờ anh lúc này lại tới Đông Giang. Đã tới rồi thì thuận tiệp giúp anh tẩy trần vậy. Viên ba mời bọn họ vào thiên thủy các, Lê San San và Trần Thiệu Bân ngồi ở ghế chủ tịch, nhưng người khác lần lượt ngồi xuống, Trương Dương ngồi cùng với viên ba, Trần Thiệu Bân hai mắt nhìn chằm chằm vào Lê San San không rời nhìn đến nỗi khiến cho Lê San San cảm thấy khó chịu, phải ho khẽ một tiếng. Bạch Yến Trần không nhịn được liền nhắc nhở, tôi nói nè Trần Thiệu Bân, anh nhìn cái gì vậy? Trên mặt San San có gì à? Trần Thiệu Bân cười nói, không, không có. Trương Dương mỉm cười nói chen vào, có một cái mụn ruồi. Câu này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Trần Thiệu Bân trợn mắt lườm hắn một cái, thầm nghĩ thằng nhóc cậu thật đúng là không biết nói chuyện dưới cằm lê san san quả thật là có một cái mụn ruồi trương dương mỉm cười nói cái mụn ruồi của lê tiểu thư trông rất đẹp cô vốn đã xinh đẹp rồi lại còn đẹp tới mức không chân thực cái mụn ruồi này tô điểm thêm rất khéo có nó khuôn mặt của cô rõ ràng sinh động hơn chân thực hơn rất là xinh đẹp thằng nhóc này khen người ta cũng chẳng xúc tích gì cả có điều lê san san lại rất thích nghe cười khúc khích anh rất có học vấn đó trần thiệu bân âm dương quái khó nói có học vấn gì chứ tốt nghiệp vệ giáo giang thành trung cấp thôi lương thành long không nhịn được cười phun luôn ngụm trà vừa uống vào ra trương dương cười nói tôi là tự học thành tài hiện tại đang học ở khoa chính quy lê san san mỉm cười nói tôi cũng không lên đại học tốt nghiệp trung cấp triều thiệu bân phát hiện có chút không ổn hắn tuy ngồi cạnh lê san san nhưng khi nói luôn phải quay mặt sang Trương Dương thì ngồi đối diện Lê San San, hai người đầu mày cúi mắt rất tiện, hắn thật sự hối hận, nghĩ thế nào mà lại đi an bài cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Trương Dương chính là một con sói, vạn nhất hắn nhìn chúng Lê San San, mình há chẳng phải là lấy giỏ chúc ngốc nước à. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của Trần Thiệu Bân thì trong lòng không khỏi thấy buồn cười, thằng ôn này chẳng khác gì quách trí cường, hai người đều là loại cực kỳ hoa si, thế nhưng lại thiếu thủ đoạn cưa gái. Lê San San tuy xinh đẹp, nhưng trương dương không có cảm giác gì với cô ta cả hắn chỉ là cố ý trêu trần thiệu bân thôi sau khi tiệc rượu bắt đầu đề tài của trương dương lập tức nghiêm túc hơn nhiều lương thành long hỏi mục đích hắn lần này tới đông giang trương dương thật thà nói ra chuyện nhà máy rượu giang thành trần thiệu bân là người đầu tiên nói ầm lên đám người hàn quốc đó đúng là đáng ghét lấy đâu ra chuyện làm ăn kiểu đó trương dương chuyện này tôi ra mặt giúp cậu lôi một đống phóng viên tới bới móc chúng gã là muốn thể hiện mình ở trước mặt Lê San San. Lương Thành Long lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đối với kiểu làm ăn này đã thấy rất nhiều, gã cẩn thận nói, tập đoàn a thì tôi không có quan hệ, có điều tập đoàn này ở Hàn Quốc cũng không được tính là xí nghiệp nhất lưu, chuyện mà anh nói rất khó giải quyết, tiền đã đưa cho người ta rồi, hàng người ta cũng gửi rồi, trên hợp đồng không tìm ra được sơ hở nào, người Hàn Quốc so với người Nhật Bản còn rào hoạt hơn. Bạch Hiến nói, chẳng lẽ không có cách nào à? thông qua phía chính phủ có được không? Lương Thành Long lắc đầu, chính phủ không được đâu, trừ phi bọn họ đột nhiên có lương tâm. Đương nhiên, loại khả năng này là cực kỳ nhỏ, hoặc là thông qua một con đường nào đó gia tăng áp lực cho chúng. Trương Dương nói, thử nghĩ ra một biện pháp để tập đoàn a Di trong lần trong cuộc hội đàm kinh tế lần này không thể thực hiện được một vụ buôn bán nào. Lương Thành Long nghĩ một chút rồi nói, cái này không có vấn đề, tôi có thể giúp cậu truyền bá chuyện nhà máy rượu Giang thành bị lừa ra ngoài, để cho các thương gia trước khi đến đều biết a Di không có chữ tín. Trần Thiệu Bân nói, tôi sẽ tìm mấy phóng viên tin tức viết về chúng, giúp chuyện của nhà máy Giang Thành càng được nhiều người biết hơn, khiến cho chúng mất hết mặt mũi. Lương Thành Long nói, chưa tới lúc bất đắc dĩ thì đừng làm vậy, Trương Dương, tôi kiến nghị hay là trước tiên hiệp thương với chúng, nếu như có thể giải quyết được chuyện này là tốt nhất, chúng ta cũng không muốn làm chuyện ẩm lên, nếu như chúng không biết hối cải, vậy thì tới lúc đó cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình, như thế gọi là tiên lễ hậu binh. Bạch Yến nhìn Lương Thành Long với ánh mắt ngưỡng mộ, đích xác trên thương trường Lương Thành Long rất có phương pháp. Lê San San thì không hiểu nhiều lắm về chuyện làm ăn, cho nên rất ít khi nói chen vào, sức chú ý của Trần Thiện Bân thì chỉ tập trung trên người cô ta. Có điều ánh mắt của Lê San San đa số thời gian đều chỉ nhìn Trương Dương, điều này khiến Trần Thiệu Bân có chút không vui đang muốn đề nghị kết thúc tiết mục ăn uống sớm một chút thì đột nhiên mất điện. Viên ba bảo mọi người ngồi yên đừng động đậy, gọi phục vụ viên đi lấy đèn khẩn cấp, quán ăn mở cửa lâu như vậy nhưng chuyện mấy điện lâu thì chưa bao giờ xảy ra. Trương Dương không chút hoang mang, nói tôi lúc trước có nghe nói tới một chuyện, có một đôi tình nhân ngồi xe lửa, lúc đi qua đường hầm, trong xe đột nhiên tối om, một lúc lâu xe lửa mới chui qua đoạn đường hầm, người con trai nói, sớm biết đoạn đường hầm này tối như vậy vừa rồi anh đã hôn em một cái, sợ em một cái, thậm chí là... Cô gái lập tức xít lên, cái gì? Vừa rồi người đó không phải là anh à? Cả bàn đều bật cười, Bách Yến cười mắng một câu, lưu manh. Câu này không chỉ là mắng Trương Dương, Lương Thành Long Nhân lúc tối bóp mông cô ta một cái, đây cũng tính là phản ứng tích cực đối với câu chuyện của Trương Dương. Trần Thiệu Bân cũng muốn sờ, nhưng hắn không dám. Trương Dương cảm thán, vẫn chưa có điện à, xem ra tôi phải vứt hết mặt mũi đi thôi. Lê San San và Bạch Yến đồng thời bật cười, hai người đồng than nói, dám à. Lương Thành Long thầm cảm thán, thằng ôn này đối với con gái quả thật là rất có thủ đoạn, hắn nếu thật sự có tâm tư với Lê San San, e rằng Trần Thiệu Bân không phải là đối thủ. Lúc này đã có điện, cầu trì mạch điện của nhà hàng bị cháy. Viên ba đứng dậy đi xử lý chuyện ở bên ngoài, vừa rồi có mấy bàn khách nhân lúc mất điện chuồn đi mất. Trần Thiệu Bân rót đầy một chén rượu, nói cũng ta uống nốt chén này rồi rút thôi. Tìm chỗ nào đó chơi đi, lời này của gã được các cô gái tán đồng. Bạch Hiến đề nghị tới sân bowling Hader, gần đây cô ta rất thích bowling. Lúc mấy người rời khỏi nhà hàng, Trần Thiệu Bân đặc biệt tụt lại sau, tìm cơ hội nói với Trương Dương, tôi nói nè đại ca, tôi đã nhìn chúng ba nguyệt rồi, đừng có đảo góc tường của tôi. Trương Dương cười ha ha, nói tôi là loại người đó ư trần thiệu bân vỗ vỗ vai hắn vợ của bạn không thể lừa dẹp đi trần thiệu bân chớp chớp mắt rồi chạy lên trước vốn là muốn ngồi cùng xe với lê san san nhưng bạch yến đã ngồi vào rồi gã chỉ đành cùng với trương dương ngồi trong chiếc xe bmw của lương thành long vừa vào xe trần thiệu bân không nhịn được cất lời oán thán trương dương cậu đúng là không có suy nghĩ gì cả tôi có chỗ nào không phải vừa rồi mất điện tôi có thò tay ra sờ cô ta đâu nào cậu dám lương thành long bật cười ha hả trương dương đúng là vô sỉ trương dương thấy trần thiệu bân có chút lo lắng biết rằng nói đùa cũng chỉ nên tới đây thôi hắn ôm vai trần thiệu bân cậu yên tâm đi đất của tôi tôi còn cầy không xong không có thời gian đi tranh với cậu đâu nhìn bộ dạng nhỏ nhen của cậu kìa cậu coi lê san san là bảo bối nhưng tôi thì không thấy vậy dâu lương thành long cười nói điểm này tôi có thể chứng minh trương dương hiện tại là người có thân phận câu nói này ngay cả trương dương cũng thấy bực bội hai người đồng loạt nhìn về phía lương thành long lương thành long lúc này mới cười tủm tìm nói người ta hiện tại là con rể tương lai của tỉnh trưởng tống là nhân vật danh côn hữu chủ ý nói tên lưu manh đã có chủ nói lái hoa thơm có chủ trần thiệu bân nghe thấy hai chữ danh côn thì không khỏi cười ha hả trương dương không chút đỏ mặt nói nổi tiếng lắm à lương thành long và trần thiệu bân đồng thời gật đầu Lương Thành Long bổ sung, đừng hiểu lầm, tôi không phải là khen công năng của cậu, ý tứ danh côn là lưu manh nổi danh chữ côn ở đây còn hiểu là chim. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười đầy vẻ tự tin, phương diện công năng thì không cần cậu phải khen, thôi đừng thảo luận vấn đề này nữa, để tránh cho hai cậu cảm thấy tự ti. Phi, là đàn ông chẳng ai cam lòng tỏ ra yếu kém ở phương diện này cả. Sân Bowling Hader là do Đinh Triệu Dũng, con trai thứ hai của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải Đinh Nguy Phong mở, gã cũng là anh hai của Đinh Bân, Đinh Triệu Dũng và Trần Triệu Bân là bạn học, ở trên đất Trung Quốc chỉ cần biết suy nghĩ kỹ một chút, luôn có thể níu kéo được chút quan hệ. Trương Dương đối với Bô thì không có hứng thú lắm, tới sân bóng cũng không thay giày, tìm một chỗ ngồi, muốn thưởng thức đồ uống. Lương Thành Long cũng không chơi, gã ngồi cùng hắn, mỉm cười nói, lúc nào thì có chuyện vui đây. Cái mà gã nói vẫn là chuyện của sở yên nhiên, chú cô ta là lương thiên chính và phó thủ tướng văn có quan hệ rất tốt cho nên chuyện của trương dương gã ít nhiều cũng nghe được một chút trương dương lười biếng đáp tôi vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu gia đình đại lão đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng chuyện kết hôn để sau này hắng tính lương thành long nói tôi chuẩn bị kết hôn rồi mùng một tháng riêng năm sau trương dương có chút bực bội nhìn gã cậu không phải là đã kết hôn rồi ư lương thành long cười nói tôi ly hôn hơn hai năm rồi Cùng Bạch Yến à? Lương Thành Long lắc lắc đầu, nhìn Bạch Yến đang ở xa xa chơi bowling, tôi và cô ấy cứ thế này cũng hay. Ai vậy? Đừng có làm trò nữa. Lâm Thanh Hồng của tập đoàn Thiên Kiêu Tên của Lâm Thanh Hồng Trương Dương cũng từng nghe nói tới, tuy tổng bộ của tập đoàn Thiên Kiêu là ở tỉnh Vân An, nhưng tập đoàn Thiên Kiêu của Lâm Thanh Hồng lại là nhà máy trang phục nổi danh ở khu Hoa Đông, bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Lương Thành Long nói, chúng tôi là bạn học đại học, trước đây từ có một đoạn thời gian yêu nhau, có điều lại bởi vì các loại nguyên nhân mà chia tay, hiện tại hai chúng tôi đều ly hôn rồi, ở cùng với nhau vẫn có một chút cảm giác, cho nên mới định hàn gắn lại. Trương Dương cười nói, người ta đều nói kến hôn là gộp tiền lại với nhau để sống qua ngày, hồn vốn sinh con, không ngờ những đại phú hào như các cậu cũng không thể ngoại lệ, có điều bạch yến thì sao đây? Lương Thành Long lại nhìn Bạch Yến một cái, nói con gái hiện tại đều rất thông minh, cậu nhìn thấy cô ấy đối với tôi thì thiên y bách thuận như vậy thôi, có điều đó không phải là bởi vì con người của tôi mà là bởi vì tiền của tôi, tôi nhìn thấu hết tất cả rồi. Trương Dương nói, kỳ thực cảm tình thì vẫn có. Lương Thành Long cười nói, tôi không tin cái thứ đó. Tôi kết hôn với cô ta là bởi vì cô ta nhiều tiền hơn tốt, giữa chúng tôi chắc gì đã có tình yêu, nhưng ít nhất cũng không lo cô ta có ý đồ gì với tôi. Trương Dương, cậu sau này sẽ hiểu thôi." Lúc này ông chủ Đinh Triệu Dũng của sân bowling tới, dám con cháu quan to này đều quen biết nhau, trước đây Trương Dương cũng từng tới đây, Đinh Triệu Dũng tươi cười chào hỏi bọn họ. Đinh Triệu Dũng cũng biết em trai gần đây lại có chuyện yêu đương với em gái của Trương Dương, vì chuyện này mà gia đình đặc biệt tìm Đinh Bân nói chuyện, nhưng thái độ lần này của Đinh Bân rất kiên quyết, lão gia tử thấy hắn như vậy cũng chỉ đành để mặc hắn. Có điều người của Đinh ra bọn họ cũng có chút lý giải về người anh trai này của Triệu Tĩnh. Đinh Bân và Triệu Tĩnh yêu nhau thì không sao, chỉ sợ là sau này nếu không đối tốt với người ta, với tính tình của Trương Dương khẳng định sẽ thả chết không thôi. Đinh Nguy Phong tuy là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải, nhưng Trương Dương cũng không phải hàm hồ, cha nuôi của người ta là phó thủ tướng Văn, thằng nhóc này lại có tính tình cái gì cũng dám làm, nếu thực sự làm ầm lên, ai cũng mất mặt cả, cho nên Đinh ra rất cẩn thận đối với chuyện tình cảm của Đinh Bân đinh triệu dũng cười nói chủ nhiệm trương tới đông giang mà không nói tiếng nào để tôi tẩy trần cho anh trương dương cười nhạt nói ông chủ đinh khách khí quá rồi chủ yếu là quan hệ giữa chúng ta cũng không thân thiết tới mức đó đợi sau này chúng ta quen nhau rồi anh không tìm tôi thì tôi cũng sẽ tìm anh làm phiền câu nói này nói rất trực tiếp khiến đinh triệu dũng hơi sượng mặt lương thành long không biết chuyện giữa bọn họ gã lờ mờ cảm thấy giữa trương dương và đinh triệu dũng có gì đó dị thường Cười cười hòa giải, cơ hội tiếp xúc thêm sau này còn có nhiều mà, lát nữa tôi mời hai cậu đi uống rượu. Đinh Triệu Dũng nói, không cần đi quán ba đâu, chỗ tôi có rượu mà, mang một bình Louis 13 tới đây. Hắn vẫy tay với nhân viên phục vụ, lúc này, thấy Đinh Bân và Triệu tính tay trong tay bước tới. Hai người là tới chơi bowling, bọn họ đều không ngờ Trương Dương lại xuất hiện ở đây, thấy Trương Dương, sợ đến nỗi vội vàng buông tay nhau ra triệu tính cúi đầu xuống, Đinh Bân thì sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Vẫn là triệu tính nơm nớp lo sợ bước tới, đi đến trước mặt Trương Dương gọi một tiếng anh ba. Trương Dương không nói gì, ánh mắt chiếu vào Đinh Bân, hắn rất giỏi khống chế tình tự của mình. Ít nhất thì cũng không biểu hiện ra bất kỳ sự phẫn nộ nào, tuy vậy Đinh Bân vẫn cảm thấy sợ hãi, gã bước tới trước mặt Đinh Triệu Dũng, gọi một tiếng anh hai, sau đó mới hướng tới Trương Dương miễn Cường nhe răng cười, anh. Anh Trương, lương thành long lúc này mới hiểu là có chuyện gì hóa ra là em gái của trương dương và em trai của đinh triệu dũng yêu nhau có điều nhìn vẻ mặt của bọn họ là biết trong đây nhất định có vấn đề đinh triệu dũng bảo bọn họ ngồi xuống lại gọi nhân viên mang thêm hai cái chén trương dương nói với triệu tính muộn như vậy rồi sao vẫn chưa về trường triệu tính đỏ mặt nói hôm nay là cuối tuần cho nên ra ngoài chơi một lát nữa sẽ về cô ta cắn môi nói anh anh tới Đông Giang sao không nói với em một tiếng. Trương Dương cười cười, nhận chén rượu Louis 13 từ tay nhân viên phục vụ rồi hấp một ngụm, nói, đợi lát nữa anh đưa em về. Triệu tĩnh không nói gì, nhìn nhìn Đinh Bân. Đinh Bân cố lấy hết dũng khí, nói, anh Trương, em đi xe, để em đưa. Trương Dương nhìn gã với anh mắt khinh bỉ, mày được à? Hắn đối với chuyện lần trước Đinh Bân vào lúc nguy cấp vứt bỏ Triệu Tĩnh một mình chạy trước vẫn canh cánh trong lòng. Ninh Triệu Dũng thực sự là không nhịn nổi thái độ hừng hực bức người của Trương Dương, gã cười nhạt, nói Tiểu Bân lấy bằng 2 năm rồi, lái xe không có vấn đề gì đâu. Trương Dương nói, lái xe thì không có vấn đề, nhưng vạn nhất gặp chuyện gì, ai biết nó có lại bỏ em gái tôi rồi chạy trước không? Ninh Bân mặt đỏ bừng lên, Triệu Tính cũng không nhịn nổi nữa, anh, anh quá đáng quá rồi đấy. Trương Dương ngây người, mình rõ ràng là chỉ nói sự thực, con bé này sao lại trách mình? Triệu tính kéo Đinh Bân đứng dậy, vành mắt đỏ ửng lên, lớn tiếng nói với Trương Dương, em biết anh vẫn nhớ chuyện đó, nhưng chuyện đã qua rồi, Đinh Bân cũng nhận sai với em rồi, em cũng tha thứ cho anh ấy, em vẫn thích anh ấy, thế thì sao chứ? Con người có ai mà chưa bao giờ mắc sai lầm đâu? Vì sao anh luôn nhớ mãi sai lầm của người ta, không cho người ta cơ hội thay đổi? Cô ta ủy khuất đến nỗi sắp rơi nước mắt. Đinh Bân đứng nghe bên cạnh nghe thấy mà rất cảm động, gã lấy hết dũng khí, Nói anh Trương, em biết trước đây em làm sai, nhưng em thích tiểu tính, trong lòng anh không vui thì cứ đánh em, mắng em một trận, nhưng anh không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn em được." Chiếu Tĩnh kéo tay Đinh Bân, nói "Chúng ta đi. Không nói chuyện với anh ấy nữa." Nói xong liền kéo Đinh Bân rời khỏi sân bowling. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Trương Dương, Trương Dương thật sự là có chút giở khóc giở cười, chẳng trách người ta nói con gái thì hướng ngoại. Triệu tính yêu vào một cái là lập tức ném anh trai mình sang một bên, không ngờ còn vì bảo vệ Đinh Bân và cãi nhau với mình nữa. Đinh Triệu Dũng thở dài, gã nâng chén lên, chủ nhiệm trương, tôi nói nè, chuyện của tụi trẻ, chúng ta thôi thì đừng quản làm gì. Lương Thành Long cười nói, cậu cho dù muốn quản cũng phải được người ta vui vẻ lắng nghe mới được. Tôi thấy hai đứa bọn nó rất đáng thương, Trương Dương, anh cho người ta một cơ hội đi. Trương Dương rất bực bội ấn chén rượu đó, sau đó nhìn Đinh Triệu Dũng, nói tôi cảnh cáo trước, em trai anh nếu còn dám có lỗi với em gái tôi, tôi tuyệt đối không tha cho nó đâu. Đinh Triệu Dũng cười nói, anh yên tâm, nó nếu dám làm chuyện gì có lỗi với em gái anh, tôi là người đầu tiên đại nghĩa diệt thân. Trần Thiệu Bân và Lê San San, Bạch Hiến cũng đi tới, Trần Thiệu Bân vỗ vai Đinh Triệu Dũng, nói ô, hóa ra các anh là thân gia với nhau à. Trương Dương thật sự là không cam tâm tình nguyện làm thân gia kiểu này, Tuy lão gia tử của Đinh Bân là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải, nhưng hắn không có lòng tin với phẩm hạnh của Đinh Bân, có điều thái độ của triệu tĩnh đã kiên quyết như vậy, hắn cho dù phản đối cũng vô ích, chỉ đành để thuận theo tự nhiên mà thôi. Án chiếu theo sách lược tiên lễ hậu binh của Lương Thành Long, Lưu Kim Thành trước tiên tới tập đoàn a Di của Hàn Quốc để hiệp thương, nhưng lập tức bọn họ phát hiện, con đường hiệp thương này căn bản là đi không thông, tổng tài phát trí tín của a Di Hàn Quốc cự tuyệt gặp mặt bọn họ, lưu kim thành mặt mày khổ nào báo lại kết quả này cho trương dương trương dương lập tức nổi giận đám gậy cao lệ này ở địa bàn trung quốc mà dám sưng cuồng như vậy có điều chuyện chỉ nên làm từng bước không thể xử lý quá khích được thông qua quan hệ của lương thành long trước tiên là mời một đám thương nhân bình hải tới tham quan buổi lễ ra mắt của TG, sau đó bàn bạc mục đích với họ tập đoàn aji vào ngày đầu tiên bắt đầu hội hiệp đàm kinh mậu thực sự là không ít kinh nghỉ khách khứa có ý định làm ăn tới lui không ngớt nhưng một bản hợp đồng cũng không ký nổi. người Hàn Quốc không phải là kẻ ngốc, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề. rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện tập đoàn Aji không giữ chữ tín, lừa gạt nhà máy rượu Giang Thành, đài truyền hình Đông Giang còn đặc biệt phái mấy phóng viên tới phỏng vấn. tập đoàn TF đề xuất kháng nghị với người tổ chức đại hội, lại đề xuất giao thiệp trịnh trọng với phía đứng giữa. Đông Giang còn chưa kịp có phản ứng thì lại có chuyện lớn xảy ra. Trương Dương bảo Lưu Kim Thành thông chi cho nhà máy. Ngay đêm vận những thiết bị sản xuất vỏ chai tới Đông Giang, đặt ở bên ngoài khu triển lãm Hàn Quốc, dựng băng rôn bảo vệ quyền lợi của xí nghiệp quốc gia, kháng nghị quốc tế lừa gạt. Cách làm này không chỉ là nhắm vào tập đoàn Aji, cả khu triển lãm của Hán Thành Hàn Quốc đều chịu ảnh hưởng, đoàn trưởng đoàn kinh mậu Hàn Quốc cực kỳ tức giận, trực tiếp kháng nghị lên chính phủ tỉnh Bình Hải, hơn nữa hắn liên hợp với các xí nghiệp quốc nước ngoài kháng nghị việc hội kinh mậu lần này và uy hiếp nếu như lãnh đạo cao tầng Bình Hải không xử lý kịp thời, bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏi hội kinh mậu lần này. Trên hội nghị thường ủy tỉnh đặc biệt được tiến hành để thảo luận về vấn đề này, chuyện tuy là nhà máy rượu Giang Thành làm to ra, nhưng đã sinh ra ảnh hưởng quốc tế, một khi liên quan tới hai chữ quốc tế, tỉnh Lý không thể không coi trọng. Mục tiêu của bí thư tỉnh ủy cố doãn chi nhắm chuẩn vào lương thiên chính, bí thư thị ủy thành phố Đông Giang, đồng chí thiên chính, mục đích chúng ta tổ chức hội kinh mậu chính là để tăng cường quan hệ quốc tế, xúc tiến phát triển kinh tế của tỉnh Bình Hải. Tôi không biết các anh công tác thế nào, hiện tại làm tới cho trời giận người oán, xí nghiệp ngoại quốc liên hợp kháng nghị, hiện tại người ta muốn rời khỏi hội kia. Lương Thiên Chính cũng có chút đau đầu, y sau khi hỏi qua Lương Thành Long mới biết chuyện này là mấy người bọn Trương Dương và Lương Thành Long liên thủ làm ra, y mắng cho Lương Thành Long một trận vì tội đa sự, dẫu sao thì hội kim mậu lần này là Đông Giang tổ chức, làm ra động tĩnh lớn như vậy, người mất mặt nhất vẫn là đám lãnh đạo của Đông Giang. Không đợi Lương Thiên Chính trả lời, hỏa lực của Cố Doãn Chi lại chuyển sang Bộ trưởng Bộ tuyên Triều Trần Bình Triều, tin tức hiện tại cũng vậy, không chịu đi đưa tin tử tế, cứ chuyên môn đi đào bới những tin tức tiêu cực, đồng chí Bình Triều, anh cũng nên chỉnh đốn lại đơn vị tin tức đi. Trần Bình Triều nói, chuyện này tôi cũng biết một chút, đích xác là xí nghiệp Hà Quốc không phải trước, bọn họ lợi dụng phương thức sửa đổi nhãn để lừa xí nghiệp quốc nội, nhà máy rượu Giang Thành chính là đang ở vào thời khắc cải cách phát triển quan trọng có thể nói là dây chuyển sản xuất đóng chai quyết định tiền đồ và mệnh vận tương lai của bọn họ. Hiện giờ thiết bị mua được đều quá hạn, không nói tới việc bị lỗ, cho dù là lắp máy sản xuất cũng không thể phù hợp với yêu cầu của nhà máy bọn họ. Chẳng khác nào là bỏ mấy trăm vạn ra để mua về một đống sắt vụn. Cô Doãn Chi nói, ý của anh là tiếp tục để bọn họ làm ẩm ý lên ư. Tốt nhất là khiến cho cái hội kinh mậu này không thể tổ chức tiếp, vì một xí nghiệp như nhà mày rượu Giang Thành mà hủy đi hội hiệp đàm kinh mậu lần này ư tất cả thường ủy đều trầm mặc một lúc sau cố doãn chi mới nói làm lãnh đạo thì phải biết nhìn đại cục công đạo thì chúng ta chắc chắn phải đòi lại rồi nhưng cũng phải chú trọng phương thức phương pháp chứ không thể bởi vì một xí nghiệp mà phá hỏng cả hội hiệp đàm kinh mậu được cách làm như vậy tuy là nhắm vào phía hàn quốc nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn xí nghiệp của các quốc gia khác cũng sẽ bởi vì chuyện này mà nảy sinh ám ảnh trong lòng người ta tới bình hải chúng ta là chủ nhân phải chứng tỏ mình có khí độ phong phạm của nước lớn đại tỉnh trưởng tống hoài minh nói bí thư cố tôi cũng cho rằng cách làm của nhà máy rượu giang thành không có gì không phải cố doãn chi nhíu mày trong cuộc họp thường ủy rất ít khi có người dám công khai bật lại ông ta trước đây tống hoài minh tuy nhiều lần biểu lộ chính kiến bất đồng nhưng dẫu sao cũng là biểu lộ một cách uyển chuyển lần này thì khác y trực tiếp nhắm vào mình thời cơ mà tống hoài minh lựa chọn đánh vào không nghi ngờ gì nữa là rất thỏa đáng cố doãn chi thì đề xuất cái nhìn đại cục còn Tống Hoài Minh thì lại đứng trên lập trường lợi ích của dân tộc, điểm xuất phát của y dễ dàng giành được sự tán đồng của các thường ủy hơn. Tống Hoài Minh nói, mục đích của hội hiệp đàm kinh màu là chiêu thương dẫn vốn, dẫn vào để đưa ra, khiến cho thương gia của xí nghiệp quốc nội và xí nghiệp quốc ngoại tăng thêm một số cơ hội giao lưu, quả thật trình độ phát triển kinh tế của quốc gia chúng ta và các quốc gia tiên tiến có cách biệt nhất định. Nhưng điều mà chúng ta muốn nhìn thấy là trong mậu dịch quốc tế chúng ta có địa vị bình đẳng, Chúng ta nên bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng ta, không thể bởi vì chiêu thương mà vứt bỏ quyền lợi nên thuộc về chúng ta, những tập đoàn tài chính quốc ngoại này sở dĩ tới đây, mục đích căn bản là vì cái gì? Trung Quốc chúng ta có một câu tục ngữ thiên hạ rộn ràng vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo vì lợi mà tới. Chỉ là bởi vì bọn họ nhìn thấy sự phát triển của bình hải chúng ta, nhìn thấy tiềm lực vô cùng của thị trường Trung Quốc chúng ta cho nên mới tới. Chẳng lẽ bọn họ chỉ vì để phát triển quan hệ hữu hảo mà từ ngàn dặm xa xôi tới đây ư? Tống Hoài Minh lắc đầu, y lớn tiếng nói, Bình Hải là một đại gia đình, mỗi một xí nghiệp của Bình Hải, mỗi một người dân của Bình Hải đều là con cái trong gia đình, chúng ta là gia trưởng của Bình Hải, con cái bị khi phụ, chúng ta là gia trưởng mà không ra mặt cho họ, vậy thì ai sẽ ra mặt cho họ đây? Ngay cả lợi ích của xí nghiệp của bản thân mà còn không đảm bảo được, chúng ta còn nói gì tới cải cách, phát triển. Tôi cho rằng bất kỳ hoạt động kinh mậu nào đều phải xây dựng trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho xí nghiệp trong tỉnh. Đối với loại hoạt động xí nghiệp tự mình bảo vệ quyền lợi của mình này, tôi không những muốn ủng hộ, hơn nữa còn muốn ra sức ủng hộ. Tống Hoài Minh vừa dứt lời, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay là lời khẳng định đối với những lời lẽ khẳng khái trần từ đinh bân Tống Hoài Minh, cũng là sự khiêu chiến đối với quyền uy vô thượng của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi mỉm cười nhìn Tống Hoài Minh, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một câu nói hậu sinh khả úy. Tống Hoài Minh quả nhiên không phải là đơn giản, y rất giỏi lợi dụng tình cảm dân tộc, nắm chắc bộ phận mẫn cảm nhất trong lòng tất cả thường ủy, dấy lên nhiệt huyết trong lòng họ, khiến bọn họ đứng trên cùng một quan điểm với y. Tống Hoài Minh cười cười, trong nụ cười của y không có bất kỳ thành phần kiêu ngạo nào, rất khiêm hư rẻ rặt, y quay sang nói với cố Doãn Chi, bí thư cố nói rất có đạo lý, chúng ta làm lãnh đạo thì phải có cái nhìn đại cục, cho nên những chuyện này chúng ta không tiện ra mặt, còn cái bị người ta khi phụ, hiện tại chúng liên hợp lại đi đòi công đạo, gia trưởng chúng ta không thể nhúng tay vào, cũng không tiện ngăn cản nó, cho nên nắm chắc chừng mực là quan trọng nhất. Phó thị trưởng thường vụ triệu quý đình thở dài, nói tôi nghe nói lần này người tổ chức làm to chuyện là phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp Trương Dương, hy vọng anh ta có thể nắm chắc được chừng mực mới là đó. Tống Hoài Minh nói, phó tỉnh trưởng triệu có cái nhìn rất sâu về chuyện này, bí thư cố, tôi đề nghị chuyện này hay là để phó tỉnh trưởng triệu đi phụ trách đi đám người trẻ tuổi trương dương không nắm chắc được chừng mực thôi thì nhờ phó tỉnh trưởng triệu đi giúp đỡ vậy câu nói này của y cực cao minh trực tiếp ném củ khoai nóng này cho triệu quý đình cố doãn chi mỉm cười không nói gì trong lòng hiểu rất rõ hành vi hôm nay của tống hoài minh triệu quý đình là cán bộ mà ông ta đề bạt tống hoài minh làm vậy chẳng khác nào là đẩy triệu quý đình ra nơi đầu sóng ngọn gió đám người trương dương bất kể là gây ra chuyện lớn như thế nào sau cùng đều là triệu quý đình gánh tội nếu triệu quý đình đứng trên lập trường của người hàn quốc khẳng định sẽ bị chửi là quốc tặc tống hoài minh là tống hoài minh thằng nhóc mày âm hiểm lắm triệu quý đình cười khổ làm người cầm lái khó lắm bí thư tỉnh ủy cố doãn chi chậm rãi nói tôi thấy kiến nghị của hoài minh không tồi quý đình chuyện này do cậu phụ trách đi triệu quý đình nghe thấy cố doãn chi cũng nói vậy Biết rằng đây là củ khoai nóng thì cũng phải cố mà cầm, y thở dài, nói: "Hiện tại đám đại biểu của xí nghiệp ngoại quốc đều đang kháng nghị, xí nghiệp quốc nội lại gây chuyện ở khu triển lãm Hán Thành Hàn Quốc, thật sự là rất phiền phức." Cố Doãn Chi cười nhạt, nói: "Phiền phức cái gì? Mở một mắt, nhắm một mặt là được rồi." Trong lòng Triệu Quý Đình đột nhiên sáng rỡ, đây là bí thư Cố đang dạy mình phải làm gì, mở một mắt tất nhiên là dám sát bọn Trương Dương, đừng để cho chúng làm chuyện gì quá khích nhắm một mắt chính là đối với đám đại biểu xí nghiệp ngoại quốc, làm qua quyết lửa gạt chúng là được, mặt dày xin lỗi vài ba câu. Dẫu sao thì tình Lý hiện tại muốn coi xí nghiệp là con cái của mình, chút giận cho con thì chẳng ai trách, triệu quý đình nghĩ thông đạo lý này, trong lòng cũng thoải mái hơn. Sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc, Tống Hoài Minh đặc biệt đi tìm cố doãn chi, y cười nói với vẻ áy náy, bí thư cố, ngôn ngữ vừa rồi của tôi có chút kích động, ngài đừng để bụng nhé. Cố Doãn Chi cười nói, sao lại vậy? Đều là vì công tác mà, cậu nói rất đúng, con cái mình bị khi phụ, chúng ta làm gia trưởng thì phải chút giận cho con cái chứ. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở mọi người chú ý tới phương pháp thôi. Tống Hoài Minh nói, bí thư cố, dân tộc Trung Hoa chúng ta có một loại Mỹ đức gọi là nhường nhịn, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi, nhưng đó là trên cơ sở truyền thống văn hóa của chúng ta, trong nội bộ người Trung Quốc chúng ta, trên quốc tế, chúng ta chịu thiệt nhường nhịn, Người ta sẽ cảm thấy chúng ta dễ khi phụ, chuyện nhà máy rượu Giang Thành không phải là hiện tượng cá biệt. Theo như tôi biết, những năm nay, xí nghiệp nước ngoài mang tới một số sản phẩm quá hạn, mông má lại, lấy cũ làm mới. Bọn họ cho rằng kinh tế của chúng ta lạc hậu, cho rằng chúng ta không biết phân biệt thật giả. Thật là nực cười, chuyện này nhà máy rượu Giang Thành làm rất tốt, bảo vệ quyền lợi của mình trước mặt những xí nghiệp nước ngoài đó, để bọn họ biết xí nghiệp Trung Quốc chúng ta không phải là dễ khi phụ muốn làm ăn ở trên đất Trung Quốc, bọn họ phải thật thà tuân thủ quy củ của Trung Quốc, muốn chơi trò khôn vặt, muốn lừa gạt bất kỳ xí nghiệp Trung Quốc nào, chúng ta đều sẽ không hoan nghênh họ. Cố Doãn Chi cười nhạt, nói tôi thấy số mậu dịch của hội hiệp đàm kinh mậu năm nay thấp hơn năm ngoái nhiều. Tống Hoài Minh lắc đầu, nói tôi thấy chưa chắc đâu. Hoài Minh, cậu rất tự tin. Tống Hoài Minh cười nói, bí thư cố, hay là chúng ta cá đi, lấy số mậu dịch năm nay và năm ngoái để chơi, ai thua, người đó mời cơm. Cố Doãn Chi vui vẻ gật đầu, nói tốt, một lời đã định. Phán đoán của Tống Hoài Minh không nghi ngờ gì nữa là rất chính xác, tất cả thương gia ngoại quốc tới đây, bọn họ đều là nhìn chúng lợi ích có thể đạt được ở Trung Quốc, cùng người Hàn Quốc liên hợp kháng nghị chẳng qua là tham gia náo nhiệt, rất nhanh bọn họ liền người nào người nấy đi làm sinh ý của mình, chẳng ai muốn đấu tranh vô ích, người Hàn Quốc các ngươi gây chuyện, tự mình đi mà xử lý, kể ra nhân duyên của Hàn Quốc này vốn chẳng ra làm sao. Trương Dương cũng không nhàn rỗi, hắn tổ chức kháng nghị đồng thời cũng ở sau lưng tiến hành công tác xúi dục, trước tiên là tìm tới Hội trưởng Hiệp hội Thương nghiệp Nhật Bản Trung đảo Xuyên Thái. Trong tủy của Trung đảo Xuyên Thái vẫn bị lưu lại phụ cốt châm của hắn, Trương Đại Quan Nhân bảo gã đi đằng đông đố gã dám đi đằng tây. Gã là Hội trưởng Hiệp hội Thương nghiệp Nhật Bản, chỉ cần gã lên tiếng, thương nhân Nhật Bản tham gia hội hiệp đàm kinh mậu lần này đương nhiên sẽ không tiếp tục tham gia kháng nghị với người Hàn Quốc. Đoàn kinh mậu Hàn Quốc rất nhanh liền ý thức được tỉnh Bình Hải không coi trọng sự kháng nghị của bọn họ, nội bộ đoàn kinh mậu Hàn Quốc dần dần nảy sinh phân chia, sự thực bày sờ sờ trước mắt, quả thật là tập đoàn a Di lợi dụng phương pháp thay xà đổi cột lừa nhà máy rượu Giang Thành, loại thủ pháp này trong thương nghiệp không phải là hiếm thấy, nhưng thân là một xí nghiệp có tầm cỡ quốc tế, sử dụng loại thủ đoạn này quả thực là có chút dơ bẩn. Đặc điểm lớn nhất của đám gậy cao lệ chính là rõ ràng đối lý nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, chống đỡ tới cùng, thế là đoàn đại biểu kinh mậu Hàn Quốc lại một lần nữa đề xuất có can thiệp nghiêm chỉnh. Nhưng trừ tập đoàn A ra, những thương gia của xí nghiệp Hàn Quốc khác đã bắt đầu tiếp tục hoạt động kinh mậu của bọn họ, có điều là bọn họ rõ ràng cũng bị chuyện của tập đoàn Azi làm ảnh hưởng, đừng nói là khách thương quốc nội tránh xa khu triển lãm của nhà máy Hàn Quốc, ngay cả thương gia của các xí nghiệp quốc gia khác cũng bắt đầu kinh nhi viễn chi người Hàn Quốc bọn họ, dẫu sao thì mọi người từ xa bay tới nên chẳng ai muốn tay không trở về, mông của người Hàn Quốc các ngươi, người Hàn Quốc tự đi mà lo. Ai thèm quản chuyện của các ngươi? Tính tình cứng rắn của đám gậy cao ly một lần nữa có tác dụng, đoàn trưởng đoàn kinh mậu Hàn Quốc kim đấu hoán sau khi ý thức được phía Bình Hải có thái độ mắt nhắm mắt mở, trực tiếp liên hệ với Đại sứ quán, tỏ ý kháng nghị với Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bí thư tỉnh ủy cố doãn chi sau khi biết chuyện này, cười nhạt một tiếng rồi vứt cho Tống Hoài Minh giải quyết, chuyện là Tống Hoài Minh gây ra, hiện tại chứng tỏ Triệu Quý Đình không thể xử lý tốt chuyện này, vẫn có chút đánh giá thấp sự cứng đầu và dẻo dai của người Hàn Quốc. Tống Hoài Minh sau khi biết chuyện này thì không hề cảm thấy có áp lực gì cả, y tự mình gọi điện thoại cho Trương Dương, nói một cách rất đơn giản và cũng rất rõ ràng, người Hàn Quốc đã đưa chuyện này lên tới mức độ ngoại giao rồi. Cậu thân là chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp, đừng để hành vi của một xí nghiệp mậu dịch lên tới mức quan hệ quốc gia. Trương Dương hỏi Tống Hoài Minh là nên làm gì. Tống Hoài Minh ném lại một câu: nên làm gì thì cứ làm thế, đừng để Giang Thành mất mặt, đừng để Bình Hải mất mặt, đừng để người Trung Quốc mất mặt. Nói xong ba câu này Tống Hoài Minh gác điện thoại luôn. Trương Dương trong lòng hiểu rõ, tình trường Tống đây là chống lưng cho mình, bảo hắn cứ yên tâm mà làm. Nhưng chuyện này cũng phải chú trọng tới sách lược, hành vi mậu dịch của xí nghiệp không nên bị khoét đại tới mức độ quan hệ giữa hai nước kỳ thực trương dương cũng không muốn làm vậy, là người hàn quốc muốn làm vậy mà thôi. trương dương lúc nhận điện thoại của tống hoài minh thì đang ở trong cơ tử ốc uống rượu. trung đảo xuyên thái đặc biệt mời hắn tới đây, bảo bà chủ nương mỹ hạc tử chuẩn bị món ăn nhật tinh mỹ và rượu trong thượng hảo. với thân phận của gã không đến nỗi phải biểu hiện cung kính với một người trẻ tuổi như vậy, nhưng bên trong cũng có bí ẩn khó nói. trương dương hạ phủ cốt châm ở trong cơ thể gã, tuy nói là trước giờ không thấy đau nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện này gã lại thấy sợ hãi bất an, nói không chừng ngày nào đó cái châm này sẽ ngoi lên tới đầu mình, tới lúc đó thì gã chẳng phải sẽ phát điên ư? Tính mạng nằm trong tay người ta, chẳng lẽ lại dám không đối tốt với người ta ư? Trưởng phu tỉnh thượng tính của nương Mỹ Hạc Tử cũng đặc biệt tới tiếp đáy, chuyện bảo vệ quyền lợi của nhà máy rượu Giang Thành rất sôi sục, tỉnh thượng tính cũng có nghe nói tới, gã có chút không hiểu, bèn lên tiếng hỏi: nói tới máy đóng chai thì phía Hàn Quốc còn lâu mới bằng được kỹ thuật của Nhật Bản chúng tôi, vì sao nhà máy rượu Giang Thành lại đi mua đồ của người Hàn Quốc? Trương Dương nói, đồ của Nhật Bản các anh tuy tốt hơn Hàn Quốc một chút, nhưng giá lại không chỉ đắt hơn một chút. Tĩnh Thượng Tĩnh nói, thiết bị đóng chai mà các anh bày ở khu triển lãm Hàn Quốc chúng tôi thấy rồi, rất là lạc hậu, 530 vạn nhân dân tệ, giá tiền như vậy tuy không thể từ Nhật Bản mua được loại tốt nhất, nhưng tôi dám đảm bảo so với của bọn họ thì tốt hơn nhiều. Trương Dương nói, mã hậu pháo, tỉnh Thượng Tĩnh và Trung đảo Xuyên Thái đều rất giỏi tiếng Trung Quốc, đương nhiên hiểu hàm nghĩa của câu này, hai người đồng thời bật cười. Trung đảo Xuyên Thái nói, cũng không phải là mã hậu pháo, các anh không phải là yêu cầu trả hàng ư, nếu như trả được dây chuyển sản xuất đó, vậy thì chỗ tiền đó tất nhiên có thể mua được thiết bị tương tự từ Nhật Bản. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, không tới một tháng là tôi có thể chuyển thiết bị tới quốc nội cho các anh, và hoàn tất lắp đặt. Trương Dương không nghĩ xa như vậy, đối với sự cứng rắn của đám gậy cao ly hắn cũng không phỏng chừng chính xác từ trước, hắn nói khẽ chuyện này đợi tới khi chúng đồng ý nhận lại hàng rồi hắn tính. Trung đảo Xuyên Thái nói, chủ nhiệm Trương bảo bọn chúng nhận lại hàng thì có gì khó đâu, chỉ cần tìm tới tổng tài pháp trí tin của tập đoàn Aji dọa nạt hắn một chút, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trương Dương không nhịn được mà liếc gã một cái, lòng dạ của tên Nhật Bản này rất xấu xa, người bị ta hạ phủ cốt tâm thì chỉ mong người trên toàn thế giới đều bị ta hạ phủ cốt châm, người tưởng ta luyện chế phủ cốt châm dễ lắm à, chỉ có một cây thôi thì đã lãng phí trên người ngươi rồi. Có điều Trương Dương cũng không dùng phủ cốt châm mà có một loại phương pháp khác rồi. Khi Trương Dương rời khỏi cư tử ốc, Trung đảo Xuyên Thái tự mình tiến hắn tới cửa lớn, Trương Dương biết tính toán trong lòng Trung đảo Xuyên Thái, trước khi lên xe, Trung đảo Xuyên Thái cuối cùng cũng không nhịn được, liền nói chủ nhiệm Trương. Chuyện đó, Trương Dương biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, chuyện gì cơ? Bệnh của tôi. Trương Dương thở dài, nói chuyện này chúng tạm thời không nhắc tới, gần đây tôi quá bận, tâm tình không tốt, để sau hắn nói đi. Nói xong hắn kéo cửa xe ngồi vào trong, lái chiếc xe pho màu đen do Lương Thành Long cho mượn rời đi. Trung đảo xuyên thái nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, chỉ có thể lắc đầu cảm thán, xem ra Trương Dương không có ý giúp gã lấy phụ cốt châm ra, cái ẩn hoạn này vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ thể. Vừa tới khách sạn của trung tâm hội triển lãm, thư ký tiểu vương của nghiêm tân kiến liền ra đón, chủ nhiệm trương, anh về rồi à, phó thị trưởng nghiêm bảo tôi tìm anh tới phòng hội nghị, tập đoàn a di tới rồi. Vừa rồi gọi điện thoại cho anh thì lại tắt máy. Trương Dương cười nói, điện thoại hết pin rồi, chúng ta đi xem nào. Hắn và Tiểu Vương cùng nhau tới khu thương vụ ở tầng 15, phía Giang Thành đang ở trong phòng hội nghị thứ 5 đàm phán với đại biểu Hàn Quốc. Lúc Trương Dương bước vào phòng hội nghị, hội đàm bên trong mới vừa tiến hành được nửa đường, tổng tài phát trí tín của tập đoàn AZ đề xuất phương pháp giải quyết của bọn họ. Tập đoàn AZ bởi vì trên hợp đồng ký kết với nhà máy rượu Giang Thành không có bất kỳ sai lầm nào cả. Nếu như nói tới trách nhiệm thì bên chịu trách nhiệm nên là nhà máy rượu Giang Thành. Tại bọn họ không ghi rõ hình hài cụ thể của sản phẩm, cho nên mới tạo thành sai lầm như vậy. Phác Trí Tín nói, nghĩ tới tình hữu nghị giữa hai nước Trung Hàn. Nghĩ tới khốn cảnh mà nhà máy rượu Giang Thành đang phải đối mặt, chúng tôi nguyện ý nhượng bộ trên trình độ nhất định. Vừa nói, nữ phiên dịch ở bên cạnh vừa làm phiên dịch đồng bộ cho hắn, giọng nói này nghe có chút quen tai, Trương Dương nhìn bóng lưng của cô gái Hàn Quốc đó, luôn cảm thấy có chút quen quen. Nghiêm Tân Kiến thấy Trương Dương từ cửa tiến vào, y đánh mắt ra hiệu, tỏ ý bảo Trương Dương đừng cắt ngang tiến trình đàm phán, Trương Dương gật đầu, lặng lẽ vòng qua một bên, tới chỗ ngồi ở bên hông. Trương đại quan nhân không có hứng thú gì với phác trí tín cả, mục đích hắn vòng tới bên này là muốn nhìn thấy nữ phiên dịch Hàn Quốc, giọng nói này quá quen thuộc. Khi nhìn rõ mặt nghiêng của nữ phiên dịch này, cả người giống như bị sét đánh, ngây đơ ra đó, cô gái đó khoảng 20 tuổi, tóc dài ngang vai, đôi mắt trong sáng thuần khiết như nước hồ trên núi tuyết, da thịt trắng ngần, đôi môi kiều diễm dụ người, không những Trương Dương đang nhìn cô ta mà tất cả ánh nam tính ở đây đều bị cô ta hấp dẫn, thiếu nữ Hàn Quốc này quả thật quá xinh đẹp. Trương Dương lại không phải bị sắc đẹp của cô ta hấp dẫn, hắn ra sức rụi mắt mình, ánh mắt vẫn không chút che giấu nhìn về phía thiếu nữ Hàn Quốc đó, nếu cô gái này không phải là mặc quần áo chuyên ngành. Hắn cơ hồ nhận định thiếu nữ ở trước mặt chính là Xuân Tuyết Tình, nhớ năm đó hắn và Xuân Tuyết Tình trèo thuyền trên hồ Thủy Nguyệt, Xuân Tuyết Tình chơi cổ cầm khe khẽ hát, hắn thì uống rượu cất cao giọng ca, điều đó sướng khoái biết bao, nếu như hắn không bị tùy dương đế giết chết, chắc đã chuộc thân cho Xuân Tuyết Tình. Mang nàng ta mặc sức du ngoạn núi sông, từ lúc Trương Dương tới những năm 90 tới nay, hắn đã để cho đoạn ký ức này bị phủi đầy bụi, không nhớ tới bất kỳ một chuyện trong quá khứ nào nữa, hắn sợ nhớ lại thì hắn sẽ cảm thấy cô độc, nhưng hôm nay, bộ dạng của thiếu nữ Hàn Quốc này cơ hồ là giống hệt như Xuân Tuyết Tình. Từng chuyện cô cứ vậy sống dậy trong lòng Trương Dương. Chương 228, như từng quen biết. Phản ứng dị thường của Trương đại quan nhân ở Giang Thành được người ta coi là hết sức bình thường. Bọn họ đều cho rằng thằng nhóc này vốn háo sắc, nhìn thấy thiếu nữ Hàn Quốc xinh đẹp nên có chút mất hồn lạc vía là điều hiển nhiên thôi. Nhưng phía Hàn Quốc lại có chút không vui, nhìn chằm chằm vào người ta như vậy chính là bất lịch sự. Thiếu nữ Hàn Quốc đó rõ ràng bị nhìn đến mức cảm thấy không tự nhiên, phiên dịch cũng liên tiếp bị lỗi, cuối cùng cô ta dừng lại lạnh lùng nhìn Trương Dương, nói tiên sinh. Ngài không biết nhìn người khác như vậy là rất không lịch sự ư. Trương Dương dám thể với trời, nhà đầu này ngay cả giọng nói cũng giống hệt như Xuân Tuyết Tình, chuyện trên đời thực sự là quá tả rồi. Trương Dương chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, căn bản không thèm để ý cô ta nói gì, cả người ngây đơ ra đó. Phó thị trưởng Giang Thành Nghiêm Tân Kiến cũng cảm thấy biểu hiện của Trương Dương quá là mất mặt, ho khan một tiếng, nói tiểu Trương, cậu có ý kiến gì À? y đang giải vây cho Trương Dương. Trương Dương lắc đầu, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, hắn cười cười mấy câu tỏ ý bảo thiếu nữ Hàn Quốc đó tiếp tục đi. Phác Chí Tín vừa nói, thiếu nữ Hàn Quốc đó vừa phiên dịch lại, tập đoàn Azi chúng tôi đồng ý đổi thiết bị cho nhà máy rượu Giang Thành, đổi tất cả loại cV sang CVIP. Nghe thấy vậy Lưu Kim Thành thở vào một hơi, nỗ lực nhiều ngày chung quy cũng có được kết quả lý tưởng hắn đang muốn nói vài câu khách khí thì phát trí tín lại bảo, nhưng tôi có mấy điều kiện. Thứ nhất, nhà máy rượu Giang Thành phải chính thức xin lỗi chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi không đổi miễn phí, các vị phải bồi thường giá tranh lệch giữa hai loại sản phẩm. Thứ ba, tất cả phí dụng phát sinh trong đây đều do các vị phụ trách. Thiếu nữ Hàn Quốc tiếp tục phiên dịch. Không đợi cô ta nói xong, hội trường có tiếng cười khinh thường, tiếng cười tất nhiên là do trương đại quan nhân phát ra, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía hắn. Trương Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào phát trí tín, tôi hiện tại có thể đại biểu cho nhà máy rượu Giang Thành cho anh một câu trả lời thuyết phục. Thứ nhất, chúng tôi không yêu cầu đổi thiết bị, mà lại yêu cầu trả hàng. Thứ hai, các người phải gánh toàn bộ tổn thận mà nhà máy rượu Giang Thành đã phải chịu. Thứ ba, các người phải chính thức xin lỗi nhà máy rượu Giang Thành chúng tôi. Thiếu nữ Hàn Quốc đó lạnh lùng nhìn Trương Dương, nhỏ giọng truyền đạt lại ý tứ của hắn, Phác trí tín lớn tiếng nói một câu, vậy thì không cần bàn bạc nữa rồi. Ánh mắt của hắn nhìn nghiêm tân kiến, hắn đương nhiên biết nghiêm tân kiến mới là người đứng đầu phía Giang Thành. Nhưng phản ứng của nghiêm tân kiến rất trầm ổn, y nói, ý tứ của chủ nhiệm trương đại biểu cho ý kiến của đoàn đại biểu chúng tôi. Vào thời khắc quan kiện, y vẫn đứng ở phía trương dương để ủng hộ hắn. Phác trí tín ra sức gật đầu, mặt tái xanh đứng bật dậy, hắn đi hai bước, muốn dùng hành động để kháng nghị thái độ của phía Giang Thành, nhưng đột nhiên mắt tối sầm, thân thể lảo đảo, ngã cắm đầu xuống đất. Người xung quanh đều đồng thời thốt lên kinh ngạc, mấy người Hàn Quốc hớt hải vây lên, nghiêm tân kiến cũng chạy tới, bọn họ là hảo tâm giúp đỡ, ai ngờ mấy cây gậy cao ly tình tự rất kích động, lớn tiếng kêu tránh ra. Trợ lý của Pháp Trí Tín không ngờ còn đấm lên mặt nghiêm tân kiến một quyền, hành động này chính là chọc vào tổ ong, vừa thấy thị trưởng đại nhân bị đánh, thư ký tiểu vương là người đầu tiên lao lên, Lưu Kim Thành cũng lao lên, Tiểu vương vốn văn nhược, còn chưa tới gần đã bị trợ lý của Phác Chí Tín một quyền đấm ngã. Lưu Kim Thành có sức trâu, lại thêm nhiều ngày nay bị những hành vi của tập đoàn A di khiến cho uất ức, ức, lúc này toàn bộ đều phát tiết ra, gã một quyền đấm chúng cầm tên tiểu tử đó, đánh cho hắn miệng vé máu, ngã bịch xuống đất. Bốn tên cộng sự Hàn Quốc đi theo Phác Chí Tín, trong đó có hai tên là cao thủ đài quyền đạo, thấy Lưu Kim Thành xuất thủ, hai người lập tức gia nhập chiến đoàn. Lưu Kim Thành tuy khỏe nhưng dẫu sao cũng chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bị một người đá trúng, liên tục lui mấy bước. Nếu không phải là Trương Dương đỡ hắn, chỉ sợ cũng ngã chồng vó lên rồi. Một tên Hàn Quốc gầm lên, tung người đá vào mặt Lưu Kim Thành, Trương Dương kéo Lưu Kim Thành lại, tay trái nhanh như điện xẹt tung ra, lách qua chân đối phương, nắm lấy hạ hộ của thằng ôn đó, tiếp theo tên Hàn Quốc đó hét thảm một tiếng, bị Trương Dương hất ngã xuống đất. Tên Hàn Quốc còn lại còn chưa kịp nhấc chân lên thì Trương Dương đã tiến lên một bước, dùng tốc độ bất khả tư nghị lướt tới trước mặt hắn, một quyền đánh trúng bụng dưới của hắn, đánh cho hắn ôm bụng ngồi bệt xuống. Nghiêm tâm kiến tuy vô cớ bị ăn đấm, nhưng y cũng biết đây là hiểu lầm, sự tình ẩm ý lên thì ảnh hưởng sẽ không tốt, y lớn tiếng nói, mọi người đừng kích động, trước tiên cứu người quan trọng hơn. Y lập tức gọi 120. Thiếu nữ phiên dịch Hàn Quốc cũng vội và ngăn mấy người Hàn Quốc lại. Đoàn thương mậu Hàn Quốc ở tầng 14, nghe thấy trên lầu phát sinh đánh nhau, không lâu sau liền có hơn 20 người Hàn Quốc xông lên. Trương Dương rất bực bội, đám gậy cao ly này cũng không chịu nhìn xem đây là địa bàn của ai, gan của đứa nào cũng lớn thật, tính khí của đám người này thật đúng là giống như hòn đá trong hố xí, vừa cứng lại vừa thối. Đại hội lần này đặc biệt có bác sĩ của bệnh viện nhân dân tỉnh trực ban ở đây, nghe nói có người bị bệnh, ngay lập tức chạy tới nơi, phát Chí Tín đột nhiên phát bệnh tim, chẳng có liên quan gì tới ai cả. Sau khi gã được xe cấp cứu đưa đi, hai phía Trung Hàn vẫn gườm gườm nhìn nhau. Nghiêm Tân Kiến và người phụ trách đoàn đại biểu phía Hàn Quốc ra mặt khuyên người hai bên trở về. Lưu Kim Thành đánh ngã một tên, Trương Dương đánh ngã hai tên, phía bọn họ thì Nghiêm Tân Kiến trúng một quyền, Tiểu Vương bị đánh ngã, Lưu Kim Thành cũng bị thương, có điều song phương đều không có trọng thương. Tỉnh trưởng thường vụ triệu quý đình sau khi nghe nói tới chuyện này, đặc biệt tới mắng cho Nghiêm Tân Kiến một trận, Nghiêm Tân Kiến cũng rất ủy khuất, cho nên không tránh khỏi phân biệt mấy câu với Triệu Quý Đình là người Hàn Quốc động thủ trước, bọn họ chỉ phản kích tự vệ. Trương Dương cũng không bận tâm tới lần ẩu đả này, hắn Thủy chung chỉ nghĩ tới nữ phiên dịch Hàn Quốc, nếu như không phải là phát sinh tiết mục sen giữa không hay này thì hắn nhất định tìm cô ta nói chuyện. Lưu Kim Thành đánh người chút giận, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu, dẫu sao thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết, Trương Dương an ủi gã, không sao đâu, bọn chúng dám làm một thì chúng ta dám làm năm, đám gậy cao ly này đã chơi chẽn đến vậy, ta không những bắt chúng phải nhận lại hàng mà còn phải bồi thường nữa. Lưu Kim Thành thở dài, chuyện này vốn rất thuận lợi, hôm nay lại phát sinh va chạm, e rằng muốn trả hàng càng khó hơn. bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói phẫn nộ. Trương Dương và Lưu Kim Thành nhìn nhau, bọn họ bước ra khỏi cửa, lại thấy một người Hàn Quốc thân hình cao to đang đứng đó lớn tiếng kêu gào, gã là Phác Chính Nghĩa, con trai của Phác Chí Tín, vừa tới bệnh viện thăm ông già xác nhận cha gã bình an lúc này mới tới đòi lại công đạo cho người hàn quốc phách chính nghĩa có thể nói mấy câu tiếng trung quốc có điều lộ ra vẻ cứng nhắc gã lớn tiếng nói ai đánh người bên tao tao trương dương mỉm cười bước ra phát chính nghĩa lạnh lùng nhìn hắn thị trưởng nghiêm tân kiến nghe thấy động tĩnh đều từ trong phòng chạy ra phát chính nghĩa chỉ vào trương dương nói đi theo tao đi đâu lên tầng thượng phát chính nghĩa chỉ lên lầu trương dương chán nản lắc lắc đầu hắn không muốn đánh người nhưng cây gậy cao ly này lại cứ muốn tới để hắn đánh con mẹ nó thấy mày thành tâm muốn ăn đòn như vậy ông đây đành chiều mày vậy hắn theo phát chính nghĩa bước vào thang máy phó thị trưởng nghiêm tân kiến gọi một tiếng trương dương trương dương quay người lại cười nói thị trưởng nghiêm cứ yên tâm tôi sẽ không làm mất mặt người giang thành đâu tôi là bảo cậu ra tay kiềm chế một chút Phác chính nghĩa là quán quân cuộc thi đài quyền đạo nghiệp dư 3 năm liền ở Hàn Quốc, đai đen cửu đoạn, hắn đối với trình độ của mình cũng khá tự tin, cho nên mới dám to gan như vậy, đơn thương độc mã tới khiêu chiến với Trương Dương. Hai người đi thang máy lên tầng thượng, đứng ở trên tầng 28, gió đêm phần phật, dõi mắt nhìn ánh đèn ở xung quanh, cảnh đêm của Đông Giang đẹp đến mê người. Trương Dương đứng lặng trên tầng thượng. Phát chính nghĩa thấp giọng nói, tao tên là Phác chính nghĩa. Trương Dương Phát chính nghĩa gật đầu, gã đột nhiên lao lên trước, tung người đá một cú. Trương Dương lui ra sau mấy bước, né loạt đá của gã. Phát chính nghĩa cước pháp nhất lưu, sau khi hạ xuống đất, tiếp theo lại xoay người đá nghiêng. Trương Dương nghiêng người nhẹ nhàng né tránh, hắn bật cười. Lúc trước Trương Dương từng có một đoạn thời gian dài tiến hành tìm hiểu về những lưu phái võ thuật nổi danh trên thế giới này. Đại Quyền Đạo lúc ban đầu được gọi là Đường Thủ Đạo, là một phân chi từ trong võ thuật Trung Hoa diễn dịch biến hóa ra bọn họ đề xương đạo lý đem lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm đánh, cũng là từ đạo lý yêu mã hợp nhất trong võ thuật Trung Hoa. Đài quyền đạo có hai phương pháp tập trung lực lượng, một là tập trung lực lượng toàn thân vào một điểm, thứ hai là tập trung mục tiêu đả kích lên chỗ yếu hại của đối phương. Tập trung toàn bộ lực lượng bản thân lên trên mũi nhọn của các khớp xương quyền, trường, ngón tay, ngón chân, đầu gối, cùi trỏ, đầu làm vật trùng kích, trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ lực lượng toàn thân để đánh đối thủ. Pháp chính nghĩa tuy là đài quyền đạo đai đen cửu đoạn, phóng mắt trong nước Hàn Quốc cũng ít có địch thủ, nhưng người mà gã hôm nay phải đối diện là Trương Dương, chút phó vẽ của gã trong mắt Trương đại quan nhân căn bản không đáng để nhắc đến. Trương Dương không gấp phát khởi tấn công, mà là lợi dụng nhu kình của không minh quyền hóa giải từng đòn công kích của pháp chính nghĩa. Pháp chính nghĩa giống như đối diện với một cây bông, vô luận là gã phát lực như thế nào, một khi tiếp xúc với Trương Dương đều sẽ bị nhu kình của hắn hóa giải. Phát chính nghĩa càng đánh càng cả kinh, thực lực của đối thủ rõ ràng là vượt xa sự tưởng tượng của gã. Gã cầm lên, thằng nhát gan, vì sao cứ né mãi thế? Trong câu này cũng bao hàm trí tuệ, gã muốn chọc cho Trương Dương tức giận, để Trương Dương và mình lấy cứng trọi cứng vài chiêu. Trương Dương mỉm cười, nói, 5.000 năm, năm văn hóa của Trung Quốc, bị người Hàn Quốc các người học lén không ít, nhưng lại có một thứ mà các người không học được, đó chính là sự khoan dung và khiêm tốn của người Trung Quốc phát chính nghĩa một cước đá vào khoảng không, Trương Dương lui ra sau mấy bước, hờ hững nói, sinh hoạt, văn hóa, phong tục, tập quán, bất kỳ thứ nào của các ngươi cũng đều học từ người Trung Quốc, học nhiều như vậy nhưng đáng tiếc chỉ là học được cái ngoài ra thôi. Phát chính nghĩa bị Trương Dương chọc giận rồi, gã gầm lên, im miệng. Cú đá nghiêng của gã lại bị Trương Dương né tránh. Trương Dương khinh thường cười, ví dụ như nói đài quyền đạo của các ngươi, Chẳng qua là diễn hóa từ trong võ thuật truyền thống của người Trung Quốc chúng ta, có gì đặc biệt đâu. Phác Chính Nghĩa một quyền đánh tới mặt Trương Dương, Trương Dương giơ tay trái lên đỡ quyền của gã, nói nhỏ: "Tao dạy mày một thứ, mày ra quyền ra cước, độ cứng co dư mà sự dẻo dai lại không đủ, cứng thì dễ gãy, mềm thì dễ uốn, cương nhu cùng có mới là đạo của võ công." Trương Dương cánh tay rung lên, một cỗ tiềm lực truyền tới hất văng cánh tay của Phác Chính Nghĩa ra. Phác Chính Nghĩa nhấc chân đá thân hình của Trương Dương tiến lên trước một bước như quỷ dị, một cước của đối phương tất nhiên không thể đá ra, phát chính nghĩa muốn xuất quyền, nhưng lại bị hai tay Trương Dương gạt ra, sau đó thu hồi lại hai tay nhanh như điện xẹt, nắm chặt song quyền, dầm một tiếng đánh lên ngực phát chính nghĩa. Phát chính nghĩa liên tục thối lui, Trương Dương xuất thủ nhanh tới cực điểm, không đợi gã đứng vững lại, quyền đầu của Trương Dương đã đấm tới cách mặt gã không đến một tấc, muốn tránh cũng tránh không kịp. Trương Dương lại không đánh hết quyền, dừng lại cách mũi phát chính nghĩa nửa tấc, thật sự là thua phóng tự nhiên. Tuy thế, quyền phong vừa rồi đã ập vào mặt phát chính nghĩa, bức cho phát chính nghĩa không thể nào mở được hai mắt ra. Gã nhấc chân muốn đá, Trương Dương đã đoán ra trước ý đồ của gã, xuất cước đá lên chân đối phương trước. Phát chính nghĩa hừ một tiếng rồi lại đá thêm mấy cước, Trương Dương cũng không lập tức phát động công kích tiếp theo, phát chính nghĩa thở hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi gã đã ý thức được mình căn bản không phải là đối thủ của người ta, nhưng sự quật cường và cứng rắn của người Cao Ly khiến gã không chịu nhận thua, sau khi ổn định lại tinh thần, gầm lên một tiếng, quyền cước giống như cuồng phong bạo vũ công về phía Trương Dương. Động tác của Trương Dương biến thành hòa hoãn vô cùng, nhưng mỗi lần xuất thủ, tất nhiên có thể hóa giải được sự công kích của Pháp Chính Nghĩa, nhìn chuẩn thời cơ, một quyền của hắn đánh thẳng tới trung lộ của Pháp Chính Nghĩa, rồi lại đánh vào ngực của gã. Pháp Chính Nghĩa thở hổn hển, khí huyết sôi trào, quyền cước đã không thành trương pháp, quyền phong của Trương Dương lại đột nhiên biến hóa, hóa quyền thành trường, thời gian phản phất như ngưng động, trước mắt phát chính nghĩa xuất hiện bảy bóng thủ trường, gã biết đây là bởi vì đối phương xuất thủ quá nhanh, khiến mình sinh ra tạm lưu thị giác, ý thức của gã căn bản không chịu trong thời gian ngắn như thế này đưa ra được phản ứng, một trường của Trương Dương đã ấn lên đầu vai của gã, phát chính nghĩa chỉ cảm thấy mình giống như chiếc lá trong ngọn gió. Bay vút lên, ngã ngửa ra sau, hai chân đặt lên mép lan can tầng thượng. Phát chính nghĩa không thể bảo trì sự thăng bằng của mình, gã phát ra một tiếng thét kinh hoàng, thân thể ngã xuống dưới. Trương Dương kịp thời vươn tay ra nắm lấy cả vạt của Phát chính nghĩa, thân thể của Phát chính nghĩa và đường chân trời đã nghiêng thành góc 45 độ, có thể nói là sống chết treo trên sợi chỉ, nếu như Trương Dương ra tay chậm một chút, chỉ sợ Phát chính nghĩa hôm nay đã ngã tan xương nát thịt rồi. Phía sau truyền tới tiếng hét của một thiếu nữ, Trương Dương không quay đầu lại, đã nghe ra đó là cô gái Hàn Quốc phụ trách phiên dịch. Hắn thở dài, nói, đặc điểm lớn nhất của người Hàn Quốc các ngươi là cứ thích ra vẻ ta đây, không có thực lực vì sao cứ muốn lấy trứng trọi đá. Hắn vươn tay ra, nắm lấy tay Phát Chính Nghĩa, kéo gã lại. Trương Dương không muốn để xảy ra án mạng, Phát Chính Nghĩa thì mặt sợ đến nỗi không còn chút huyết sắc nào, vừa rồi đi một vòng bên mép sinh tử, vô luận là tâm lý của hắn cứng cỏi như thế nào, lúc này cũng có chút không chịu nổi, Quay lại tầm thượng thì không nói câu nào, xoay người đi luôn. Thiếu nữ Hàn Quốc đó cũng giật nảy mình, nhìn thấy Phác Chính Nghĩa không bị ngã xuống lầu, lúc này mới thở phào một hơi, cô ta không rời đi cùng Phác Chính Nghĩa mà đứng ở trước mặt Trương Dương, nói cảm ơn. Trương Dương cười nói, "Cảm ơn tôi vì cái gì?" Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của cô ta. Thiếu nữ Hàn Quốc bị hắn nhìn cho xấu hổ, mặt hơi đỏ lên, "Trương tiên sinh, chuyện hôm nay là hiểu lầm." tôi đã giải thích với phía tôi rồi đã làm phiền ngài rồi trương dương nhìn chằm chằm vào mắt cô ta cô tên là gì kim mẫn nhi trương dương hỏi có quen xuân tuyết tình không kim mẫn chi mặt mày ngơ ngác không biết trương dương vì sao lại đột nhiên nhắc tới vấn đề kỳ quái này trương dương từ trên vẻ mặt của cô ta đã biết được rằng cô ta tuyệt không phải là xuân tuyết tình có lẽ chỉ là trời già trêu người mà thôi lúc tạo ra người thì sử dụng cái khuôn giống nhau Trương Dương nói với vẻ mất mát, "Cô rất giống một người bạn trong quá khứ của tôi." "Giống thật ư?" Trương Dương gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, bóng người thẳng tắp lộ ra vẻ chắc tuyệt trong bóng đêm. Kim Mẫn Nhi đối với Trương Dương đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ cường liệt, cô ta nói khẽ, "Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn làm quen với người bạn đó của anh." Trương Dương cười cười, trong nụ cười bao hàm mấy phần đau khổ, "Không còn cơ hội đâu." "Vì sao lại không còn cơ hội?" Kim Mẫn Nhi nói xong câu này, lập tức nghĩ ra gì đó, cô ta cắn chặt môi, mặt đầy vẻ áy náy nói, xin lỗi. Tôi, thật sự là không cố ý. Trương Dương cười nói, không sao cả, kỳ thực tôi đã sớm quên rồi, sau khi thấy cô, bất giác lại nhớ tới chuyện xưa, Kim Tiểu Thư, hy vọng cô sẽ không để tâm tới sự thất thố của tôi ngày hôm nay. Kim Mẫn Nhi cười cười, giống như một đóa hoa bách hợp nở trong đêm vắng, Trương Dương nhìn nụ cười quen thuộc này, không khỏi lại si ngốc. Kim Mẫn Nhi mặt đỏ bừng, nói tôi không phải là cô ấy. Trương Dương lúc này mới tỉnh lại, có chút xấu hổ gật gật đầu. Về thôi, Kim Mẫn Nhi nói khẽ. Sáng hôm sau, đoàn trưởng đoàn đại biểu kinh mậu Hán Thành Hàn Quốc tự mình tới bái phỏng phó thị trưởng Giang Thành Nghiêm Tân Kiến, Kim Mẫn Nhi đi cùng y. Hoàng truyền thiện lần này tới chủ yếu là để xin lỗi Nghiêm Tân Kiến, sự kiện ẩu đả hôm qua đã được điều tra rõ ràng, là phía họ động thủ trước, phía Giang Thành là có ý tốt, thậm chí người gọi cấp cứu còn chính là nghiêm tân kiến. Kim Mẫn Nhi lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, nắm rất rõ những gì đã xảy ra, là cô ta kể lại cho Hoàng truyền thiện. Nghiêm tân kiến cũng không ngờ phía Hàn Quốc đột nhiên là có thái độ hòa hoãn như vậy, y biểu hiện ta sự khoan hồng đại lượng đặc trưng của người Trung Quốc. Hoàng truyền thiện là người biết tiếng Trung, lúc y và nghiêm tân kiến giao lưu không hề có vấn đề gì, Kim Mẫn Nhi cũng không ở lại quá lâu trong phòng nghiêm tân kiến, để hai người bọn họ nói chuyện riêng. Kim Mẫn Nhi ở thang máy gặp Trương Dương đang muốn ra ngoài ăn cơm, cô ta thản nhiên cười nói: "Chào Trương tiên sinh." Trương Dương hơi gật đầu, nói: "Tới tìm tôi à?" Kim Mẫn Nhi lắc đầu, "Không phải, tôi là cùng đội trưởng Hoàng tới xin lỗi thị trưởng tiên sinh." Trương Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ cây gậy cao ly vừa thối lại vừa cứng cũng có lúc chịu thua, hắn cười nói: "Ăn cơm chưa? Cùng đi nhé." Kim Mẫn Nhi do dự một lát rồi vẫn gật đầu. Trương Dương rất thân sĩ mời Kim Mẫn Nhi bước vào thang máy, nhìn bóng hình xinh đẹp của cô ta, một loại tư vị quen thuộc dâng lên trong lòng, không khỏi thầm cảm thán, giống thật. Quả thật là như xuân tuyết tình tái thế. Trương đại quan nhân trước đây một mực không hiểu được cái từ hoài cựu này, hiện tại thì minh bạch rồi, từ trên người Kim Mẫn Nhi hắn đã cảm thụ được cái gì là hoài cựu, hoài cựu chính là hoài niệm tình nhân cũ, gia đình, tư vị này thật sự là khó mà miêu tả được. Trương Dương gần đây rất chú ý tới vấn đề phương diện nam nữ, hắn mời Kim Mẫn Nhi đi ăn không hề có ý đồ gì cả, thật sự là vậy mà chỉ là hoài cựu thôi. Thế là Trương Đại Quan Nhân rất đơn thuần dẫn vị Mỹ nữ Hàn Quốc này đi ăn sáng. Khách sạn Trung tâm Hội triển lãm quốc tế cung cấp bữa sáng miễn phí, nhưng Trương Đại Quan Nhân hiểm như vậy không đủ đẳng cấp, kiến nghị tôi dẫn cô đi quán trà mính tâm, thưởng thức trà sáng đặc sắc của Đông Giang. Quán trà mính tâm cách trung tâm triển lãm không xa, quán trà năm ở bờ sông, nghe nói là đã có 300 năm lịch sử rồi, nhưng tòa kiến trúc năm tầng hiện tại là được xây dựng sau thời dân quốc, may mắn tránh được hạo kiếp 10 năm, trước đây không lâu lại mới tu sửa lại, biển của quán trà nghe nói là năm đó Càn Long tự mình viết, hai cô gái đón khách đứng ở cửa quán mặt kỳ bào triều thanh. Kim Mẫn Nhi cười nói, không ngờ nơi này lại có cổ vận phong tình đặc biệt như vậy. Trương Dương nói, tôi cùng bạn tới đây một lần, trà bánh ở nơi này rất đặc sắc dưới sự dẫn đường của một thiếu nữ mặc thanh trang, bọn họ đi tới tầng 5. Khách nhân của quán trà mính tâm không nhiều, cái này có liên quan tới giá tiền của bọn họ, một món trà bánh bình thường có giá hơn 100 nhân dân tệ, đối với mức lương bình thường mà nói thì tính là quá xa xỉ, nhưng chính vì vậy bọn họ mới có thể duy trì được sự yên tĩnh thanh tâm của quán trà. Trương Dương gọi một ấm trà long tính Tây Hồ, trà nghệ sư cũng mặc kỳ bảo biểu diễn trà nghệ cho họ, Trương Dương gọi bánh trà, xíu mại, sủi cào tôm, trứng lát, chủ yếu là để thưởng thức, mỗi món phân lượng không nhiều, nhưng cầu chủng loại phải nhiều. Kim Mẫn Nhi bảo nhân viên phục vụ mở cửa sổ, gió sông buổi sáng từ cửa sổ thổi vào, làm mái tóc đen nhánh của cô ta bay bay, vẻ xinh đẹp của Kim Mẫn Nhi nằm ở sự ôn nhu điềm tĩnh, phiêu giật suốt trần, so với trần tuyết không nhiễm khói bụi nhân gian thì cô ta lộ ra vẻ thân thiết và chân thực hơn. Trong mắt trường đại quan nhân, điểm hấp dẫn hắn nhất của Kim Mẫn Nhi không phải là sự xinh đẹp của cô ta mà là sự hoài cựu, khơi dậy tình kết hoài cựu ở sâu trong lòng thằng nhóc này. Kim Mẫn Nhi nhìn trà bánh tinh trí không khỏi khen, văn hóa ẩm thực của Trung Hoa quả nhiên bác đại tinh thâm. Trương Dương cười nói, người Hàn Quốc các cô cũng có văn hóa ẩm thực. Cái gì, đồ chua phải không? Kim Mẫn Nhi nghe ra thành phần chế nhạo trong lời nói của Trương Dương, nhưng cô ta không vì thế mà nổi giận, chỉ hờ hững cười nói, Hàn Quốc ăn đồ chua là truyền thống, mỗi một địa phương đều có truyền thống của mình chuyện mà các anh cảm thấy khó hiểu thì ở chỗ chúng tôi lại là hết sức bình thường, tự nhiên. Còn nữa, văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc không chỉ là đồ chua, còn có thịt nướng, còn có thịt chó, còn có các chủng các loại món ngon, anh vẫn còn biết ít lắm. Tranh cãi với mỹ nữ là một loại chuyện khiến người ta tâm tình sung sướng, Trương Dương nói, nói một câu khó nghe, tôi luôn cảm thấy rất nhiều thứ của người Hàn Quốc đều là học ở Trung Quốc chúng tôi. Kim Mẫn Nhi không phủ nhận, cô ta nói khẽ Trung Quốc có lịch sử lâu đời, là một trong những nền văn minh cổ, không chỉ là Hàn Quốc, các nước châu Á xung quanh cũng đều chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Trương Dương nói, Kim Mẫn Nhi có vẻ như hiểu rất sâu về văn hóa Trung Quốc. Kim Mẫn Nhi cười nói, cũng không được tính là sâu, trong nhà tôi có một vị giáo sư tiếng Trung, tôi cũng tới Trung Quốc nhiều lần, có điều là lần đầu tiên tới Bình Hải. Trương Dương nói, nếu như không biết thân phận của cô, ai cũng đều tưởng rằng cô là người Trung Quốc kim mẫn nhi cười tươi tắn tiếng nhật của tôi cũng rất tốt lúc tới nhật bản người khác cũng nói rằng tôi là một cô gái nhật bản cũng lẽ thiên phú ngôn ngữ của tôi rất mạnh trương dương uống một ngụm trà kim mẫn nhi nói thật sự là nhìn không ra trương tiên sinh còn là một vị cao thủ công phu trương dương cười ha ha nói hoa chân múa tay thôi không tính là công phu thật sự đâu trong quốc nội tôi ngay cả là nhị lưu cũng không được tính kim mẫn nhi lắc đầu nói anh quá khiêm tốn rồi Phát chính nghĩa tiên sinh là cao thủ đỉnh cao của đài quyền đạo Hàn Quốc chúng tôi. Tôi hôm qua thấy hai anh đối chiến, anh ấy không phải là đối thủ của anh. Trương Dương híp mắt nhìn Kim Mẫn Nhi, Kim Tiểu Thư cũng hiểu công phu ư. Tôi từng học đài quyền đạo, cũng từng học thái cực. Có cơ hội xin Trương Tiên Sinh chỉ giáo một chút. Audio điện tử võ tấn bền. Không thành vấn đề, Trương Dương đáp ứng rất sảng khoái. Kim Mẫn Nhi nói, chuyện của tập đoàn a tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, chuyện này chắc là một hiểu lầm, Phác trí tín tiên sinh sau khi tỉnh lại bằng lòng đổi thiết bị miễn phí cho phía Trung Quốc. Trương Dương lắc đầu, tôi nghĩ Kim Tiểu Thư không hiểu rõ ý tứ của chúng tôi rồi, bộ thiết bị đó chúng tôi phải trả lại, đây không phải là vấn đề hiểu lầm, căn bản là a chơi trò treo đầu dê bán thịt chó, đây là hành vị lừa đảo trong thương nghiệp của bọn họ, đã làm sai thì phải gánh chịu hậu quả. Kim Mẫn Nhi nói, muốn giải quyết vấn đề thì song phương đều phải nhượng bộ. Không phải là vấn đề nhượng bộ, mà là vấn đề nguyên tắc. Kim Tiểu Thư, người Trung Quốc chúng tôi làm việc rất thích lấy thành ý để đối đãi. Nếu như cô có một bằng hiếu, cô thật lòng đối đãi với anh ta, nhưng anh ta lại lừa cô, vậy cô có tiếp tục ở cùng một chỗ với anh ta nữa không? Kim Mẫn Nhi nói khẽ, vậy thì phải xem là anh ta phạm sai lầm gì. Trương Dương nói khẽ tập đoàn a Di đã chạm tới đường biên ngang của chúng tôi, đạo bất đồng không thể cùng bàn bạc, tôi tuyệt đối sẽ không làm ăn với họ nữa. Chẳng lẽ không có dư địa để thương lượng lại ư? Ừ. Trương Dương nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của Kim Mẫn Nhi, nghĩ một chút rồi mới nói, nể mặt Kim Tiểu Thư có tình ý, tôi sẽ cho họ một cơ hội, phải thành thực thừa nhận sai lầm của mình, công khai xin lỗi nhà máy rượu Giang Thành, thay đổi thiết bị mà hợp đồng đã quy định và phải gánh tất cả những tổn thất mà hành vi của bọn họ tạo thành. Kim Mẫn Nhi nhíu mày. Trương Dương mỉm cười, nói: "Bỏ đi, tôi chỉ là một phiên dịch, không quản được nhiều chuyện như vậy, đừng để chuyện này phá hỏng tâm tình ẩm trà của chúng ta." Kim Mẫn Nhi cũng bật cười, gật đầu, nói: "Con người anh rất tốt, bất kể là kết quả cuối cùng như thế nào, tôi cũng đều muốn được kết giao bằng hữu với Trương tiên sinh." Lúc này Cầm Sư bước tới ngồi trước cổ Cầm, chuẩn bị gảy đàn. Kim Mẫn Nhi đứng dậy, nói, để tôi thử. Cầm sư đứng dậy tránh sang một bên, Kim Mẫn Nhi ngồi xuống trước cổ cầm, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt trên cổ cầm, một chuỗi tiếng đàn du dương vang lên trong phòng. Trương Dương cầm chén trà mà đờ cả ra đó, đột nhiên hắn như quay về quá khứ, xuân tuyết tình áo trắng như tuyệt, mặt mũi như hoa, gảy đàn ngâm nga. Cảnh này khơi dậy hồi ức vô hạn trong lòng Trương Dương, bất chi bất giác khóe mắt của hắn ươn ướt, hắn sợ bị người khác nhìn thấy mình thất thố, vội vàng quay mặt đi ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ giọng nói nhẹ nhàng của kim mẫn nhi ở bên cạnh vang lên phải chăng là tôi chơi không tốt trương tiên sinh không muốn nghe trương dương quay mặt lại kim mẫn nhi kinh ngạc phát hiện trong mắt hắn có ánh lệ đột nhiên nhớ tới chuyện trương dương nói rằng hắn trước kia có một người bạn trông rất giống mình chẳng lẽ sự xuất hiện của mình đã khơi dậy ký ức bi thương của anh ta kim mẫn nhi không khỏi cảm thấy có chút áy náy cô ta nói khẽ xin lỗi giọng nói của Trương Dương trầm thấp mà hơi nghẹn ngào, cô đàn hay lắm, thật sự là rất giống. Nếu sự xuất hiện của tôi khiến Trương Tiên Sinh cảm thấy thương tâm, vậy thì tôi sẽ cố gắng tránh đi. Trương Dương lắc đầu, cô không phải cô ấy, không cần phải tránh gì cả. Kim Mẫn Nhi nói, ý kiến của Trương Tiên Sinh tôi sẽ báo lại cho tập đoàn a di có điều theo như sự hiểu biết của tôi về pháp trí tín Tiên Sinh, ông ấy sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh đâu sự tình bắt đầu biến thành thuận lợi hơn, phác trí tín sau khi suy nghĩ thận trọng lại, y cuối cùng cũng đám ứng cho nhà máy rượu Giang Thành trả hàng vô điều kiện và bồi thường tổn thất, nhưng cự tuyệt công khai xin lỗi, Trương Dương vốn muốn kiên trì, nhưng nghiêm tân kiến thấy chuyện như vậy là được rồi, hiện tại kết quả đã rất lý tưởng, chuyện đã ẩm ý tới mức này, tập đoàn AZ đồng ý nhận lại hàng, trên thực tế chẳng khác nào là thừa nhận sai lầm, người Hàn Quốc đa số đều là thà chết còn hơn là bị mất mặt bảo họ họ công khai xin lỗi thì so với giết họ còn khó hơn, thôi thì để lại chút mặt mũi cho họ vậy. Trương Dương thấy tất cả mọi người đều định dừng tay, mình tiếp tục kiên trì cũng không có gì thú vị, hắn giúp Lưu Kim Thành liên hệ với tỉnh Thượng Tính, bảo gã lập tức tổ chức kiếm nguồn hàng, lần này Lưu Kim Thành cẩn thận hơn, khi đám phán với người Nhật Bản, biểu hiện rất cẩn thận dè dặt gần như Thành có chút dài dòng. Điều khiến tất cả mọi người đều phải mắt tròn mắt dẹt là hội kim mậu đông Giang năm nay không những không gặp chút ảnh hưởng nào của sự kiện nhà máy rượu Giang thành đòi quyền lợi, số mậu dịch đạt được so với năm ngoái thì tăng lên 50%, điều này đối với tầng lớp lãnh đạo của Bình Hải mà nói là chuyện đáng để vỗ tay cổ vũ. Bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi cũng rất cao hứng, nhưng lại có chút bẽ mặt, ông ta ý thức được quyền uy mà mình kinh doanh nhiều năm đã bắt đầu chịu sự trùng kích mạnh mẽ của Tống Hoài Minh rồi, không chỉ như vậy, Cố Doãn Chi còn thua một bữa cơm Bí thư Cố là người nói một là một, nói hai là hai, ông ta sẽ không quỵ nợ. Sau khi biết được số mậu dịch của hội kinh mậu so với năm ngoái thì tăng lên 50%, ngay buổi trưa hôm đó ông ta mời đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh đi ăn cơm. Địa điểm là nhà ăn của cơ quan, rất đơn giản, bốn món thức ăn, cũng không có rượu, bí thư Cố đã hạ lệnh cấm rượu, cán bộ cơ quan chính phủ, buổi trưa ăn cơm cấm uống rượu. Tống Hoài Minh cũng không hiềm bữa cơm này của bí thư Cố quá thanh đạm, phóng mắt nhìn cả bình hải người có tư cách được bí thư Cố mời cơm không nhiều, ý nghĩa của bữa ăn này cũng rất không tầm thường, hai vị lãnh đạo tối cao của Bình Hải ngồi cùng nhau. Tống Hoài Minh giúp bí thư Cố xới cơm, cười nói, tôi còn cho rằng bí thư Cố muốn mời tôi về nhà uống rượu. Cố Doãn Chi cười nhạt, nói, bọn nhỏ đều không có nhà, tôi chỉ có một mình, lười chẳng muốn làm cơm, vốn muốn mời cậu tới nhà hàng, nhưng tôi không nỡ. Tống Hoài Minh bật cười, thế này cũng tốt người ở tỉnh bình hải có thể được bí thư cố mời khách không nhiều tôi cảm thấy rất vinh hạnh cố doãn chi nói trước chuyện đã nói rõ rồi bữa ăn này là cậu thắng tôi mời khách cũng là bất đắc dĩ đây là thua cược hai người đồng thời bật cười cố doãn chi nói lúc ban đầu tôi thật sự là có chút cố kỵ thân là phía chủ sự hội kinh mậu chúng ta theo lý nên biểu hiện ra khí độ của nước lớn đòi quyền lợi thì phải cố gắng đừng tạo thành ảnh hưởng quá lớn điểm này cậu nhìn chuẩn hơn tôi hay cho một câu thiên hạ rộn ràng vì lợi mà tới, thiên hạ nhao nhao vì lợi mà tới. Hoài Minh, cậu nói không sai, phàm là những thương gia xí nghiệp tới tham gia hội kinh mậu, bọn họ đều là nhìn chúng sự phát triển trong tương lai của Bình Hải, đều là nhìn thấy tiềm lực không thể hạn lượng của kinh tế Trung Quốc. Tống Hoài Minh nói, bí thư cố suy nghĩ vấn đề so với tôi thì chu toàn hơn, tôi biết bản ý của ngài là chiếu cố tới đại cục, chuyện duy trì quyền lợi cố gắng để không ảnh hưởng với hội kinh mậu, Cố Doãn Chi gật đầu, không sai, nhưng hiện tại tôi cũng đã rõ dụng ý của cậu. Ý của cậu là mượn chuyện này để nhắc nhở thương gia và xí nghiệp nước ngoài, kinh doanh ở Trung Quốc, và làm sinh ý ở Trung Quốc phải giữ nguyên tắc công chính bình đẳng, nếu không chúng tôi tuyệt sẽ không thỏa hiệp, nhượng bộ. Tống Hoài Minh nói, bí thư cố, khi thực đoạn thời gian này tôi đều suy nghĩ một vấn đề, sự cải cách và mở rộng của chúng ta đang ở trong thời kỳ phát triển cao tốc, khát vọng của chúng ta đối với kỹ thuật từ bên ngoài và tư kim từ bên ngoài vô hình chung đã đề cao địa vị của bọn họ bất kỳ thương gia và xí nghiệp nào trước khi tiến hành đầu tư bọn họ đều sẽ tiến hành tính toán mạo hiểm toàn diện chỉ có lợi ích đủ để đả động bọn họ thì bọn họ mới tiến hành đầu tư chứ không phải bởi vì thái độ của chúng ta tối hay xấu mà thay đổi kế hoạch đầu tư của họ xã hội của chúng ta hài hòa và ổn định chính phủ của chúng ta đoàn kết và khoan dung nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta phải bỏ hết quyền lực của bản thân không có nghĩa là chúng ta phải lựa chọn thái độ dung túng cho những hành vi bất chính của những thương gia và xí nghiệp nước ngoài cố doãn chi nói khẽ cậu nói đúng tống hoài minh bật cười nói chuyện lần này đã mang tới không ít phiền phức cho bí thư cố bộ ngoại giao cũng tạo không ít áp lực cố doãn chi cười nhạt nói bộ ngoại giao là quản đại sự quốc tế nhưng chuyện phát sinh ở bình hải không được tính là tranh cãi ngoại giao không cần phiền tới họ tống hoài minh nói may mà chuyện này cũng thuận lợi Phía Hàn Quốc đột nhiên thay đổi thái độ, tôi nghe nói đoàn trưởng đoàn đại biểu kinh mậu Hàn Quốc là Hoàng truyền Thiện còn đặc biệt tới xin lỗi Nghiêm Tân Kiến. Cố Doãn Chi bật cười, tôi cũng nghe nói rồi, nghe nói Trương Dương còn đánh nhau một trận với người Hàn Quốc. Tống Hoài Minh cười nói, chuyện đã được làm rõ rồi, là người Hàn Quốc động thủ trước, bọn họ đánh Nghiêm Tân Kiến, cho nên mới dẫn tới trận xung đột này. Trương Dương đánh người là tự vệ phản kích, tôi thấy cũng nên giáo huấn những người Hàn Quốc này một chút bọn họ cho rằng mình giỏi lắm không ngờ chưa phân trắng đen đã ra tay đánh người cho bọn họ chịu khổ một chút cũng là việc nên làm cố doãn chi cười nói hoài minh à cậu hiện tại nói chuyện không giống một tỉnh trường tí nào có điều bọn trẻ đánh nhau chúng ta cũng không thể trách chúng được chịu thiệt hay là chiếm tiện nghi là chuyện của bản thân chúng tống hoài minh biết cố doãn chi không định trách tội chuyện này y nói khẽ kỳ thực phía hàn quốc nếu sớm thừa nhận sai lầm thì chuyện không ầm ĩ tới mức này đâu Cố Doãn Chi nói, nghe nói cậu ngày mai phải gặp mặt đoàn kinh mậu Hàn Quốc, là để an ủi họ à? Tống Hoài Minh chỉ cười chứ không nói gì, Cố Doãn Chi ánh mắt sắc bén, mỗi một bước đi của y đều được ông ta chú ý, y sở dĩ gặp mặt đoàn thương mậu Hàn Quốc chính là để an ủi bọn họ. Người Hàn Quốc trong hội kinh mậu năm nay cơ hồ không có thu hoạch gì, sự kiện đòi quyền lợi của nhà máy rượu Giang Thành cuối cùng cũng giành được thắng lợi, chuyện lần này chỉ là để giáo huấn họ. Tống Hoài Minh cũng không định đuổi người Hàn Quốc ra khỏi vòng kinh tế của tỉnh Bình Hải, trên thực tế cũng căn bản là có muốn cũng chẳng được. Cố Doãn Chi lại nói, nghe nói Trương Dương là con rể tương lai của cậu. Tống Hoài Minh bật cười ha hả, y không phủ nhận, gật đầu nói, nó và con gái tôi đang yêu nhau, chuyện của bọn trẻ tôi cũng không muốn hỏi nhiều, sau này có thể ở với nhau hay không thì phải trông vào bản thân chúng. Cố Doãn Chi gật đầu, ông ta cúi đầu ăn, không biết vì sao trong lòng đột nhiên nhớ tới con gái, từ sau khi ông ta nói chuyện với con gái, Cố Gia Đồng ngoài mặt thì tựa hồ như đã đoạn tuyệt quan hệ với Trương Dương, nhưng trên thực tế có đúng là vậy không? Cố Doãn Chi không biết, ông ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Tống Hoài Minh nói: "Bí thư Cố, ông có cái nhìn thế nào về những chuyện phát sinh gần đây ở Giang Thành?" Cố Doãn Chi ngẩng đầu lên, nhìn Tống Hoài Minh một cái, nói: "Cậu muốn nói chuyện nào?" Chuyện xảy ra ở Giang Thành gần đây nhiều đến nỗi ngay cả bí thư Cố cũng không biết là chuyện nào ư? Cố Doãn Chi bỏ đũa xuống, rút một tờ giấy ăn ra lau miệng, cậu là đang trưng cầu ý kiến của tôi đối với tầng lớp lãnh đạo Giang Thành à? Tống Hoài Minh cười nói, thật sự là không có chuyện gì qua được mắt bí thư Cố. Cố Doãn Chi cười nói, có vấn đề. Câu trả lời của ông ta rất ngắn gọn rõ ràng, nhưng lại không nói rõ rốt cuộc là ai có vấn đề và tồn tại vấn đề gì. Tống Hoài Minh cũng không tiếp tục truy hỏi, tới loại cảnh giới như bọn họ, từ trong sự hồi đáp của đối phương là có thể đoán ra quan điểm của hai bên rồi, Cố Doãn Chi không nói rõ, có hỏi cũng chẳng có kết quả, Tống Hoài Minh cũng không cần phải hỏi, y chỉ cần biết bí thư Cố không hài lòng với tầng lớp lãnh đạo hiện nhiệm của Giang Thành là đủ rồi. Cố Doãn Chi nói, kỳ thực Giang Thành là ảnh thu nhỏ của Bình Hải, đội ngũ cán bộ của chúng ta có rất nhiều chỗ không được tận như ý người, muốn thay đổi thì cần phải dựa vào lực lượng của mọi người. Tống Hoài Minh nói, cải cách xí nghiệp trong tỉnh đối mặt với thâm hóa, cải cách giáo dục cũng vô cùng cấp bách, không có một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ thì không thể đảm bảo cải cách được tiến hành thuận lợi. Cố Doãn Chi gật đầu với vẻ rất đồng cảm với những gì mà Tống Hoài Minh nói, có lúc tôi thử nghĩ, vì sao cùng là một cán bộ nhưng nếu đặt ở một thành thị khác thì năng lực mà anh ta biểu hiện ra lại khác nhau một trời một vực như vậy. chương 229, Mưa bom bão đạn Tống Hoài Minh biết người mà ông ta ám chỉ là bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ Cơ. Tống Hoài Minh nói, điều này chứng tỏ sự khó khăn thực tế trong quá trình cải cách mà Giang Thành phải đối diện còn lớn hơn Lam Sơn nhiều, đây chính là một chỗ khác biệt lớn nhất giữa thành thị mới lập và một thành thị công nghiệp lâu đời. Cố Doãn Chi nói nhỏ, cải cách Giang Thành liên quan tới cả sự phát triển kinh tế tương lai của Bắc Bộ Bình Hải, là trọng điểm công tác của chúng ta. Tống Hoài Minh đề xuất một nghi vấn đã chất chứa trong lòng từ lâu, đã như vậy lúc trước bí thư cố vì sao không đồng ý đặt khu phát triển kinh tế quốc gia tại Giang Thành. Cố Doãn Chi mỉm cười, điều kiện thực tế quyết định, Giang Thành không thể đảm đương được trách nhiệm này. Hội hiệp đàm kinh mậu mùa thu năm nay ở Đông Giang tổng thể mà nói vẫn kết thúc một cách viên mãn, trừ đoàn đại biểu Hàn Quốc gia, xí nghiệp khách thương của các quốc gia khác đều giành được thành tích vừa lòng, các xí nghiệp của Giang Thành cũng có thu hoạch, đương nhiên, người thu hoạch lớn nhất vẫn là nhà máy rượu Giang Thành, bọn họ không những đòi quyền lợi thành công, hơn nữa thiết bị mới ký kết với phía Nhật so với giá mà bọn họ nghĩ còn được tiện nghi hơn nhiều, kỹ thuật lại tiên tiến, người mà Lưu Kim Thành cảm kích nhất là Trương Dương. Lần này nếu như không có sự giúp đỡ của Trương Dương, e rằng gã phải bán cả mình đi cũng không bồi thường được tổn thất cho nhà máy rượu. Vào buổi tối kết thúc hội hiệp đàm kinh mậu, chính phủ thị ủy Đông Giang đặc biệt cử hành một tiệc rượu trong khách sạn trung tâm quốc mậu để tiến khách thương các nước. Tiệc rượu là do thị trưởng thành phố Đông Giang Trường Thạch Khánh chủ trì, những đại biểu còn chưa đi trên cơ bản đều tham gia tiệc rượu này. Bởi vì là trường hợp long trọng, Trương Dương cũng đặc biệt mặc một bộ đồ tây màu đen tới, thằng nhóc này rất ít khi mặc đồ lịch sự, có chút không được tự nhiên đi tới tiệc rượu. Thấy Trần Thiệu Bân và Lê San San đã tới rồi, Trần Thiệu Bân mặc tây trang màu xám cũng được tính là phong thái người người, Lê San San mặc váy dài màu đen, trên váy đính vô số đồ trang sức nhỏ, trông rất kinh diễm. Trương Dương bước tới hôn tay Lê San San, khiến cho Trần Thiệu Bân tức đến nỗi mắt trợn trừng, có điều Lê San San lại bị trêu cho bật cười khúc khích. Trương Dương khen cô thật là xinh đẹp, sự nịnh hót của thằng nhóc này dành cho phái nữ trước nay chưa bao giờ thèm che giấu. Lê San San cười nói, những lời anh nói sao nghe quen tai quá. Trương Dương nhìn Trần Thiệu Bân một cái, hỏi cậu nói rồi à? Trần Thiệu Bân khinh thường bảo, chỉ biết bắt trước người ta. Lương Thành Long và một cô gái hiểu điệu bước tới chỗ bọn họ, cô gái này khoảng 30 tuổi, màu da rất trắng, tướng mạo tuy chỉ có thể được tính là trên trung bình, có điều trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí độ cao quý một cách tự nhiên, cô gái này chính là tổng tài Lâm Thanh Hồng của tập đoàn Thiên Kiêu, cô ta cũng là vợ chưa cưới của Lương Thành Long, Lương Thành Long trước tiên giới thiệu Lâm Thanh Hồng cho tất cả mọi người. Lâm Thanh Hồng mỉm cười bắt tay với Trương Dương và Trần Thiệu Bân, nhẹ nhàng nói nghe nói các cậu đều là bạn tốt của a long sau này chúng ta nhất định phải thường xuyên gặp gỡ trần thiệu bân cười nói lúc nào thì có chuyện vui tôi tới lúc đó sẽ tặng hai người một cái hồng bao thật lớn lương thành long cười nói cậu chưa biết à mùng một tháng riêng lúc trương dương bắt tay lâm thanh hồng lại nịn hót lâm tiểu thư thật là xinh đẹp tôi bực lắm rồi cái xã hội hiện tại sao hoa tươi toàn cắm lên cái đó thế nhỉ thiên nga sao toàn bị cái đó cướp đi vậy Lương Thành Long cười cười đấm cho hắn một cái, cút. Cậu mới là cóc đấy. Lâm Thanh Hồng đỏ mặt, nói, gà theo gà, chó theo chó. Đã gà cho một con cóc thì tôi cũng chỉ đành nhảy nhót qua ngày với nó thôi. Câu nói này khiến mọi người đều đồng thanh cười. Lâm Thanh Hồng là người từng trải, cử chỉ thỏa đáng, ứng đôi khéo léo. Lê San San lộ ra vẻ hơi hờn giận, dẫu sao thì Bạch Yến cũng là bạn tốt của cô ta. Lương Thành Long một mặt nhu tình mật ý với Bạch Yến, Mặt kia thì lại kết hôn với nữ nhân này, khiến Lê San San rất khó chấp nhận, cô ta lập tức nảy sinh phản cảm với Lương Thành Long. Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng là danh nhân trong thương giới, rất nhanh liền có không ít người tới lôi kéo làm quen, Trương Dương và Trần Thiệu Bân, Lê San San cùng nhau đi sang một bên, Trần Thiệu Bân nói khẽ, San San, con người anh rất truyền thống, không tiếp nhận được kiểu một chân đạp hai thuyền như vậy. Thằng nhóc này không để lỡ thời cơ thể hiện mình. Trương Dương tí nữa thì phì cười hắn cũng không định tiếp tục làm bóng đèn bên cạnh hai người họ nữa đột nhiên nghe thấy trong đám người phát ra tiếng kinh thán hắn quay người lại nhìn thì thấy kim mẫn nhi khoác tay đoàn trưởng đoàn kinh mậu hàn quốc hoàng truyền thiện đi vào cô ta tối nay mặc váy màu đỏ vai thơm trắng ngần và và tấm lưng trần lộ ra ngoài eo thon nhỏ thể hình tuyệt hảo sải bước ướt tha vào trong hội trường giống như là tinh linh rơi xuống phàm trần mái tóc dài màu đen bồng bềnh trong đôi mắt đẹp mang theo mấy phần ngang ngạch dưới đôi mi thanh thú Đôi mắt sâu màu lam bởi vì cô ta dùng kính áp tròng Sự xuất hiện của Kim Mẫn Nhi không nghi ngờ gì nữa khiến cho mọi người kinh diễm Tất cả nữ tính có mặt ở đây cơ hồ đều lưu mở trước cô ta Trần Thiệu Bân cũng nhìn chằm chằm, quên luôn cả Lê San San ở bên cạnh Trương Dương cuối cùng cũng phát hiện sự khác biệt giữa Kim Mẫn Nhi và Xuân Tuyết Tình Mắt của Xuân Tuyết Tình vĩnh viễn sẽ không biến thành màu lam Kim Mẫn Nhi cũng nhìn thấy Trương Dương ở trong đoàn người, cô ta cười dịu dàng giống như gió xuân thổi sâu vào trong lòng Trương Dương. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, vẫn là Kim Mẫn Nhi chủ động bước tới trước mặt Trương Dương, Trương Dương giúp cô ta gọi rượu vang, mỉm cười nói cảm giác mà tối nay cô tạo cho tôi rất khác biệt. Kim Mẫn Nhi cười nói có gì khác. Trương Dương uống một ngụm rượu vang, chỉ cười chứ không nói gì. Kim Mẫn Nhi nói tôi tên là Kim Mẫn Nhi. Trương Dương cười cười, Kim Mẫn Nhi cường điệu tên của cô ta không phải là vô ích, cô ta là nói với mình rằng cô ta không phải là xuân tuyết tình tối nay cô ta trang điểm như vậy có lẽ là đặc biệt vì riêng hắn không có ai muốn bị người ta coi là ai khác cả trương dương nói tôi biết rồi kim mẫn nhi cười nói anh rất thú vị rất vui được quen anh trương dương gật đầu lúc này hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình với vẻ đầy oán độc hắn dùng dư quang ở khóe mắt liếc nhìn thì ra là phác chính nghĩa đang đứng ở xa lùm hắn Trương Dương chỉ nghĩ một chút là hiểu nguyên nhân khiến phát chính nghĩa kỳ thị mình, loại nữ hài tử xuất sắc như Kim Mẫn Nhi, bên cạnh khẳng định là có không ít kẻ theo đuổi, phát chính nghĩa không nghi ngờ gì nữa cũng là một trong những kẻ đó. Chỗ hấp dẫn Trương Dương nhất của Kim Mẫn Nhi là dung mạo cơ hồ là giống nhau y như đúc của cô ta và Xuân Tuyết Tình, cô gái Hàn Quốc này đã khơi dậy tình kết hoài cựu trong lòng Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương này sinh hào cảm với Kim Mẫn Nhi, không có nghĩa là hắn có hào cảm với người Hàn Quốc, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua để đả kích gậy cao ly. Âm nhạc trầm chậm, vang lên, mọi người bắt đầu top năm tốt 3 bước vào sân nhảy, phát chính nghĩa bảo trì sự khiêm tốn mỉm cười với Kim Mẫn Nhi rồi bước tới, gã muốn mời Kim Mẫn Nhi khiêu vũ, Kim Mẫn Nhi nhìn thấy phát chính nghĩa bước tới thì cũng ý thức được mục đích của gã, nói nhỏ với Trương Dương, anh chẳng lẽ không muốn mời tôi khiêu vũ à? Trương Đại Quan Nhân bật cười, hắn rất lịch sự làm ra động tác mời, Kim Mẫn Nhi khoác tay Trương Dương, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người bước tới sàn nhảy. Trương Dương trước đây là một kẻ mù vũ đạo, có điều dưới sự huấn luyện lần lượt của cố giai đồng, tần thanh, hà hâm nhan, hiện tại đã có tiến triển rất lớn, đặc biệt là trải qua sự huấn luyện của cao thủ chuyên nghiệp như hà hâm nhan, vũ kỹ của Trương Đại Quan Nhân cũng tính là đột nhiên tăng mạnh. Trương Dương nhẹ nhàng ôm cái eo thon của Kim Mẫn Nhi, kỹ thuật nhảy không tiêu chuẩn nhất của hắn chính là thủ pháp, luôn ôm ấp theo quán tính, Kim Mẫn Nhi mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không cự tuyệt hai người theo tiếng nhạc cất bước nhảy trương dương nhìn đôi mắt màu lam của kim mẫn nhi cô muốn tránh gã à kim mẫn nhi lộ ra nụ cười yếu ớt xem ra không có gì là giấu được anh cả trương dương ôm cô ta quay vòng tại chỗ nói lợi dụng tôi làm bia đỡ đạn phát chính nghĩa há chẳng phải sẽ càng hận tôi hơn ư kim mẫn nhi cười nói không sao cả gã đánh không lại anh mà trương đại quan nhân phát hiện trí tuệ của kim mẫn nhi cũng tương ứng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta hắn nói khẽ trên đời này có thêm một người bạn luôn tốt hơn là có thêm một kẻ địch trương tiên sinh không muốn làm bạn với tôi ư trương dương cười cười lắc đầu kim mẫn nhi có chút kinh ngạc nhìn hắn cô ta trước giờ chưa từng gặp một gã đàn ông nào kỳ quái thế này trương dương cười nói e rằng trên thế giới này không có một người đàn ông nào chỉ muốn làm bạn với cô cả kim mẫn nhi cười cười mặt hiện lên dáng hồng, tôi có thể lý giải đây là lời nịnh hót của anh không? Trương Dương lại quay cô ta một vòng, nói cô có cần phải nịnh nọt không? Khúc nhạc kết thúc, Trương Dương và Kim Mẫn Nhi bước tới khu đồ uống, Kim Mẫn Nhi cầm một cốc nước hoa quả lên, lại đưa cho Trương Dương một cốc. Phát chính nghĩa nhắm chuẩn thời cơ đi tới, cười nói, Mẫn Nhi, có thể mời em nhảy một bài không? Kim Mẫn Nhi nhìn Trương Dương, sau đó cười nói, xin lỗi, tôi đã đáp ứng Trương Tiên sinh rồi, tối nay tôi là bản nhảy độc quyền của anh ấy. Bởi vì hai người đều nói tiếng Hàn, Trương Dương nghe không hiểu, Kim Mẫn Nhi cười nói với Trương Dương có phải không? Trương Dương tuy không biết bọn họ nói gì, nhưng vẫn gật đầu, từ trong ánh mắt sứ tợn của Pháp chính nghĩa, Trương Dương hiểu rằng thằng nhóc này đang hận mình, kể ra Trương Dương cũng ngoan uổng, tối nay tự dưng bị Kim Mẫn Nhi dùng làm lá chắn. Pháp chính nghĩa nghiến răng ken két, nói vô sỉ. Câu này là hắn nói Trương Dương, Trương Dương vừa nghe thấy liền nổi giận, con mẹ nó, là người ta không thích mày, liên quan chó gì tới tao, mày con mẹ nó không ngờ còn dám mắng tao nữa. Trương Đại Quan Nhân đang định ra tay giáo dục pháp chính nghĩa thì Kim Mẫn Nhi nắm lấy tay hắn, nói chúng ta khiêu vũ thôi. Hiện trường lại vang lên điệu tango Argentina sôi động, Trương Dương đang bực pháp chính nghĩa, lại bực cả Kim Mẫn Nhi lợi dụng mình, hắn và Kim Mẫn Nhi theo tiết tấu cực kỳ cuồng nhiệt mà nhảy điệu tango yêu cầu bản thân đôi nhảy phải dựa sát vào nhau, trương đại quan nhân cố ý trừng phạt Kim Mẫn Nhi, dựa sát vào gần cô ta, thân thể thỉnh thoảng lại tiếp xúc với nhau, bàn tay của Trương Dương cũng không chút khách khí đặt lên cặp mông nhẵn mịn của Kim Mẫn Nhi. Hai người mắt nhìn thẳng vào nhau, trong con mắt màu lam của Kim Mẫn Nhi lộ ra mấy phần xấu hổ, theo tiết tấu nhạc nhanh hơn, bước nhảy của bọn họ càng hoa lệ và tao nhã, nhiệt liệt cuồng phóng và biến hóa vô cùng. Kim Mẫn Nhi cũng là cao thủ vũ lâm, còn trương đại quan nhân hôm nay lại sử ra thế võ toàn thân, bước chéo, đá chân, nhảy lên, xoay tròn luân phiên ra trận, khiến người ta hoa mắt không nhìn kịp, chứng tỏ được hết sự tinh túy của cua bò mèo chạy, bước nhảy của hai người theo tiết tấu của âm nhạc lúc nhanh lúc chậm, nhanh chậm đan xen nhau. Váy đỏ của Kim Mẫn Nhi giống như là quầng lửa bập bùng, thân thể yêu mỹ của cô ta kết hợp với thân hình kiện mỹ của Trương Dương, chợt hợp chợt phân. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, Lương Thành Long dùng cùi trỏ chọc Trần Thiệu Bân ở bên cạnh, người anh em, cậu an toàn rồi, chủ nhiệm trương của chúng ta còn bận làm vẻ vang cho nước nhà. Trần Thiệu Bân không khỏi thở dài đầy hâm mộ, sau đó nhìn Lê San San đang ra sức vỗ tay ở bên cạnh, tôi thích dùng hàng nội. Lương Thành Long cười ha ha, rốt cuộc có tốt hay không thì dùng rồi mới biết được. Trương Dương và Kim Mẫn Nhi rời khỏi tiệc rượu trước, Kim Mẫn Nhi cười nói, không ngờ Trương Tiên sinh lại nhảy bốc như vậy tôi cũng là gặp mạnh thì mạnh, tiêu chuẩn phập phồng bất định thôi. Kim Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao, nói khẽ cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Không có gì, người Trung Quốc chúng tôi đều coi giúp người khác là niềm vui mà. Kim Mẫn Nhi cười cười, một đợt gió thu thổi tới, cô ta không khỏi dùng mình một cái, Trương Dương cởi áo tây của mình ra, khoác lên vai cô ta. Kim Mẫn Nhi nói, tôi sáng mai phải lên máy bay rồi, phải về nhà nghỉ sớm một chút. Tôi tiến cô, Trương Dương đưa Kim Mẫn Nhi đi về nhà chính của khách sạn. Hắn có chút hiếu kỳ, hỏi, sao mắt cô lại đột nhiên biến thành màu lam vậy? Kim Mẫn Nhi nói khẽ tôi dùng kính áp trong, tôi không muốn cứ mỗi lần gặp anh lại khơi dậy hồi ức của anh. Trương Dương cười nói, cho nên cô mới đặc biệt trang điểm thành như thế này ư. Không ngờ Kim Mẫn Nhi rất biết nghĩ về người khác. Kim Mẫn Nhi gật đầu. Trương Dương nói, hiện tại tâm thái của tôi đã bình tĩnh lại rồi, Tôi biết cô là Kim Mẫn Nhi chứ không phải là Xuân Tuyết Tình. Tôi và cô ấy giống nhau lắm à?" Trương Dương gật đầu, giống y như đúc vậy, có điều ở bên cạnh rốn cô ấy có một cái nốt ruồi son. Kim Mẫn Nhi thét lên kinh hãi như gặp quỷ, Trương Dương cũng bị phản ứng của cô ta khiến cho giật nảy mình, hắn nhìn Kim Mẫn Nhi mặt đỏ bừng, lập tức hiểu ra, 89 phần 10 là trên người Kim Mẫn Nhi cũng có một nốt ruồi tương tự. Trương Dương thực sự là không thể hình dung được sự chấn động ở trong lòng tạo hóa cũng quá thần kỳ rồi, sao lại có thể trùng hợp đến mức như vậy chứ? Kim Mẫn Nhi cắn chặt răng, cô ta trầm mặc một lúc, chuyện trên bụng mình có nốt ruồi son rất ít người biết, Trương Dương và mình lại chỉ mới quen nhau, hắn sao có thể biết rõ như vậy được? Chẳng lẽ Xuân Tuyết tình đó thật sự giống hệt mình ư? Kim Mẫn Nhi bắt đầu tin chuyện này là thực, cô ta nói khẽ có ảnh của cô ta không? Trương Dương thầm cười khổ, triều đại tùy lấy đâu ra thứ như máy ảnh chứ, Xuân Tuyết Tình chỉ lưu lại cho hắn một đoạn hồi ức mà thôi, không còn bất kỳ thứ gì khác. Hai người đi vào thang máy, Kim Mẫn Nhi lại nói, "Xuân Tuyết Tình là người yêu của anh à?" Trương Dương cười nói, "Coi như là vậy đi." Thang máy đi tới tầng 14, cửa thang máy chậm chậm mở ra. Một nam tử mặc quần áo lao động màu xanh lá mạ, đeo kính xuất hiện ở ngoài cửa, sự xuất hiện của gã không dẫn tới quá nhiều sự chú ý của Trương Dương, bởi vì ánh mắt của Trương Dương đang nhìn Kim Mẫn Nhi nhưng sắc mặt của Kim Mẫn Nhi lại đột nhiên thay đổi, đối phương giơ tay súng lên nhắm thẳng vào ngực Trương Dương, Kim Mẫn Nhi rít lên một tiếng, toàn lực đẩy vào vai Trương Dương, Trương Dương không kịp phòng bị nên bị đẩy sang một bên, đạn xẹt qua vai phải của hắn bắn vào trong thang máy, nam tử đó thấy một súng không trúng, lại tiếp tục nhấn cỏ, súng có lắp ống giảm thanh, tiếng phát ra không lớn. Kim Mẫn Nhi phản ứng thần tốc, ấn núi đóng cửa, cửa thang máy chậm chậm đóng lại. Trương Dương còn chưa kịp lấy lại hồn vía thì trong thang máy bốc mùi thuốc súng, nam tử vừa rồi rõ ràng là nhắm vào mình, gã là muốn giết mình, nếu như không phải là Kim Mẫn Nhi kịp thời có phản ứng, e rằng hiện tại hắn đã bị súng bắn trúng tim rồi. Hắn nói với Kim Mẫn Nhi, cô không sao chứ? Kim Mẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt chẳng bạch tới cực điểm tôi. Thân hình của cô ta ngã hoạt xuống đất, Trương Dương trong lòng kinh hãi, vội vàng giang tay ra ôm lấy người cô ta, lại thấy trên vai phải của Kim Mẫn Nhi loang lổ máu, máu không ngừng túa ra, Trương Dương ôm Kim Mẫn Nhi, thân hình của Kim Mẫn Nhi không ngừng run rẩy hắn dùng tốc độ nhanh nhất phòng bế huyệt đạo trên người Kim Mẫn Nhi, ngăn máu tiếp tục chảy ra, Trương Dương hớt hải nhìn số tầng ghi trên thang máy, mục đích của bọn họ là bãi đỗ xe rơi tầng hầm. Thai máy cuối cùng cũng đi xuống tới bãi đỗ xe, Trương Dương ôm Kim Mẫn Nhi bước ra ngoài, vừa chạy ra chưa được hai chục mét, sát thủ đã tuổi tới, nhắm vào Trương Dương bắt đầu nổ súng, Trương Dương lợi dụng xe để tránh, đạn bay ra, bắn chúng xe đỗ trong bãi, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng còi báo động quyện lại với nhau. Trương Dương ôm Kim Mẫn Nhi trốn sau một chiếc xe hiện đại, đạn điên cuồng bắn lên thân xe, thân sẽ cũng không ngừng rung theo. Hô hấp của Kim Mẫn Nhi dần dần biết thành càng lúc càng cấp xúc, Trương Dương nghiến răng nói, hỗn đản. Hắn đặt Kim Mẫn Nhi xuống đất, sau đó tung người lao ra, sức chú ý của tên sát thủ đó bị Trương Dương hấp dẫn, lập tức đuổi theo hắn, hai viên đạn liên tục bắn vào khoảng không, Trương Dương nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên từ sau xe nhảy ra. Tên sát thủ đó giơ súng lên, không đợi hắn tới đã nhấn cò súng, một luồng ánh sáng lóe lên, Trương Dương lợi dụng dây anten bẻ từ một chiếc xe hung hăng quật lên tay cầm súng của gã. Trương Dương hạ thủ không lưu lại dư địa, một kích toàn lực đánh ra này đủ để khiến bia vỡ đá nứt. Tên sát thủ đó tuy cường hãn, nhưng thân thể của hắn dẫu sao cũng là máu thịt đúc thành, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vang răng rắc, Cánh tay phải cầm súng của gã không ngờ lại bị Trương Dương đánh gãy, tay vô lực rủ xuống, súng cũng rơi xuống đất. Trương Dương một cước đá trúng bụng gã, thân thể của tên sát thủ bắn ra sau, nặng nề đập lên một chiếc xe. Trương Dương bước lên một bước, dây anten trong tay liên tục đánh lên cánh tay trái và hai chân của gã. Trương Dương đối với với tên này đã hận tới tận xương tủy, căn bản hạ thủ không lưu tình, đánh cho xương cốt tứ chi của gã nát vụn. Lúc này một chiếc xe Honda màu đen từ bên hông lao ra, trong cửa sổ xe lòi ra hai mũi súng đen xì, nhắm vào thân thể Trương Dương mà xả kích liên tục. Trương Dương phản ứng thần tốc, tung người nhảy qua chiếc xe ở phía trước, hai loạt đạn dày đặc quét lên xe, kính vỡ bay đầy trời, bắn ra khắp nơi. Dưới sự yểm hộ của súng, chiếc xe Honda đỗ ở cạnh tên sát thủ, một người kéo gã lên xe, sau đó chúng không tiếp tục dừng lại, lái xe phóng ra khỏi bãi đỗ trương dương dùng tốc độ kinh người từ một con đường khác đuổi theo chiếc honda súng lục của đối phương liên tục bắn về phía hắn trương dương lợi dụng xe và cột xi măng ở xung quanh để tránh lượt đạn điên cuồng giơ chiếc anten ô tô trong tay lên nhắm vào bánh xe sau của xe honda toàn lực ném một ái chiếc anten làm bằng thép dưới cái ném đầy sức mạnh của trương dương giống như đầu mũi tên bắn ra bắn trúng bánh xe sau của chiếc honda dầm một tiếng lốp xe nổ tung xe honda mất thăng bằng nghiêng nghiêng ngả ngả đâm vào cột trống ở bên cạnh ba nam tử cường tráng đẩy cửa xe xông ra bọn chúng tay cầm súng lục từ ba góc độ khác nhau ép về phía trương dương một bảo vệ của bãi đỗ xe nghe thấy tiến chạy tới làm cái gì vậy hắn vừa mới lên tiếng thì bị một nam tử tóc quăn liên tục bắn hai phát khiến cho ngã gục xuống đất trương dương lợi dụng xe ô tô làm yểm hộ liên tiếp giật ra ba chiếc anten ô tô hắn phát hiện anten ô tô có thể trở thành vũ khí công kích tầm xa ba nam tử tản ra, Trương Dương chỉ sợ bọn chúng tới gần Kim Mẫn Nhi, hắn lợi dụng anten đánh vào thân xe, hỏng hấp dẫn sức chú ý của ba tên đó. Một nam tử áo đen trong đó dừng chân, hắn ra giấu tay, tỏ ý bảo hai tên đồng bạn chia ra hai bên bọc đánh, còn hắn thì yểm hộ. Trương Dương nhích môi, hắn tuy võ công siêu quần, nhưng ba người đối phương đều là tay súng được huấn luyện bài bản, không thể nào lơ là được. Hắn rút một chiếc anten ra ném về một chiếc xe ở đằng xa. Tiếng động vừa vang lên, ba sát thủ đồng thời nhắm vào chỗ phát ra tiếng mà bắn. Trương Dương từ sau một chiếc xe lao ra, tay phải vung lên, một chiếc anten giống như lợi kiếm gào rít bắn ra, bắn chúng vào trán tên tóc quan, xuyên qua xương đầu cứng rắn của gã, mang theo máu và não tương từ sau đầu hắn bay ra, tên tóc quan ngã gục xuống đất. Hai tên sát thủ đồng thời phát ra tiếng gầm bi thống, tốc độ phản ứng của tên áo đen cực nhanh, vào lúc Trương Dương xuất thủ đã bắn một phát, đạn trúng vào tay trái của trương dương trương dương cảm thấy cánh tay tê đi sau đó cơn đau theo dây thần kính của cánh tay truyền khắp toàn thân mẹ kiếp trương dương mắng khẽ một câu hắn nhanh chóng kiểm tra thương thế của mình đạn chắc không bắn trúng xương của hắn hắn phong bế huyệt đạo để cầm máu hay sát thủ rõ ràng bị cái chết của đồng bạn khơi dậy lửa giận cũng nhắm vào chiếc xe mà trương dương đang trốn mà điên cuồng xả kích từng bước từng bước bước tới trương dương bị hỏa lực cường đại mạnh mẽ ép cho không ngẩng đầu lên được vào lúc sinh tử quan đầu, hắn không hoảng hốt một chút nào, mà tử tế nghe ngóng động tĩnh ở xung quanh, lúc tên áo đen nạp đạn, hỏa lực yếu đi, Trương Dương đột nhiên từ sau xe bay ra. Tên nam tử chọc đầu trong đó giơ súng lên nhấn cò súng về phía Trương Dương đang bay ra như chim lớn, thân thể của Trương Dương ở trên không trung xoay người đổi hướng một cách không thể tưởng tượng được, đạn vốn nhắm chuẩn vào hắn bắn xẹt qua bụng dưới của hắn, dây anten trong tay phải của Trương Dương bắn ra, cắm vào mắt phải của tên chọc đó, đâm sâu vào tận não của gã. Tên nam tử áo đen đã thay đạn xong, giơ súng lên nhắm vào Trương Dương mà bắn, một phát bắn trúng chân phải của hắn, Trương Dương cố nhịn đau đá vào cổ tay của gã, súng của gã bị Trương Dương bắn bay ra. Lúc hạ xuống đất, vết thương ở chân phải của Trương Dương máu đã chảy như suối. Nam tử áo đen gầm lên một tiếng, nhấc chân phải lên, người vặn sang trái, lấy chân trái làm trục, gót chân dí sát xuống đất phối hợp với thân thể vặn sang trái, Chân phải đi một đường vòng cung đá vào Trương Dương, chính là đá quét gạt sang phải có uy lực cực lớn trong Thái quyền. Trước khi Trương Dương rơi xuống đất giá bị gã dùng súng bắn trúng, đứng chưa vững, trong lúc gấp rút, chỉ có thể dùng hai tay hợp lại để cản đòn công kích cường đại này của gã. Đối phương đá lên hai tay Trương Dương, một cỗ lực lượng như rời núi lấp biển đập lên người Trương Dương, vết thương trên tay trái của hắn lại vỡ ra, người lão đảo đụng lên một chiếc xe ở phía sau nam tử áo đen gầm lên một tiếng, tung người bay lên, cánh tay phải dơ lên cao, ý đồ muốn dùng cùi trỏ cứng rắn đánh lên đỉnh đầu Trương Dương, thái quyền chú trọng luyện tập cùi trỏ và đầu gối, cao thủ thái quyền có thể dùng hai bộ vị này của thân thể dễ dàng đánh nát xương sọ cứng rắn của đối phương. Trương Dương vẫn chưa từ cơn đau do súng bắn tỉnh táo lại, hắn giơ tay phải lên đỡ cùi trỏ của đối phương, vào giây phút lòng bàn tay tiếp tục với cùi trỏ của đối phương, lợi dụng kinh xoáy của không minh quyền và nhu lực hóa giải lực lượng của đối phương, nam tử áo đen chỉ cảm thấy một cỗ kình dẻo dài kéo thân thể của gã nghiêng sang một bên, tính mềm dẻo của thân thể gã cực tốt, song quyền đồng loạt đánh vào ngực Trương Dương, có chút giống như song phong quán nhĩ trong võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Trương Dương khập khiếng lui ra sau một bước, hắn từ trong những đòn xuất thủ của đối phương đã cảm giác được thân phận của người này, hỏi khẽ ngươi là tần phác. Lúc trước triệu quân đã nói với hắn, Tần Phác đã biết mình là kẻ giết giã lang Tần Việt, em trai gã, đang chuẩn bị tìm mình báo thù, không ngờ gã lại tới Đông Giang nhanh như vậy. Trong mắt Tần Phác đầy vẻ cừu hận khắc cốt ghi tâm, gã gầm lên, chịu chết đi. Gã lao nhân lên trước, thân thể bay lên không, ở trên không trung dơ hai đầu gối lên, dùng đầu gối đánh vào mặt Trương Dương. Trương Dương bởi vì thương thế trên người, sức chiến đấu giảm đi nhiều, chỉ có thể dùng cánh tay để đỡ đầu gối của đối phương, lại bị bước cho phải lui mấy bước. Tuy là vậy, Tần Pháp muốn đánh ngã Trương Dương tuyệt không phải là chuyện khó. Tần Pháp rõ ràng ý thức được điểm này, gã nhìn sang bên phải, Trương Dương thuận theo ánh mắt của gã mà nhìn, phát hiện ánh mắt của thằng ôn này giống như là ác lang nhìn chằm chằm vào kim mẫn nhi ở xa xa. Tần Pháp đột nhiên thôi không công kích Trương Dương, gã toàn lực chạy về phía Kim Mẫn Nhi. Trương Dương lập tức minh bạch ý đồ của gã này, gã là muốn giết Kim Mẫn Nhi ở trước mặt mình, muốn khiến mình đau khổ, có điều Tần Phác đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và Kim Mẫn Nhi. Trương Dương khập hiếng đuổi theo Tần Phác, vừa chạy vừa hét Mẫn Nhi, chạy mau. Kim Mẫn Nhi bị tiếng hét của Trương Dương khiến cho giật mình tỉnh dậy, cô ta cố gắng ngượng dậy, nhìn thấy rõ ràng nụ cười dữ tợn trên mặt Tần Phác. Trương Dương căn bản không thể đuổi kịp Tần Phác, mắt thấy cự ly giữa Tần Phác và Kim Mẫn Nhi càng lúc càng gần, Trương Dương đột nhiên dừng bước, một trường vỗ lên vết thương trên chân phải, Lực hút của lòng bàn tay hút đầu đạn cam sâu trong chân da, hắn nhịn đau dùng ngón giữa kẹp đầu đạn, sau khi nhắm chuẩn vào hậu tâm của Tần Phác thì búng ra. Lúc này Tần Phác chỉ còn cách Kim Mẫn Nhi có khoảng 1 mét, Kim Mẫn Nhi nhấc chân muốn đá Tần Phác, nhưng lại nhìn thấy thân thể của Tần Phác đột nhiên khựng lại đó, ngực có thêm một cái lỗ máu, sau đó ngã chúi lên trước. Đầu đạn được Trương Dương dùng ngón tay bắn ra, tốc độ kinh người, không ngờ lại không hề kém lực lượng từ nòng súng bắn ra vào lúc nguy cấp quan đầu đã bắn chúng tần phác. Kim Mẫn Nhi rú lên tránh khỏi thân thể của tần phác đang ngã vật xuống. Trương Dương khập khiếng đi tới trước mặt Kim Mẫn Nhi, vào lúc đang chuẩn bị cô ta thì tần phác đột nhiên vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Kim Mẫn Nhi. Kim Mẫn Nhi giật nảy mình giết lên, Trương Dương nhấc chân đá một phát lên mặt tần phác, khiến cho mặt tần phác nát bấy, máu thịt lẫn lộn. Liên tục năm cú, tần phác mới vô lực thả mắt cá chân Kim Mẫn Nhi ra. Trong mắt Kim Mẫn Nhi đầy là nước mắt, Cô ta nhìn Trương Dương, đột nhiên bất chấp tất cả lao vào lòng hắn rồi bật khóc thật to. Trương Dương biết Kim Mẫn Nhi đây là vì sợ hãi quá độ, nhẹ nhàng an ủi cô ta mấy câu. Lúc này còi xe cảnh sát gào thét, hơn 10 chiếc xe cảnh sát tiến vào bãi đỗ xe. Trương Dương có chút bất lực lắc đầu, phản ứng của cảnh sát đúng là kịp thời thật. Trương Dương lúc này nhận được điện thoại của Triệu Quân, "Trương Dương, có người muốn ám sát cậu." Trương Dương có chút bất lực lắc đầu, bảo "Báo chậm rồi." triệu quân nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở hiện trường thì đại kinh thất xác chúng đã hành động rồi hà trương dương gầm lên anh rốt cuộc con mẹ nó biết được gì vì sao không báo cho tôi trước cậu bị thương ư vết thương ngoài ra thôi tôi bị cảnh sát bao vây rồi giọng nói của triệu quân biến thành trầm thấp đừng nhắc tới chuyện đấu súng cứ ở nguyên tại chỗ đợi lệnh đừng tiến hành bất kỳ tiếp xúc nào với phía cảnh sát cũng đừng rời khỏi hiện trường tôi lập tức an bài cho cậu cảnh phương vừa tới hiện trường cảnh sát phụ trách phá án trực tiếp nhận được thông chi bảo bọn họ ở nguyên tại chỗ đợi lệch phong tỏa xe ra vào bãi đỗ không cho phép tự tiện triển khai hành động trương dương và kim mẫn nhi đều bị thương kim mẫn nhi đối với tình huống ở hiện trường cực kỳ khó hiểu cô ta không biết vì sao cảnh sát đã tới hiện trường nhưng lại không lập tức đến chỗ họ trương dương an ủi cô ta để tôi xem vết thương của cô đã kim mẫn nhi gật đầu trương dương giúp cô ta bỏ tây phục xuống thấy trên vai phải của cô ta có một lỗ máu, đạn không xuyên qua vai, đầu đạn vẫn kẹt ở bên trong, Trương Dương nói nhỏ tôi giúp cô lấy đầu đạn ra, nhưng sẽ hơi đau một chút đấy. Kim Mẫn Nhi cắn chặt môi dưới, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kiên định. Lòng bàn tay ấm áp của Trương Dương nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên vai của cô ta, Kim Mẫn Nhi cảm thấy lòng bàn tay của Trương Dương biến thành nóng rực, một lực hút cường đại từ lòng bàn tay truyền tới cô ta cảm giác rõ ràng rằng trong cơ nhục ở đầu vai có một vật thể cứng rắn đang bị lực hút này từ từ hút ra ngoài, cơn đau không quá kịch liệt, Kim Mẫn Nhi trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Cô ta tuy không phải là học y chuyên nghiệp, nhưng thường thức y học cơ bản thì vẫn có, loại phương pháp không thông qua phẫu thuật ngoại khoa lấy đầu đạn từ thân thể ra này cô ta chưa từng nghe thấy. Cơn đau đột nhiên trở nên kịch liệt, đầu đạn bị Trương Dương thành công từ trong cơ thể hút ra. Trương Dương thuận tay ném đầu đạn xuống đất, Kim Mẫn Nhi nhìn đầu đạn dính đầy máu, trong mắt lộ ra ánh sáng bất khả tư nghị, nhất cử nhất động của Trương Dương trong mắt cô ta đều quá thần kỳ, tất cả rõ ràng là không thể dùng lẽ thường để giải thích. Trương Dương lấy ra bình ngọc luôn mang theo người, từ bên trong lấy ra một viên thuốc màu lục cho Kim Mẫn Nhi uống, rồi lại lấy một viên thuốc màu đỏ, sau khi vê nát ra thì xoa lên vết thương của Kim Mẫn Nhi, đây đều là thuốc trị thương do hắn đặc biệt phối chế. Trương Dương nói khẽ, không cần lo lắng. Trong vòng 3 ngày vết thương của cô sẽ hồi phục lại như bình thường, tuyệt đối sẽ không có một chút sẹo nào đâu. Nếu là người khác nói với Kim Mẫn Nhi những câu này, Kim Mẫn Nhi nhất định sẽ không tin, nhưng Trương Dương nói ra, cô ta lại cảm thấy không có gì phải nghi ngờ. Giúp Kim Mẫn Nhi xử lý vết thương xong, Trương Dương lúc này mới nhớ tới vết thương do đạn bắn trên người mình, đạn không làm tổn thương tới chỗ yếu hại, đầu đạn kẹt lại trong đùi hắn cũng đã được lấy ra, Trương Dương uống một viên thuốc trị thương. Bảo Kim mẫn nhi giúp hắn vào nát viên thuốc màu đỏ rồi xoa lên vết thương của hắn. Lúc này hai chiếc xe Mercedes màu đen và một chiếc xe cứu hộ dừng ở hiện trường, Trương Bích Quân thân mặc bộ đồ màu xám từ bên trong chiếc xe đó bước xuống, vẻ mặt của cô ta rất nghiêm túc, đi tới trước mặt Trương Dương, nói khẽ, lên xe chứ. Kim Mẫn Nhi được người ta đưa lên xe cứu thương để kiểm tra. Trương Dương ngồi vào trong chiếc xe Mercedes của Trương Bích Quân. Trương Bích Quân hỏi, Kim Mẫn Nhi không sao chứ? Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Trương Bích Quân, không ngờ cô ta vừa mở miệng ra đã gọi ngay tên Kim Mẫn Nhi. Hắn gật dầu với Trương Bích Quân, nói, không ngờ cô vẫn ở Đông Giang. Trương Bích Quân nói, tôi nhận được điện thoại của Triệu Quân, bảo tôi tới giúp anh xử lý chuyện này. Trương Dương thở dài, nói, sát thủ là nhắm vào tôi mà đến, nếu như không phải là Kim Mẫn Nhi kịp thời đẩy tôi ra, thì e rằng tôi đã chết dưới họng súng của thằng hỗn đản đó rồi. Trương Bích Quân nói khẽ, người muốn giết anh là bọn Tần Phác, Tần Phác đã tới Đông Giang. Trương Dương tức giận nói, đã biết là gã đã tới Đông Giang, vì sao không thông chi cho tôi sớm một chút. Triệu Quân đã nhắc anh, là anh không để tâm một cách nghiêm túc đó thôi. Trương Dương không nói gì. Ánh mắt của Trương Bích Quân xuyên qua cửa sổ nhìn về phía chiếc xe cứu hộ, biết cô ta là ai không? Kim Mẫn Nhi, cha của cô ta là Thượng tướng Kim Thừa Hoán, tư lệnh Bảo an Hàn Quốc là nhân vật thực quyền có thế lực mạnh trong giới chính trị Hàn Quốc, rất có hy vọng trở thành tổng thống nhiệm kỳ tới của Hàn Quốc. Trương Dương căn bản không ngờ Kim Mẫn Nhi lại có thân phận tôn quý như vậy, nhất thời ngây ra đó, chuyện này rõ ràng là phiền phức rồi. Chuyện Kim Mẫn Nhi bị thương nói không chừng sẽ dẫn tới tranh chấp ngoại giao, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Trương Bích Quân nói: Tôi hy vọng cậu có thể làm công tác tư tưởng với Kim Mẫn Nhi, cố gắng để ảnh hưởng của chuyện này đừng lên tới mức ngoại giao trương dương gật đầu nói cô ta bị thương không nặng tôi đã giúp cô ta xử lý rồi chắc không cần phải tới bệnh viện đâu trương bích quân nói chúng tôi sẽ phong tỏa tất cả tin tức ở hiện trường chuyện hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài thậm chí sẽ không có ai biết anh và kim mẫn nhi tham gia vào cuộc đấu súng đương nhiên tiền đề là kim mẫn nhi sẽ không nói ra ngoài trương dương thở dài nói tôi bảo này quốc ăn các cô làm việc cả ngày đều thần bí như vậy có công phu chơi trốn tìm Sao không làm công tác thực tế một chút? Trương Bích Quân nhíu mày, mặt mang theo vẻ cười cợt, "Trương Dương, xem ra anh có không ít ý kiến đối với Quốc An." "Không dám, tôi thuộc loại bị các người bán đi nhưng vẫn phải giúp các người kiếm tiền." Trương Dương có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói, "Người bị tôi giết có phải là Tần Phác không?" Trương Bích Quân nói, "Trong xe còn có một người sống, ba người thái đều chết rồi, hai người bị ăn ten xe hơi giết chết không phải?" còn một người phần mặt bị anh đánh cho máu thịt mơ hồ, thân phận vẫn chưa được xác nhận. Ngoài miệng Trương Bích Quân nói thì thản nhiên như không, nhưng trong lòng không khỏi kinh thán vì sức chiến đấu cường hãn của Trương Dương. Lúc trước cô ta chỉ từ trong nội bộ nghe nói về uy lực của Trương Dương, hôm nay mới tận mắt nhìn thấy. Trương Dương tay không giết chết bốn sát thủ chuyên nghiệp của nước Thái, cho dù là trong nội bộ quốc an cũng chỉ có vài người mới có được loại thực lực này của hắn. Mấy chiếc xe dừng lại trong một khu nhà xưởng bỏ hoang ở Tây Bắc Giang thành, Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống. Kim Mẫn Nhi ở trong xe cứu thương đã được kiểm tra toàn diện, trừ vết thương ở trên vai ra, cô ta không bị tổn hại chỗ nào khác. Kim Mẫn Nhi đã ý thức được thân phận của Trương Dương không đơn giản, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Sau khi xe cứu hộ dừng lại, cửa xe mở ra, Trương Dương và Trương Bích Quân đứng sánh vai xuất hiện trước mặt cô ta. Kim Mẫn Nhi hỏi nhỏ, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì vậy? Trương Bích Quân mỉm cười đưa một bộ quần áo đã được chuẩn bị trước cho Kim Mẫn Nhi, Kim tiểu thư. Trương Dương sẽ giải thích cho cô. Cô ta đùn đầy rất sạch sẽ. Phía Kim Mẫn Nhi hoàn toàn là giao cho Trương Dương giải thích. Trương Bích Quân để lại một chiếc xe Mercedes cho Trương Dương, dẫn nhân viên bên dưới nhanh chóng bỏ đi. Trương Dương cũng đổi sang bộ quần áo đã được chuẩn bị trước. Hắn đi lại tuy vẫn có chút khập khiễng, nhưng thuốc chữa thương đã phát huy được tác dụng, vết thương không còn đau nữa. Kim Mẫn Nhi mặc bộ đồ màu đen, trên mặt đầy vẻ ngu ngơ không hiểu, chuyện tối nay xảy ra thực sự quá đột nhiên, cô ta cần một câu giải thích hợp lý. Trương Dương cười nói với cô ta, "Khuya quá rồi, tôi nghĩ người của chúng ta chắc đang sốt ruột chờ đợi, nếu còn không về, sợ rằng bọn họ sẽ đề xuất kháng nghị với bộ ngoại giao mất." Kim Mẫn Nhi cười cười, có điều nụ cười có chút miễn cưỡng, cô ta ngồi vào trong xe, Trương Dương lái xe về trung tâm triển lãm quốc tế, chuyện này rất khó giải thích. Trương Bích Quân ném nan đề này cho hắn, hắn làm sao có thể khiến Kim Mẫn Nhi giữ kín bí mật này đây? Kim Mẫn Nhi hỏi nhỏ, anh là đặc công à? Trương Dương bị cách dùng từ của Kim Mẫn Nhi khiến cho bật cười, hắn gật đầu, nói, phải. Kim Mẫn Nhi cắn chặt môi, là trung ương đặc biệt phái anh tới để bảo vệ tôi ư? Lời nói của cô ta đã nhắc nhở Trương Dương, cha của Kim Mẫn Nhi là Kim Thừa Hoán, nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị Hàn Quốc cho dù là quốc nội phái người tới bảo vệ cô ta cũng là việc hết sức bình thường, như vậy có thể giải thích chuyện này một cách hợp tình hợp lý. Trương Dương cười nói, đây là bí mật, cô không được nói cho ai khác. Kim Mẫn Nhi gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu, cô ta lại hỏi, họ vì sao lại muốn giết tôi? chương 230, Thế giới rất nhỏ. Trương Dương nói khẽ, rất nhiều thế lực nước ngoài có thái đội cừu thị phản đối Trung Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên chúng muốn thông qua loại phương thức này để phá hỏng quan hệ giữa hai nước chúng ta. Tổ chức vì để đảm bảo an toàn cho cô, cho nên phái tôi tới bảo vệ cô, chỉ là không ngờ kẻ địch lại rảo hoạt như vậy, vẫn bị chúng tìm được cơ hội. Thằng nhóc này rất có thiên phú nói bậy, lợi dụng quan hệ quốc tế để lấp liếm. Kim Mẫn Nhi nói, thì ra anh sớm đã biết thân phận của tôi rồi. Trương Dương gật đầu, kỳ thực những lời này của hắn đều là nói bừa, đám sát thủ nước Thái đó là nhắm vào hắn. Kim Mẫn Nhi chỉ là bị hắn liên lụy. Có điều thằng nhóc này nói dối mặt không đỏ tim không đập, nói đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy y như thật. Kim Mẫn Nhi trong lòng cảm động vô cùng, lại có chút mất mát không nói thành lời, cho nên "Anh lúc trước là cố ý tiếp cận tôi." Anh nói, "Bạn gái của anh trông rất giống tôi đều là lừa tôi ư?" Trương Dương lắc đầu, "Không lừa cô đâu, tất cả đều là thật, tôi đúng là cũng không ngờ rằng cô và cô ấy lại giống nhau đến vậy." kim mẫn nhi trầm mặc tay trái xoa vai phải trương dương cho rằng vết thương của cô ta lại đau liền hỏi nhỏ có phải là vết thương lại đau không không phải cô yên tâm vết thương rất nhanh sẽ lành lại thôi tôi đảm bảo sẽ không để lại một vết sẹo nào đâu trương dương cho rằng kim mẫn nhi lo lắng sau này sẽ để lại sẹo có cô gái nào là không thích đẹp đâu kim mẫn nhi cười nói tôi tin anh tối nay cô ta đã tận mắt chứng kiến biết bao điều thần kỳ từ trương dương cho nên cô ta không hề có chút hoài nghi nào về những gì mà Trương Dương nói. Quay về tới trung tâm triển lãm quốc tế thì đã là 10 rưỡi, bởi vì quốc an kịp thời tham gia, tin tức cuộc đấu súng tối hôm đó bị phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy rất nhiều người cảm thấy bầu không khí tối hôm đó có chút không đúng, nhưng không tìm ra được rốt cuộc là phát sinh ở đâu. Chỉ có đoàn đại biểu Hàn Quốc là vô cùng khẩn trương, bởi vì Kim Mẫn Nhi từ sau khi rời khỏi vũ hội đã không có tin tức, rất nhiều người nhìn thấy cô ta ra ngoài với Trương Dương cho nên đoàn trưởng đoàn kinh mậu Hàn Quốc Hoàng truyền tuyền đương nhiên là tìm phó thị trưởng thành phố Giang Thành Nghiêm Tân Kiến để tỏ ý kháng nghị nghiêm trình. Nghiêm Tân Kiến đối với chuyện này cũng tỏ ý ái náy, trong vũ hội biểu hiện của Trương Dương và Kim Mẫn Nhi tất cả mọi người đều thấy, khúc tango giành được tiếng hò reo của cả sảnh, vị chủ nhiệm trẻ tuổi của phòng cải cách xí nghiệp có 89 phần 10 là dùng nghị lực của cá nhân hắn để cướp đại mỹ nữ Hàn Quốc này đi, có điều đây cũng chẳng phải là chuyện tốt, chẳng may có chuyện gì, vậy thì chẳng phải là vấn đề tác phong sinh hoạt đơn thuần ư, bởi vì vấn đề tác phong sinh hoạt mà lên tới mức độ quốc tế. Trong ấn tượng của nghiêm tân kiến, đừng nói là Giang Thành, cho dù là cả Bình Hải cũng chưa từng có, thằng nhóc này là muốn khai sáng khơi dòng lịch sử chắc. May mà sự khẩn trương và lo lắng của mọi người kéo dài không lâu, vào 10 rưỡi tối, Trương Dương và Kim Mẫn Nhi bước vào trong đại sảnh của trung tâm triển lãm quốc tế, Kim Mẫn Nhi thì vẫn bình thường, còn Trương Dương thì đi lại khập khà khập khiếng không đợi bọn họ bước tới trước thang máy, một đám người Hàn Quốc ùa tới, dẫn đầu chính là Phát Chính Nghĩa, hắn ở trong vũ hội đã mang đầy một bụng tức, hiện tại đã đến biên giới của sự bạo phát rồi. Nhìn thấy Trương Dương và Kim Mẫn Nhi trở về, gã lập tức lao lên khởi binh vấn tội. Tình trạng thân thể của Trương Dương hiện tại không được tốt, nhìn thấy có nhiều người Hàn Quốc như vậy lao tới thì cảm thấy có chút bất diệu, đám gậy cao ly này nếu cùng nhau xông lên, nói không chừng mình sẽ phải chịu thiệt mất. Kim Mẫn Nhi nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của bọn họ, lập tức ý thức được bọn họ có thể sẽ gây bất lợi cho Trương Dương, vội vàng bước lên trước, cản ở trước mặt Trương Dương, tức giận hét các anh muốn làm gì. Phát chính nghĩa gầm lên, hắn dẫn em đi đâu. Kim Mẫn Nhi nhiều mày, đầy vẻ phản cảm nói có liên quan gì tới anh. Phát chính nghĩa để ý thấy Kim Mẫn Nhi đã thay quần áo, càng khiến hắn tức giận hơn là quần áo của Kim Mẫn Nhi và Trương Dương trừ khoản khác biệt hình thức nam nữ ra, màu sắc chất liệu đều giống y như nhau quả thật giống như quần áo đôi trương dương cũng phát hiện ra điều này trong lòng thầm cười khổ trương bích quân làm gì vậy sao chuẩn bị quần áo kiểu như thế này thế chẳng phải là giáp tâm muốn để người khác hiểu lầm ư kỳ thực cái này cũng không trách trương bích quân được dẫu sao thì chuyện xảy ra quá đột ngột cô ta bảo người tùy tiện chuẩn bị hai bộ quần áo nhưng chỉ có quần áo đồng phục của bội bộ quốc an phát chính nghĩa thấy kim mẫn nhi vẫn còn bảo vệ trương dương trong lòng vừa ghen ghét lại vừa hận, gã gầm lên, Trương Dương, tao phải quyết đấu với mày. Trương Dương cười, mày con mẹ nó dựa vào gì mà đòi quyết đấu. Thủ hạ bại tướng, gậy cao ly mặt đều dày như mày vậy à. Phát chính nghĩa gầm lên, mày vũ nhục người Hàn Quốc chúng tao. Đám người Hàn Quốc dưới sự giật dây của gã, đều lao về phía Trương Dương, Kim Mẫn Nhi tức giận hét lên, để tôi xem ai dám động thủ nào. Phía Giang Thành nghe thấy động tính, Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến xuất lĩnh thành viên đoàn Kim Mậu cũng vội vã chạy tới, Lưu Kim Thành cầm bảng hướng dẫn làm bằng sắt, trong đoàn Kim Mậu hắn và Trương Dương có quan hệ thân thiết nhất, tất nhiên là người xung phong đầu tiên. Nghiêm Tân Kiến cũng tức giận rồi, đám người Hàn Quốc này quá nghênh ngang, đừng nói là Kim Mẫn Nhi trở về, cho dù là cô ta cả đêm không quay về, bị Trương Dương dẫn đi thì cũng là chuyện hai bên tình nguyện, nào đến lượt họ nhúng tay vào. Nghiêm Tân Kiến cũng sắn tay áo lên, ngày đó bị người Hàn Quốc đánh cho một quyền, tuy nói lão tử khoan hồng đại lượng không tính toán với các ngươi, nhưng ta đây cũng giận uất nghẹn, lão tử cũng muốn đánh người. Đoàn trưởng đoàn kinh mậu Hàn Quốc kịp thời chạy đến, y lớn tiếng quát ngăn đám trẻ tuổi phát chính nghĩa lại, đi tới trước mặt Kim Mẫn Nhi, thấy Kim Mẫn Nhi lại nhìn Trương Dương, mới nói, Mẫn Nhi, cô đi đâu vậy? Mọi người lo cho cô lắm. Kim Mẫn Nhi hờ hững cười nói, tôi và Trương Tiên Sinh đi tảo bộ trên phố Tân Giang, không ngờ các anh lại mẫn cảm như vậy. Hoàng truyền thiện gật đầu, tuy y cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng không thể nào bởi vì Kim Mẫn Nhi và Trương Dương đi ra ngoài mà ra tay đánh người được. Y khuyên tất cả thành viên đoàn Kim Mậu trở về. Kim Mẫn Nhi nhìn Trương Dương, muốn nói gì đó, nhưng Trung Quy lại không tìm được đề tài, cúi đầu bước vào thang máy. Sau khi người Hàn Quốc đi, đoàn Kim Mậu Giang Thành bạo phát một trận hoan hô, mấy người trẻ tuổi đều đi tới gần Trương Dương, giơ ngón tay cái về phía hắn chủ nhiệm trương ngài thật sự là làm cho người trung quốc chúng ta nở mày nở mặt lưu kim thành thấy trương dương đi lại không tiện đỡ hắn bước vào thang máy hỏi nhỏ mệt lắm à trương đại quan nhân thật sự là dở khóc dở cười tôi nói nè các anh có thể bớt nghĩ đến những chuyện ghê tởm đi có được không hả lưu kim thành cười nói tiểu nha đầu người hàn quốc đó xinh đẹp thật trương dương nghe ra ý khác trong lời nói của lưu kim thành xem ra chuyện tối nay mình dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đã không giải thích được, vậy thì dứt khoát không giải thích nữa làm gì. Đêm nay Trương Dương ngủ rất ngon, cho tới 10 giờ sáng mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Trương Bích Quân gọi tới. Thân phận của người áo đen đó cuối cùng cũng được xác định, gã là Tần Phác, từ nước Thái qua biên giới Lào rồi tiến vào Trung Quốc, mục đích chính là để báo thù cho em trai gã là Tần Việt. Có điều gã rõ ràng là không ước đoán chính xác thực lực của Trương Dương, trong hành động ám sát này lại mất cả tính mạng. Gác điện thoại, Trương Dương thở dài một hơi, Tần Phác từ trước đến giờ đều là một ẩn hoạn, hắn giờ không còn lo lắng Tần Phác sẽ xuống tay với mình nữa. Điều mà hắn thật sự lo lắng là Tần Phác sẽ đối phó với người nhà của hắn, lần này thành công giải quyết Tần Phác, chẳng khác nào là triệt để thanh trừ nhân tố nguy hiểm này, sau này có thể yên tâm hơn nhiều. Trương Dương nhìn thương thế trên đùi, vết thương đã mọc ra non, thuốc chữa thương mà hắn phối chế rất linh nghiệp, chắc trong vòng 3 ngày là có thể hoàn toàn khép lại. Chắc rằng tốc độ hồi phục của Kim Mẫn Nhi cũng như vậy, tới lúc đó không biết sẽ kinh ngạc như thế nào. Cửa phòng khách sạn có tiếng gõ, lại là Lưu Kim Thành tới cáo từ hắn, đoàn kinh mậu hôm nay phải về Giang Thành, Trương Dương còn phải ở lại Đông Giang thêm 2 ngày cho nên không định đi cùng họ. Trương Dương thay quần áo, sau khi tạm biệt nghiêm tân kiến, cầm hành lý của mình rời khỏi khách sạn của trung tâm triển lãm, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây nữa lúc đang kéo hành lý thì nhìn thấy đoàn kinh mậu Hàn Quốc cũng rời khỏi khách sạn, Kim Mẫn Nhi thân mặc tây phục màu lam, váy ngắn màu trắng, cô ta kéo hành lý chuẩn bị lên xe buýt đi tới sân bay, nhìn thấy Trương Dương, cô ta ngây ra đó, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Kim Mẫn Nhi giao hành lý trong tay cho bạn ở bên cạnh, mỉm cười bước tới cạnh Trương Dương. Trương Dương đóng Dương hành lý, cười nói, vết thương còn đau không? Kim Mẫn Nhi lắc đầu, rất thần kỳ. Trương Dương từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc đưa cho cô ta, bên trong còn có một ít, để lại cho cô sau này dùng. Kim Mẫn Nhi cắn môi, nói khẽ anh còn muốn sau này tôi bị trúng đạn nữa à à. Trương Dương bật cười ha ha. Mắt Kim Mẫn Nhi nhìn vào đùi phải của hắn, anh sao rồi? Vẫn ổn, chắc ba ngày là có thể hoàn toàn hồi phục thôi. Thành viên của đoàn đại biểu Hàn Quốc bắt đầu gọi Kim Mẫn Nhi lên xe, Kim Mẫn Nhi quyến luyến nhìn Trương Dương, hỏi nhỏ sau này còn gặp mặt nhau không nhất định sẽ gặp kim mẫn nhi lấy bút ra bảo trương dương xòe tay viết một dãy số điện thoại vào lòng bàn tay hắn có cơ hội thì gọi điện thoại cho tôi nhé trương dương lúc này mới nhớ tới việc lấy danh thiếp ra kim mẫn nhi mỉm cười trả lại không cần đâu tôi có rồi cô ta chạy về phía xe buýt bước chân mềm mại như một chú nai con trương dương lái xe tới khu biết thự ở ven bờ thu hà của cố giai đồng hai ngày này hắn cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt đây là nơi lý tưởng nhất sinh hoạt của trương đại quan nhân luôn luôn rực rỡ đa dạng chỉ có lãnh tính lại mới phát hiện ra đồng thời vào lúc mình chuyên chú tới lịch luyện trên quan trường thì cũng quên mất tu luyện võ công trong lần tập kích ở trung tâm triển lãm quốc tế này nếu không phải là vào thời khắc quan kiện kim mẫn nhi đẩy hắn một cái e rằng hắn đã bị sát thủ bắn xuyên tâm tạng rồi cho dù hắn có bản sự hơn nữa thì cũng chỉ đành tiếp nhận kết cục tử vong mà thôi ở núi Loạn Không Bắc Kinh hai lần liên tiếp bị người ta tập kích, lần này lại gặp phải loại chuyện này, mấy sự kiện đều có liên quan tới sự lơ là của Trương Dương, có quan hệ rất lớn đến việc hắn thiếu phương pháp phòng ngự hữu hiệu. Trương Dương một mình nằm trong hồ bơi, ngẩng đầu lên nhìn mây trắng trời xanh. Cả người tiến vào cảnh giới không nghinh, vận hành nội tức trong nước, chữa trị kinh mạch bị tổn thương, có thể đạt được hiệu quả làm ít công nhiều. Khi mở mắt ra thì đã là hoàng hôn, Trương Dương rời khỏi hồ bơi. Quần khăn tắm thì phát hiện di động của mình có hơn chục cuộc gọi nhớ, trong đó một là số điện thoại nhà của Tống Hoài Minh, Trương Dương lập tức gọi lại. Là Liễu Ngọc Oánh gọi, bà ta mời Trương Dương tới nhà làm khách, Trương Dương biết đây nhất định là ý tứ của Tống Hoài Minh, vô luận là với tư cách đại tỉnh trưởng Bình Hải hay là bố vợ tương lại của hắn thì Trương Dương đều không thể cự tuyệt. Hắn nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa thì tới 6 rưỡi, liền đáp ứng Liễu Ngọc Oánh nhất định sẽ đến đúng giờ. Trương Dương không có thói quen tay không đến nhà người ta làm khách, ở bên sông Thu Hà mua hai con cá cá peka của ngư dân, năm cân cua, tới nhà bố vợ tương lai mang theo chút đặc sản thì chắc không bị tính là hối lộ. Liễu Ngọc Oánh thấy Trương Dương mang theo nhiều đồ tới, cũng không khách khí, kết quả lại vào bếp nấu nướng tiếp. Tống Hoài Minh để ý thấy Trương Dương đi lại khập khiếng, y không biết Trương Dương bị trúng đạn, liền quan tâm hỏi: "Chân cậu bị sao vậy?" Trương Dương đương nhiên không thể thật thà kể lại chuyện này. Hắn cười nói, đánh nhau với người Hàn Quốc, bị thương nhẹ. Tống Hoài Minh cũng nghe nói Giang Thành và phía Hàn Quốc bởi vì chuyện duy trì quyền lợi của nhà máy rượu Giang Thành mà phát sinh tranh chấp, cho nên cũng không hoài nghi gì sự giải thích của Trương Dương, mời Trương Dương tới phòng khách ngồi. Đối diện với ông bố vợ tương lai này, Trương Dương ít nhiều có chút thấp thỏm, cao thủ chính trị với loại cảnh giới như Tống Hoài Minh, Trương Dương làm việc rất khó giấu được y, có điều Tống Hoài Minh cũng không nhắc gì tới chuyện chính trị y định vị Trương Dương là một vãn bối. Tống Hoài Minh rất thoáng, y không phản đối Trương Dương đi lại với con gái mình, nhưng y cũng chưa coi Trương Dương là con rể tương lai của mình, chuyện tình cảm của bọn trẻ y không thể hỏi tới, nhưng y quyết không cho phép có người khi phụ con gái của y, đây chính là chỗ cao minh của Tống Hoài Minh, y tạo cho Trương Dương một loại cảm giác áp bức vô hình, nhưng lại không chủ động làm rõ bất kỳ chuyện gì. Gần dây có gặp yên nhiên không? Trương Dương gật đầu, thật thà kể lại chuyện Sở Yên Nhiên và Marozit đang ở làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy. Tống Hoài Minh nghe nói Sở Trấn Nam và Marozit lại cãi nhau, không khỏi bật cười, y hiểu khá rõ tính khí của lão nhạc phụ này, biết rằng Sở Tư lệnh trước nay đều là nhân vật lửa giận bốc lên đầu thì lục thân bất nhận, lão nhạc mẫu cũng không phải là hiền lành gì, hai người bọn họ gặp nhau rồi cãi vã là chuyện hết sức bình thường, chỉ tiếc cho một phiến khổ tâm của người con gái, nó lần này khuyên bà ngoại từ nước Mỹ trở về. Một lòng muốn giúp hai vị lão nhân gia hòa hợp với nhau Xem ra lần này không có hy vọng rồi Liễu Ngọc Oánh bưng cua vừa hấp xong đặt lên bàn Gọi lão Tống Trương Dương tới ăn cơm đi Tống Hoài Minh và Trương Dương một trước một sau đi vào Liễu Ngọc Oánh giúp họ mở một bình mau đài Trương Dương đứng dậy muốn rót rượu thì bị Tống Hoài Minh cản lại Bỏ đi, cậu trên người bị thương Cứ để gì liễu của cậu rót Liễu Ngọc Oánh lúc này mới chú ý tới Trương Dương Hỏi sao vậy Trương Dương có chút xấu hổ nói, đánh nhau với người Hàn Quốc. Liễu Ngọc oánh bật cười, "Trương Dương, thời gian tôi tới Bình Hải chưa lâu, nhưng đã mấy lần nghe thấy cậu đánh nhau rồi, cậu nói sao cũng là cán bộ quốc gia, không thể nào hơi tí là đánh nhau với người ta được." Trương Dương bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, "Sau này sẽ chú ý, sau này sẽ chú ý." Tống Hoài Minh cười nói, "Không có gì phải chú ý cả, người trẻ tuổi xung động một chút không phải là chuyện gì xấu." đây chính là sự khác biệt giữa huyết khí phương cương và tuổi già sức yếu. Đợi khi nào các cậu tới tuổi của tôi, bảo cậu đi đánh nhau, e rằng ngay cả nhắc tới cũng không có hứng thú. Liễu Ngọc Oánh từ trong lời nói của chồng nghe ra được rằng y chắc là biết rõ chân tướng của việc này, liền nhỏ giọng hỏi chuyện gì vậy. Tống Hoài Minh lúc này mới kể chuyện nhà máy rượu Giang Thành vì đòi quyền lợi mà phát sinh tranh chấp với người Hàn Quốc. Liễu Ngọc Oánh sau khi nghe nói người Hàn Quốc đánh phó thị trưởng nghiêm tân kiến trước thì không khỏi lòng đầy căm phẫn, nói đám người Hàn Quốc đó thực sự là quá hung hăng rồi, đúng là nên đánh. Tống Hoài Minh cười nói, em là thầy giáo nhân dân, không thể động chút là đánh đánh giết giết được. Liễu Ngọc Oánh cười cười, gặp một con cua lớn nhất đặt ở trước mặt Trương Dương, giỏi lắm, Dương Cao Quốc Huy Trung Hoa, con cua này là phần thưởng của gì cho con? Tống Hoài Minh cười ha ha, mượn hoa hiến Phật, hiệu trưởng Liễu rất biết làm việc. Liễu Ngọc Oánh đỏ mặt trừng mắt lườm y, tình cảm giữa hai vợ chồng thực sự là không tồi. Trương Dương dẫu sao cũng bị thương chưa lành, không dám uống nhiều, sau khi uống cùng Tống Hoài Minh ba chén rượu trắng thì xin thôi, Liễu Ngọc Oánh cũng quan tâm tới chuyện của sở yên nhiên, trong bữa cơm cũng hỏi han vài câu. Cảm giác của Trương Dương đối với hai người họ không tồi, từ đoạn thời gian quen biết Liễu Ngọc Oánh mà nói, sự quan tâm của bà ta đối với Tống Hoài Minh là không có gì phải nghi ngờ, yêu ai yêu cả đường đi, bà ta đối với sở yên nhiên cũng rất quan tâm, tìm trăm ngàn cách để thay đổi quan hệ giữa Sở Yên Nhiên và Tống Hoài Minh, muốn giúp hai cha con Tống Hoài Minh hòa hợp lại với nhau, chỉ đáng tiếc là không tìm được con đường chính xác. Sự xuất hiện của Trương Dương không nghi ngờ gì nữa đã mang đến cho bà ta hy vọng. Tống Hoài Minh hiểu rõ nỗi khổ tâm của Liễu Ngọc Oánh, cho nên khi bà ta đề xuất mời Trương Dương tới đây ăn cơm, Tống Hoài Minh không phản đối, hơn nữa còn bỏ mấy việc khác để ở nhà đợi Trương Dương. Sâu trong lòng Tống Hoài Minh cũng rất khát khao được khôi phục lại quan hệ với con gái, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, y đã học được cách khống chế tình cảm của mình, chỉ cần con gái có thể hạnh phúc, cho dù nó cả đời này không để ý đến mình thì cũng có sao. Sau bữa cơm tối, Trương Dương cùng Tống Hoài Minh tới sân thượng uống trà. Gió đêm đã có chút lành lạnh, bất tri bất giác đã là cuối thu rồi, Tống Hoài Minh bưng chén trà, nhìn ánh trăng trên cao, đăm chiêu nói, nếu mỗi một quan viên đều có thể lòng như trăng sáng, sự nghiệp cải cách phát triển của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều." Trương Dương nói khẽ, lòng người rất phức tạp, xã hội rất phức tạp, quan trường càng phức tạp hơn. Tống Hoài Minh cười cười nhìn hắn, quan trường sở dĩ phức tạp là bởi vì rất nhiều người chỉ luôn nghĩ cho mình đầu tiên, con người không sợ có tư tâm mà chỉ sợ là lẫn lộn công và tư, làm tổn hại tới lợi ích của tập thể để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Nếu là như vậy sẽ không phân rõ chủ thứ, không nhìn thấy đại cục. Trương Dương luôn cảm thấy Tống Hoài Minh là đang nói mình, hắn chủ động nhận lỗi, tỉnh trưởng Tống, tranh chấp lần này với đoàn thương mậu Hàn Quốc là tôi khơi ra, tôi thừa nhận tôi không suy nghĩ sâu xa, không nghĩ tới hội thương mậu lần này, thiếu cái nhìn đại cục. Tống Hoài Minh cười cười lắc đầu, không ngờ Trương Dương cậu cũng biết chủ động xin lỗi, những lời này là khẩu thị tâm phi hay là là thật tâm thực lòng. Trương Dương nghĩ một chút rồi lấy hết dũng khí, nói, khẩu thị tâm phi, kỳ thực tôi muốn đánh đám Hàn Quốc đó. Tống Hoài Minh cười ha hả, y đặt chén trà xuống, biết thái độ của tỉnh Lý không? Các cậu gióng chống khua chiêng ở hội kim mậu mùa thu đòi quyền lợi, và sau cùng có thể giành được thắng lợi, nếu không có sự đồng ý ngầm của tỉnh Lý, cậu cảm thấy chuyện này có thể làm được không? Trương Dương thừa cơ nịnh hót, tỉnh trưởng Tống Anh Minh. Thằng nhóc cậu bớt vỗ mông ngừa tôi đi, đây là ý kiến nhất trí của các thường ủy, có điều cậu lần này làm rất đẹp, không làm mất mặt người bình hải chúng ta. Trương Dương nói, ý của tỉnh trưởng Tống có phải là muốn đề bà tôi, trọng dụng tôi. Tống Hoài Minh không ngờ thằng ôn này lại tìm mình đòi lên trước một cách trực tiếp như vậy, xem ra không thể nào quá hòa nhã với hắn được. liền lùng nói, đoàn thường mậu Hàn Quốc một mực kháng nghị tới bộ ngoại giao, chuyện này cậu bảo nên làm thế nào. Trương Đại Quan Nhân hiểu rồi, tỉnh trưởng Tống người ta là muốn nói, chuyện lần này tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu đã là tốt lắm rồi, cậu còn muốn thăng quan à. Nằm mơ đi hắn cũng chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi, vốn cũng không hy vọng Tống Hoài Minh sẽ thăng quan cho mình, liền cười bảo công tội ngang nhau, xem ra lần này tôi không có hy vọng được lên trước rồi. Tống Hoài Minh nói, cậu còn trẻ như vậy đã chủ quản việc cải cách của Giang Thành, gánh nặng trên vai không nhẹ đâu. Trương Dương, sau này còn phải suy nghĩ thật kỹ vào hắn làm. Trương Dương không hề cảm thấy không vui vì Tống Hoài Minh dạy bảo mình, tỉnh trường Tống người ta dạy bảo mình, đó là coi hắn là người của mình, Tuy Trương Dương có ý kiến bất đồng với cách nói của Tống Hoài Minh, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn thành khẩn, thái độ này khiến Tống Hoài Minh rất hài lòng. Sau khi ở Đông Giang nghỉ ngơi 2 ngày, thường thế trên người Trương Dương cũng có thể tính là hồi phục lại 7-8 phần. Trương Bích Quân gọi điện thoại bảo hắn trả xe, thằng ôn này lái xe mê có chút thuận tay, nếu không phải là quốc an tiết lộ thân phận của hắn, hắn cũng sẽ không bị tần phát truy sát tới tận Đông Giang, cho nên hắn chỉ đành không nghe, lái xe tiếp tục dạo chơi Đông Giang lúc nào về thì mới tính đến chuyện trả xe cho quốc an. Chuyện mà sở yên nhiên dặn dò hắn hắn cũng không quên, sau khi thương thế hồi phục, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là tới trường Đại học Nông nghiệp Đông Giang, bái phỏng phó hiệu trưởng Trang Hiểu Đường. Trang Hải Đường năm nay 53 tuổi là phó hiệu trưởng chủ quản dạy học của trường Đại học Nông nghiệp Đông Giang, phối phương của nhà máy thức ăn gia súc Xuân Dương chính là có sự giúp đỡ của bà ta mới hoàn thành. Trương Dương tới phòng làm việc của Trang Hải Đường, phát hiện Quách Kiến, con trai của Quách Đại Lượng cũng ở đó. Quách Kiến nhìn thấy Trương Dương thì rất vui mừng gọi chủ nhiệm Trương, rất quy củ đứng dậy. Cha con Quách đạt lượng rất tôn trọng Trương Dương, Quách Kiến trước giờ đều coi Trương Dương như trưởng bối của gã, tuy tuổi của Trương Dương thực tế còn nhỏ hơn gã. Quách Kiến lần này là tới vì vấn đề phối phương thức ăn gia súc mới, có sự dẫn kiến của gã, Trương Dương đỡ phiền phức phải tự giới thiệu. Quách Kiến nhìn ra Trương Dương tìm Trang Hải Đường có việc liền thức thời lui ra. Trương Dương lần này tới gặp Trang Hải Đường là vì sợ yên nhiên, hắn cũng không tới tay không, đặt lá trà vừa mua lên bàn làm việc của Trang Hải Đường, hiệu trưởng Trang, có chút quà để tỏ kinh ý. Trang Hải Đường cười cười quan sát Trương Dương, Trương Dương, tôi đã nghe nói về cậu lâu rồi. Trương Dương nói, hiệu trưởng Trang, là yên nhiên bảo tôi tới tìm bà. Trang Hải Đường nói, tôi biết cậu là bạn trai của yên nhiên, sở dĩ bảo cậu tới là để đánh giá giúp yên nhiên. Trương Dương bật cười, vị phó hiệu trưởng trường đại học nông nghiệp Đông Giang này không ngờ lại rảnh như vậy, chỉ là đơn giản muốn giúp sở yên nhiên đánh giá mình thôi ư. Trang Hải đường nói, tôi là bà ngoại của yên nhiên là bạn thân, lúc yên nhiên còn nhỏ, tôi từng trông nó, tôi coi nó như cháu của mình vậy. Yên nhiên được nhiều người chiếu cố như vậy, cô ta ấy may mắn. Trang Hải đường có chút xúc động, nói, mẹ của yên nhiên mất sớm, lão thủ trưởng là một nam nhân, cho dù muốn chiếu cố nó cũng khó tránh khỏi có sơ suất. Trương Dương đoán Trang Hải Đường nói không chừng là bộ đội chuyển nghề, hắn nói ra chuyện sở yên nhiên mời Trang Hải Đường tới làn du lịch suối nước nóng ở Cốc Xuân Hy. Đối với hắn mà nói thì nhiệm vụ mà sở yên nhiên giao cho hắn đã hoàn thành toàn bộ, liền đứng dậy cáo từ Trang Hải Đường. Trang Hải Đường nói, ăn xong cơm sáng đã, cảm thụ một chút thức ăn của nhà nống chúng tôi. Dạ thôi, tôi còn phải tới thăm em gái tôi. Trương Dương không cảm thấy hứng thú với việc ăn cơm cùng với trưởng bối, hắn sợ Trang Hải Đường lại tiến hành hỏi han hoàn cảnh của mình. Lần sau nếu sợ yên nhiên bảo hắn đi bái phòng trưởng bối nào đó, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Trang Hải Đường thấy kiên quyết như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa. Bà ta tiến Trương Dương xuống dưới lầu, Trương Dương đang chuẩn bị cáo từ thì một chiếc xe Audi màu đen dừng ở bên cạnh. Người bước xuống xe không ngờ lại là tổng tài Lâm Thanh Hồng của tập đoàn Thiên Kiêu, cô ta và Trương Dương từng có duyện gặp mặt một lần. Trương Dương cười nói, chào Lâm Tiểu Thư, lâm thanh hồng là vợ chưa cưới của lương thành long trương dương rất khách khí đối với cô ta lâm thanh hồng mỉm cười gật đầu nói với trang hải đường mẹ mẹ và trương dương quen nhau à trương dương cũng không ngờ chuyện trên thế giới này lại trùng hợp như vậy trang hải đường không ngờ lại là mẹ của lâm thanh hồng cũng chính là nói bà ta là mẹ vợ tương lai của lương thành long thế giới này đúng là nhỏ thật trang hải đường nhìn thấy lâm thanh hồng thì nụ cười trên mặt tắt ngay bà tay quay người bỏ đi Lâm Thanh Hồng đuổi theo gọi, mẹ. Trang Hải đường tức giận nói, cô đừng gọi tôi là mẹ, càng đừng nên tới tìm tôi, tôi không có đứa con gái như cô. Nói xong liền dảo bước vào trong ký túc xá. Lâm Thanh Hồng cắn môi, vẻ mặt mất mát đi tới trước xe, có chút xấu hổ nhìn Trương Dương, cười nói, xin lỗi, để anh nhìn thấy rồi. Trương Dương cũng không muốn nhìn thấy chuyện riêng của nhà người ta, hắn cười nói, người nên nói xin lỗi phải là tôi. Lâm Thanh Hồng thở dài, nói cùng đi ăn đi, ở nhà ăn của trường, chính Long đang đợi ở đó. Trương Dương nghe nói Lương Thành Long cũng tới, thế là liền gật đầu. Lương Thành Long vốn là muốn tự mình đi bái phỏng mẹ vợ tương lai, nhưng Lâm Thanh Hồng nói rằng tính tình của mẹ cô ta không được tốt, cho nên bảo gã đợi ở ngoài, bản thân thì vào trước xem tình hình rồi tính tiếp, hiện tại không ngờ ngay cả con gái như cô ta cũng không thèm nhận. Lương Thành Long nghe Lâm Thanh Hồng nói xong, không khỏi cười khổ, bà ấy ghét anh vậy à? Trương Dương ở bên cạnh cười nói, thời đại nào rồi mà còn có chuyện xen vào tự do hôn nhân của người khác. Hiệu trưởng Trang Trông cũng là người biết thấu hiểu mà. Lâm Thanh Hồng cầm chén rượu lên, nói, không nhắc tới chuyện này nữa, nói ra chỉ thêm phiền lòng. Mẹ tôi ghét Lương Thành Long, theo lời bà ấy thì nhìn ngang nhìn dọc thế nào anh cũng giống một run, chả thấy có tí bộ dạng nào của rồng cả. Trương Dương không khỏi bật cười, cùng cô ta uống hai chén lương thành long nói tôi còn chưa hỏi đến cậu đó sao cậu lại quen mẹ vợ tôi trương dương kể lại chuyện sở yên nhiên nhờ hắn lâm thanh hồng nói yên nhiên ư tôi đã gặp mấy lần rồi có điều lúc đó cô ấy còn nhỏ trương dương cậu đúng là có bản sự không ngờ lại lừa được cả con gái của tỉnh trưởng tống trương dương kháng nghị chị dâu à sao lại nói là lừa tôi và sở yên nhiên là tự do yêu nhau mà lương thành long cười ha ha nói tôi thấy mỹ nữ hàn quốc đó cũng không tồi hai người cũng hợp với nhau đó lâm thanh hồng chậm rãi hạ chén rượu xuống nam nhân các anh đúng là đồ xấu xa đứng núi này còn trông núi nọ trương dương và lương thành long đồng thời bật cười lâm thanh hồng đứng dậy đi tô lê lương thành long tranh thủ hỏi trương dương chuyện bạch yến cậu giấu cho tôi nhé ngàn vạn lần đừng để lâm thanh hồng biết nếu không muốn người ta biết trừ phi đừng làm tôi nói thật trên đường không có bức tường nào là không thông gió đâu. Lương Thành Long thở dài, nói với vẻ đầy cảm xúc, xem ra sau này tôi phải thu liếm một chút rồi. Trương Dương Hiếu Kỳ nói, tôi bảo này, sao nhạc mẫu đại nhân nhà anh lại ghét anh thế? Lương Thành Long nhìn về nơi xa rồi mới nói khẽ, nhạc phụ nhạc mẫu ly hôn nhau từ sớm, chúng tôi lúc đại học từng ở với nhau, bà ấy lúc đó cũng nhìn tôi không thuận mắt, về sau chúng tôi chia tay, cũng giống như tâm ý của bà ta muốn, hiện tại lại ở với nhau, tôi vốn cho rằng nhiều năm qua rồi bà ấy chắc cũng thôi không còn thành kiến với tôi ai ngờ bà ta vẫn ghét tôi như vậy tôi đoán rằng hôn lễ lần này bà ta sẽ không tham gia đâu mọi người đều có chỗ khó của mình trương dương đối với chuyện riêng của lương thành long cũng không có hứng thú lắm lúc này triệu tính mới gọi điện thoại lại cho hắn giờ cách lúc gọi điện cho triệu tính đã gần một tiếng đồng hồ trương dương không khỏi có chút tức giận đứa em gái này càng lúc càng khiến hắn khó hiểu nói với triệu tính được hai câu vừa dạo dò cô ta ở cùng với Đinh Bân thì phải chú ý cự ly thì Triệu Tĩnh lấy lý do có việc gác điện thoại ngay. Lương Thành Long ở bên cạnh nghe được đại khái, mỉm cười nói, chuyện gì cũng đều dễ quản, duy có chuyện tình cảm là không dễ nhúng tay vào đâu. Trương Dương nói, nói thật lòng, tôi rất ghét thằng ôn Đinh Bân đó. Tôi luôn cảm thấy nó không có hảo ý với em gái tôi. Chuyện Trương Dương ngày trước xông vào nhà bí thư ủy ban chính Pháp Đinh Nguy Phong để đòi công đạo được truyền bá rộng rãi, lương thành long cũng biết gã nói quan thanh của bí thư đinh rất tốt đối với con cái cũng ước thúc khá nghiêm thằng nhóc đinh bân này gan hơi nhỏ một chút có điều cũng không phải là người xấu anh lo lắng có chút dư thừa rồi trương dương uống cạn rượu trong chén chậm rãi đặt chén rượu xuống nói hy vọng là vậy lúc này lâm thanh hồng quay lại công việc của trương dương rất bận di động cơ hồ là không yên một giây nào lương thành long không nhìn được liền oán trách anh nói nè thanh hồng em không thể tắt điện thoại đi một lúc được à ăn cơm cũng không được yên lâm thanh hồng dập máy thở dài nói nhân tại giang hồ thân bất do so kỷ mỗi ngày đều làm mãi không hết việc trương dương nói chị dâu là nữ cường nhân chuyên chú vào sự nghiệp cũng là việc nên làm mà lâm thanh hồng cười nói trương dương cậu đừng tâng bốc tôi tôi cũng không muốn làm nữ cường nhân đâu bảo tôi sống ở đây cả ngày làm bạn với củi gạo dầu mỡ Chà, tôi lại không cam tâm, cho nên dạng nữ nhân như tôi mới không có ai yêu. Lương Thành Long trừng mắt lên lường cô ta, em đang mắng anh đấy à? Anh không phải là người ư? Lâm Thanh Hồng cười khúc khích, trong mắt lộ ra một tia tình ý, vậy em giải thể công ty, ở nhà để anh nuôi em nhé. Lương Thành Long gật đầu, đương nhiên. Anh hiện tại đang vui thì nói vậy thôi, tương lai nhất định sẽ hối hận. Lâm Thanh Hồng cầm chén rượu lên hớp một ngụm, nói, nữ nhân nếu như quá dựa vào nam nhân thì sẽ mất đi bản ngã, mất đi bản ngã vậy thì sống ở trên đời còn có ý nghĩa gì nữa. Trương Dương và Lương Thành Long nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khổ. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, Lương Thành Long sau này thảm rồi, Lâm Thanh Hồng không phải là một nữ nhân đơn giản, thằng nhóc này cưới Lâm Thanh Hồng chẳng phải là tự đeo vòng kim cô lên đầu mình ư. Lâm Thanh Hồng nói, Trương Dương, tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện. Chị cứ mặc sức phân phó nghe nói nhà máy dệt giang thành của các cậu gặp chút phiền phức tôi muốn tham gia trương dương cười nói tin tức của chị dâu linh thông thật lâm thanh hồng nói thực không dám giấu tôi không hiểu về giang thành lắm tôi có một người bạn đang đầu tư ở bên đó cô ấy biết tôi làm may cho nên giúp tôi để ý một chút tình huống cơ sở của nhà máy dệt giang thành không tồi hiện tại gặp phiền phức chính là cơ hội tốt để tôi tham gia trương dương trong lòng rúng động tập đoàn thiên kiêu của lâm thanh hồng là dạng có số má trong những nhà máy quốc nội cô ta gia nhập nhà máy dệt giang thành bất kể là đối với trương dương hay là đối với xí nghiệp đều là một tin tức tốt vấn đề của nhà máy dệt giang thành kéo dài rất lâu rồi một mực chưa được giải quyết triệt đề thân là chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp nếu chuyện này có thể xử lý được tốt địa vị của mình trong thể chế giang thành sẽ càng ổn định hơn trương dương nói chị dâu người bạn giang thành của chị là ai kiều mộng viện Trương Dương kỳ thực vào lúc Lâm Thanh Hồng nói ra chuyện này đã lờ mờ đoán được rằng Kiều Mộng Viện có liên quan, Kiều Mộng Viên muốn tham gia vào phát triển quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm, từng nói rằng cô ta có năng lực giải quyết chuyện của nhà máy dệt Giang Thành, thì ra biện pháp giải quyết của cô ta chính là để Lâm Thanh Hồng tham gia vào, triệt để thay đổi hệ thống của nhà máy dệt Giang Thành, đây quả thực là một biện pháp có thể chỉ tận gốc các loại tệ đoan của nhà máy dệt Giang Thành. Trương Dương mỉm cười, nói chuyện này tôi sẽ chú ý giúp cô, sau khi về Giang Thành, Tôi sẽ hồi báo lại ý kiến của cô cho người phụ trách." Lâm Thanh Hồng nói, tin rằng chúng ta không lâu nữa sẽ lại gặp mặt nhau ở Giang Thành. Trương Dương nói, "Chị dâu, chị có hiểu sâu về con người của Kiều Mộng Viện không?" Lâm Thanh Hồng nhìn Trương Dương, cô ta ý thức được Trương Dương muốn từ miệng mình nghe ngóng một số tin tức của Kiều Mộng Viện, mỉm cười nhắc nhở cậu đừng có nảy sinh ý đồ gì với cô ta, Mộng Viện có tình cảm rất sâu đậm với Hứa Gia Dũng. "Tôi không có ý đó." chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ, Kiều Mộng viện bỏ tỉnh Vân An có hoàn cảnh tốt để phát triển như vậy để chọn Giang Thành của chúng tôi, thật sự là kỳ quái. Lâm Thanh Hồng nói, cậu đừng thấy Kiều Mộng viện vẻ ngoài thì văn nhược, nhưng trong lòng lại rất có chủ kiến, hôn sự giữa cô ta và Hứa Gia Dũng, tuy trong nhà gặp trở ngại lớn, mẹ cô ta kiên quyết phản đối, nhưng Kiều Mộng viện vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Mấy ngày trước cô ta và Hứa Gia Dũng còn đặc biệt tới Bắc Kinh thăm Kiều lão và được sự đồng ý của Kiều lão. Lương Thành Long có chút hứng thú, nói, hứa ra dũng đúng là có chút bản sự, không ngờ có thể lừa được một mỹ nữ như kiều mộng viên trung tình với mình. Lâm Thanh Hồng trừng mắt lườm hắn, anh hâm mộ à. Lương Thành Long cười nói, trong mắt anh trừ em ra thì không có vị trí cho một người con gái nào khác. Trương Dương nghe hắn nói tới đây thì thực sự là không nhịn nổi nữa, quay người nhổ rượu ra ngoài. Lương Thành Long có chút bất mãn, tôi nói thực mà, cậu có cần phải khoa trương như vậy không? Trương Dương cười nói, tôi cầu xin anh đó, tôi thực sự là không chịu nổi nữa rồi, lời nói của anh con mẹ nó sao mà quỳnh giao thế. Lâm Thanh Hồng mỉm cười, lời nói thì là giả dối, nhưng tôi lại thích nghe, nam nhân đều là hạng lừa đảo, nhưng nữ nhân biết rõ lại vẫn cam tâm tình nguyện để bị lừa. Trước khi rời khỏi Đông Giang, Trương Dương đặc biệt tới bái phỏng Điền Khánh Long vừa được lên làm phó sở trưởng sở công an tỉnh Bình Hải, điền khánh long trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi thân thể trên cơ bản đã hồi phục nghe nói trương dương tới thăm y đặc biệt mời trương dương tới tới quán vịt quay phúc đức môn lại gọi cả đám người loan thắng văn phó cục trưởng cục công an khu bạch sa và trương đức phóng phó cục trưởng phân cục quảng thịnh tới trương dương sâu trong lòng thì không muốn gặp tên trương đức phong này nhưng điền khánh long đã an bài như vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối điền khánh long từ vị trí cục trưởng công an giang thành đi xuống trong lòng cực kỳ không cam tâm bởi thì thân là cục trưởng công an, sau cùng lại bị mấy tên thiếu niên còn chưa thành niên ám toán, điều này đối với Điền Khánh Long mà nói thì là một sỉ nhục lớn. Nhưng thân là cán bộ quốc gia, không thể không tuân theo chỉ thị của thượng cấp, bên trên bảo y lui xuống, y chỉ có thể nghe theo lệnh. Điền Khánh Long vẫn cực kỳ quan tâm tới chuyện của Giang Thành, sau mấy chén rượu, y bắt đầu hỏi những tiến triển gần đây có liên quan tới vụ án, trong đó có một nhân tố mà y không an tâm, đó chính là cái chết của Phương Hải Đào con trai của Phương Văn Nam, chuyện đó liên quan tới con trai Điền Ban của Y, tuy hiện tại chưa có chứng cứ xác thực là có liên quan tới Điền Bân, nhưng Y bằng vào trực giác của một cảnh sát đã ý thức được rồi, phía cảnh sát Giang Thành đã bắt đầu hoài nghi Điền Bân, điều này khiến trong lòng Điền Khánh Long nổi lên một quầng mây đen. Trương Dương và Điền Khánh Long có quan hệ rất tốt, hắn thật thà nói hết những gì mình biết cho Điền Khánh Long nghe, hắn cũng không biết quá nhiều nội tình, dẫu sao thì Cục Công an vẫn có chút bảo lưu với hắn. Loan Văn Thắng cười nói, sở trưởng Điền đúng là yêu nghề, rời khỏi Giang Thành rồi mà vẫn không quen quan tâm tới tiến triển vụ án của Giang Thành. Điền Khánh Long cảm thán, tôi là không cam tâm thôi. Trương Đức Phóng nói, sở trưởng Điền, kỳ thực ngài vì đảng và nhân dân phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt rồi, cho đám người trẻ tuổi chúng tôi một cơ hội, nếu không chúng tôi tới lúc nào mới có thể thể hiện được năng lực của mình đây. Audio điện tử võ tấn bền